Bần tăng không ngán ai bao giờ tập 19, đến đài đào thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Hứa Chan đã nói với Kiều Phong từ mùa xuân năm nay rằng hắn hy vọng có thể giảm bớt cường độ công việc của mình một chút để xả hơi và Kiều Phong cũng đã đồng ý. Nhưng lúc nói xong câu này lại giống như không nói, cường độ công tác của hắn không chỉ không hạ thấp mà còn tăng lên một cách trầm trọng. Thậm chí đến hiện tại, hợp đồng diễn xuất của năm tới đã sắp đầy. Hiện tại nhớ lại, Hứa Chan cảm thấy đoạn thời gian nhẹ nhàng nhất lại chính là những ngày sửa xe trên núi Thanh Nguyên. Tuy nhiên, bây giờ thất cô sắp quay xong hắn sẽ không thể lấy thể nghiệm sinh hoạt làm cái cớ để sửa xe máy cho hàng xóm được nữa nghĩ lại vẫn thấy có chút mất mát chà không biết muốn gặp anh hoặc trí thủ uy sơn có kỹ năng gì cần thể nghiệm sinh hoạt hay không đợi quay xong thất cô hắn có thể thử đi nghiên cứu kịch bản sau đó tự cân nhắc xem vào ngày 28 tháng 10, thất cô chính thức đóng máy tất cả các thành viên đoàn phim từ sơn thôn nhỏ đi tới nội thành dung thành tổ chức một bữa tiệc ăn mừng hoành tráng trong hai tháng qua mọi người vào nam ra bắc dấu chân trải rộng năm tỉnh thành phía nam sông Trường Giang, cơ bản là ăn ở cùng nhau, bây giờ cuối cùng cũng đến lúc phải chia xa, mọi người khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Trong bữa tiệc, khi mọi người đang top 5 top 3 trò chuyện đến quên trời quên đất, thì Hứa Chan đột nhiên nghe thấy ai đó gọi tên mình. "Ai nha Hứa tổng, cậu được lên bảng này." Một người quay phim của tổ sản xuất lắc lắc điện thoại trong tay, cười nói, "Ai nha tiểu Hứa, cậu cũng quá khiêm tốn rồi, được xếp thứ 9 trong cả nước, đúng là đại thù hào." Nhưng ngày thường cậu còn ăn mặc khiêm tốn như vậy, cũng biết sống quá đấy. Hứa chăn nghe vậy thì sửng sốt, lại không hiểu đối phương đang nói cái gì, hắn liền thò đầu lại gần, vừa nhìn thấy thì liền tráng váng. Chỉ thấy, một phương tiện truyền thông được nhiều người chú ý vừa công bố bảng xếp hạng thu nhập của các doanh nhân trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong năm qua, mà hắn lại được xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng thu nhập của nghệ sĩ với thu nhập là 130 triệu, thậm chí còn cao hơn Trần Chính Hào. Hắn kinh ngạc nhìn vào các khoản thu mà kênh truyền thông này đã làm cho hắn, thu nhập từ nụ hôn đính ước, thu nhập từ bản quyền phát sóng truyền hình và bản quyền phát sóng trực tuyến của làng Nha Bảng, phòng vé của phim dương gia tướng kê bọn lai phí quảng cáo cho tiên cốt phí quảng cáo cho thương hiệu đồng hồ cao cấp hàng đầu hứa chăn ngơ ngác mà ngẩng đầu lên nhìn về phía trần nhà các khoản thu được tính toán thực sự khá rõ ràng và không có sự cường điệu cố ý nào nếu không nói với hắn thì hắn thậm chí sẽ không biết mình giàu như vậy nhưng vấn đề là tiền đâu hứa chăn nhìn trần nhà ngốc lặng hồi lâu mới vớt cuộc miễn cưỡng tập trung lại tiền đi nơi nào vấn đề này thực sự không tiện trả lời lắm phía truyền thông liệt kê đúng về mặt lý thuyết nhưng trên thực tế trừ bỏ thù lao đóng phim, phí đại ngôn rồi các loại phí cá nhân kiếm được, nguồn tiền chủ yếu từ phần trăm phát sóng internet, truyền hình các thứ đều là của công ty. Này đó tiền chỉ có cuối năm dư lại, mới có thể lấy hình thức chia hoa hồng trả cho mình. Mà phần dư này chưa bao giờ tồn tại trong từ điển chủ tịch thái thực tiễn nhà mình. Cho nên nói, khoản tiền 90% trên giấy tờ này, người chăn cũng chưa gặp qua bao giờ, dư lại 10%, cũng chỉ là biết qua mà thôi. Vào tháng 7, Thái Tổng nói muốn dùng camera tiên tiến nhất để quay chụp cảnh chiến tranh, Hứa trăn cho rằng ông chỉ là muốn thuê thiết bị cao cấp, còn cảm thấy có thể ủng hộ, kết quả vạn không nghĩ tới, vì đại thúc này định mua luôn. Thái thúc, đóng phim nghèo ba họ, nhếp ảnh hủy cả đời. Thúc tiêu tiền như vậy, trong nhà có 100 triệu. Không phải, trong nhà có bao nhiêu trăm triệu cũng không đủ thúc lan lộn. Hứa Chan không nhị được hồi tưởng thời điểm lúc trước quay Tam Quốc, đạo diễn Cao Trần vì muốn hình ảnh chân thật, sự lại trưởng thành, xây thành bạch tế. Kết quả kinh phí 100 triệu quay chụp nửa đường đã hết, còn đúng lý hợp tình mà nói chỉ mới làm lễ khởi công tưởng tượng lúc trước cao đạo muốn hợp tác làm chung một bộ phim với thái tổng hứa chan liền nhịn không được run lập cập còn tốt công ty lúc ấy thật sự là nghèo đến rớt mồng tơi hợp tác không thành bằng không hai vị này nếu là ăn nhịp với nhau chỉ hận gặp nhau quá muộn hứa chăn cảm thấy chính mình khả năng thật sự sẽ bị bán đi ong 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 trong bữa tiệc di động hứa chan run lên hắn cầm lên thì thấy trùng hợp làm sao đúng là thái tổng mình vừa nhớ về ui thái thúc ha 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 a à, chăn à các cậu hôm nay đóng máy đi điện thoại đầu kia giọng của thái thực tiễn nghe rất xuân phong đắc ý nói ai gần nhất công ty bên này bận quá nhiều việc không dành qua đó thái thúc chúc các cậu đóng máy đại cát hứa chăn cười nói cảm ơn thái thúc tôi biết công ty gần nhất vội vừa mới tổ kiến tổ kỹ thuật công việc giai đoạn trước còn cần thái thúc đi xử lý dứt lời hắn đơn giản báo một chút tình huống bên đoàn phim thất cô cho thái thực tiễn cũng hỏi han vài câu về công ty thái thực tiễn đã vui vẻ lại có chút buồn rầu nói ai nha nói đến tổ kỹ thuật có sự tình tôi phải cùng cậu thương lượng một chút chúng ta vốn chỉ thuê bốn văn phòng trong cao ốc thanh vân gần nhất nhiều người đến tôi liền đành phải tạm thời thuê cả trung tâm mẫu giáo kế bên còn may tình huống kinh doanh của bọn họ không tốt thêm tí tiền đã đồng ý sang lại cho tôi nhưng là chỗ của bọn họ trang hoàng hoa hòe loè loẹt trên tường vẽ toàn chó mèo chuột gà nhìn không ra thể thống gì thái thực tiễn do dự mà nói a chan cậu nói chúng ta nên sửa chữa bên này hay là dùng thêm tiền đổi một khu việc hợp lý hơn là trước tiên ở bên này chấp vá hai năm hay là tìm hẳn một chỗ cố định nói xong đề nghị này điện thoại đầu kia lại chậm chạp không có đáp lại uy a à chăn cậu có đang nghe không thái thực tiễn nhịn không được hỏi hứa chăn trầm mặc thật lâu mới nói thái thúc ngài vừa rồi nói cái gì sửa chữa đổi chỗ tốt hơn tôi cảm thấy đều không cần ngước khí hán bình tĩnh Lựa thất trường mẫu giáo khẳng định bảo vệ môi trường chúng ta nếu là làm lại nói không chừng còn có phóc man đê hít có hại thân thể công nhân viên chức cần có thể xác và tinh thần khỏe mạnh đây mới quan trọng nhất ngài nói đúng không thái thực tiễn nghe vậy ngần ngơ bỗng nhiên cảm giác giống như có một luồng khí lạnh theo di động tuồn qua bên mình. Trang Hoàng có thể ảnh hưởng sức khỏe công nhân viên chức hay không ông không biết, nhưng ông cảm giác chính mình nếu là còn dám đập tiền đi Trang Hoàng, tuyệt đối muốn ảnh hưởng sức khỏe thể xác và tinh thần hứa tổng nhà mình. Thái tổng đờ đẫn nhìn thoáng qua đám người tí hon đang khiêu vũ trên tường văn phòng chính mình. Tính, cứ như vậy đi, nhìn còn rất manh. Chờ A Chan trở lại kinh thành, hỏi một chút cậu ta muốn phòng công chúa Bạch Tuyết hay là phòng mỹ nhân ngư. Cuối tháng 10, hứa Chan rời đoàn phim thất cô, về tới kinh thành hắn năm nay coi như hạ màn lịch trình biểu diễn công tác từ tháng 11 mãi cho đến nghỉ đông hứa chăn không tiếp thu bất luận hợp đồng diễn xuất nào nữa hắn phải về trường học ổn định tập luyện bài diễn tốt nghiệp đám hứa chăn chọn diễn vở kinh kha giết tần chẳng qua hắn biểu không phải vai chính kinh kha mà là bạn tốt của kinh kha cầm sư cao tiệm ly các bạn học đương nhiên là hy vọng hứa chăn có thể diễn chính nhưng hắn cảm thấy chính mình ngày thường rất nhiều cơ hội diễn kịch mà đồng học lại rất thiếu bởi vậy chủ động nhường vai chính cho người khác tuy là vai phụ nhưng hắn cũng khá thích kịch bản của cao tiệm ly nhân vật này xuất diễn không nhiều lắm nhưng mỗi một hồi đều là điển tích lần đầu lên sân là khi kinh kha đi xa cao tiệm ly ở dịch thủy thổ trúc xướng khúc phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn chứ danh ngay sau đó là khi nghe nói kinh kha giết tần thất bại vẫn luôn ẩn với núi rừng cao tiệm ly bỗng nhiên bắt đầu thường xuyên lui tới phố phường rất nhanh nổi danh với kỹ nghệ cao siêu dần dần tần vương cũng nghe đến thanh danh cao tiệm ly kêu hắn tiến cung trình diễn tài nghệ bởi vì từng bị kinh kha hành thích tần vương để cao cảnh giác đối với người lục quốc cố ý cho người làm mù mắt cao tiệm ly trước hai mắt mù cao tiệm ly biết rõ chính mình không có năng lực ám sát tần vương nhưng như cũ dựa vào lòng can đảm mà tiến cung đến đoạn nhạc kịch liệt nhất bỗng nhiên bạo khởi phóng cây đàn về hướng tần vương Trung quanh hộ vệ đại kinh thất sắc nhanh chóng giết chết cao tiệm ly từ đó trở đi tần vương không cho phép bất luận người lục quốc nào tiếp cận chính mình vở diễn đến đó mới thôi hứa chan cảm giác câu chuyện này kỳ thật thích hợp quay thành điện ảnh nhưng mấy bộ điện ảnh về kinh kha trước mắt trong quốc nội đều tạm được ngược lại mấy phiên bản kịch nói trước đó trong hí kịch của bọn họ mỗi phiên bản đều có chỗ đáng khen lão sư ban chỉ đạo của đám hứa chăn đúng là đã từng sám vai một vị lão tiên sinh của kinh kha trong kinh kha giết tần 20 năm trước lời nói và việc làm đều mẫu mực tự thân dạy dỗ khiến mọi người học tập được rất nhiều cũng khiến hắn cảm thấy hứng thú với khoảng thời gian dàn dựng kịch này lúc hứa chăn nghiêm túc mà làm chuẩn bị cho vở diễn tốt nghiệp của mình xa ở eo biển đối diện lại có một đám người đang cực lực chú ý hắn Đầu tháng 11, đoàn đội Hứa Chan ấn định cho đoàn phim muốn gặp anh một hồi đáp rõ ràng, đồng ý tham dự đầu tư, cũng biểu diễn Lý Tử Duy trong phim. Đồng thời, nữ chính cũng chính thức xác định do Kim Trung Thị Hậu, Hà Gia Yến. Đội hình diễn viên vừa ra, bộ phim Đô Thị Huyền nghi dự tính phí tổn cũng không cao này lập tức được giới phim ảnh chú ý cao độ. Trong đó cũng bao gồm nữ chính Hà Gia Yến. Trước khi làng nha bảng nổi tiếng, Hứa Chan cũng không có danh khí gì ở đài đảo, đa số người xem, thậm chí là người trong giới điện ảnh cũng không biết gì về hắn. Mà cho tới bây giờ, đa số người đối mặt hứa chan cũng chỉ có thể nhận ra mai tông chủ mà cũng không hiểu biết về diễn viên này cũng không biết hắn từng diễn qua nhân vật nào khác hà gia yến cũng là như thế đối với việc đoàn phim tìm hứa chan tới diễn lý tử duy nói thật cô phi thường ngoài ý muốn cô đại khái xem qua lang nha bảng cực kỳ ấn tượng hình tượng nhân vật thư sinh ốm yếu trong phim cô lúc ấy cảm giác người thanh niên này rất biết diễn kịch một ít chi tiết cần tình cảm được xử lý đến phi thường tinh tế cảm động vô cùng nhưng nhân vật lý tử duy này không chỉ cần tinh tế về tình cảm chỗ khó nhất khi diễn hắn không phải ở mặt tình cảm mà là ở cách biệt tuổi tác ngắn nguồn hai ba tháng mà muốn từ diễn xuất nam sinh cao trung vô ưu vô lự bồng một tinh thần phấn chấn lại thành diễn xuất người trung niên chết khiếp cuối đời mang đàn lòng và bất khuất thậm chí trong kịch bản còn có đối thủ khi hắn hơn 20 tuổi và 40 tuổi diễn cùng loại biểu diễn phân chia tinh thần này cũng không phải là người trẻ tuổi nào cũng có thể biểu diễn tốt hà gia yến tùy tay ở trên mạng lục soát về hứa chăn phát hiện hắn tham diễn điện ảnh thập nguyệt vi thành đang chiếu cô tùy tay click mở mấy tin tức đang do dự có nên đến dạp chiếu phim đi tận mắt nhìn người thanh niên này biểu hiện như thế nào hay không bỗng nhiên phát hiện trong văn án bộ điện ảnh này tuyên truyền đề cập đến hứa chăn đặc biệt nhiều thậm chí còn nhiều hơn rất nhiều nhân vật chủ yếu a à, này không phải tên nhóc sắp hợp tác với cô sao một bên người đại diện lại đây tham dò nhìn màn hình máy tính hà giai yến nói thập nguyệt vi thành hai ngày trước tôi có xem hắn diễn lý sùng quang diễn rất tốt mà đối mặt lương võ chết không bị áp diễn mấy chàng bùng nổ đều rất có lực cũng không xấu hổ nhưng là phim này quá nhiều ảnh đế, tùy tiện vớt một cái điều là diễn viên gạo cội, thành ra cảm giác cậu nhóc này không đặc biệt xuất sắc. Người đại diện gật gật đầu, nói, nhưng thật ra là hạt giống tốt, diễn loại thanh niên nhiệt huyết như này rất thích hợp hắn. Nhưng rốt cuộc sinh hoạt lịch duyệt vẫn còn đó, làm hắn hiện tại diễn nhân vẫn trung niên còn quá miễn cưỡng, đến lúc đó vẫn là nhờ cô chiều cô hắn. Hà Gia Yến không cảm thấy mấy lời này có tính tham khảo, chỉ tiếp tục xem máy tính. Cô nhìn thấy một video rất hot trên mạng, gọi là cha con siêu diễn viên đua diễn hàng ngày trên phim trường tùy tay click mở chỉ thấy bình luận như cuồn cuộn nước lũ tràn vào màn hình báo động phía trước có năng lượng cao nhân viên không tham chiến lập tức giải tán bạn đang xem bần tăng không ngán ai bao giờ được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim ta chỉ nghe nói chữ hồi trong hồi hương đậu có bốn loại cách viết trước này chưa từng nghe qua cha có bốn loại cách gọi gọi nhau là cha luôn mà một like cho tinh thần chuyên nghiệp của lão sư vương văn kỳ ha 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 hứa chăn ngoài lề quả nhiên là chưa từng làm tôi thất vọng quá ngoài lề so phim chính đẹp hơn một là tôi ảo giác sao tôi cảm giác khắp nơi trong phim trường vang vọng hai chữ ngoại tào. Bình luận che trời lấp đất cơ hồ choáng mù mắt, Hà Gia Yến vội vàng tắt tính năng phát bình luận theo thời gian thực. Sau đó liền thấy trong màn hình, Vương Văn Kỳ đóng vai phụ thân đứng ở bên hiên phim trường, trước sau thay đổi ba loại phương pháp biểu diễn, nổi giận đùng đùng mà răng dạy như tử đọc oai thư. Mà Hứa Chan theo sát tiết tấu Vương Văn Kỳ, vững vàng mà tiếp được ba đoạn diễn này, bày biện ra ba loại cảm xúc cha con hoàn toàn bất đồng. Hà Gia Yến nhìn, không khỏi há to miệng. Nhưng mà, cô còn không kịp nói cái gì, liền thấy hứa chan trong màn hình bỗng nhiên lại thay đổi biểu cảm khí chất cả người trong nháy mắt từ tinh thần phấn chấn bồng bột trở nên âm trầm nghiêm túc dùng miệng lưỡi phụ thân săn dạy vương văn kỳ hai người thế nhưng đổi nhân vật thấy như vậy hà gia yến theo bản năng mà ngẩng đầu lên nhìn về phía người đại diện đứng ở phía sau mình hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau này rốt cuộc là cái chủng loại diễn viên tinh anh thần kỳ gì vậy hứa chăn ở trường học tập luyện kinh kha giết tần tập luyện hết hai tháng thẳng đến cuối tháng 12, trường học tiến hành diễn tập giai đoạn tập luyện thứ nhất rốt cuộc hạ màn nghỉ đông đã đến hắn cũng làm tốt các thủ tục sắp tới đài đảo tiến hành quay chụp muốn gặp anh thời gian này không hiểu sao làm hắn nhớ tới thời năm nhất năm hai nghỉ đông và nghỉ hè tranh thủ làm bán thời gian hiện giờ ngẫm lại còn cảm giác có chút hoài niệm mà từ nay về sau đã có thể không còn có nghỉ đông và nghỉ hè hứa chăn ở kinh thành ăn nguyên đán theo người hướng dẫn của đoàn phim muốn gặp anh ngồi phi cơ đi tới đài đảo lại nói tiếp cũng khéo này là lần đầu tiên hứa chăn đi đến nơi yêu cầu xử lý giấy thông hành nhập cảnh Lúc hắn mới vừa vào nghề đã từng quay bộ máu đào kiếm được nội địa và hương giang hợp tác làm, sau lại lại tham diễn điện ảnh Thập Nguyệt Vi Thành cũng được hợp tác. Nhưng máu đào kiếm là ở điện ảnh Hoành Châu lấy cảnh, mà Thập Nguyệt Vi Thành quay chụp ở Mado. hai lần đều không rời khỏi khu vực quen thuộc. Bọn họ xuống phi cơ cũng không phải ngay Đài Bắc, mà là ở một thành thị công nghiệp của Đài Đảo. Hứa Chân cảm giác ở bên này hẳn là mình không có độ nổi tiếng như ở nội địa, bởi vậy hơi chút thả lòng cảnh giác, treo mỗi khẩu trang, không có tiến hành ngụy trang. Nhưng mà làm hắn vô cùng ngoài ý muốn là, còn chưa ra khỏi đại sảnh sân bay đã có mấy cô gái cùng xuống phi cơ liên tục chạy về phía hắn trong đó một cô gái sau một lúc lâu rối rắm rốt cuộc vẫn lấy đủ dũng khí đi đến trước mặt hắn hỏi chào ngài quấy dày một chút đôi mắt cô gái này sáng lấp lánh vẻ mặt hưng phấn hỏi ngài không phải là mai tông chủ đi lời này vừa ra chung quanh thế nhưng có mấy người quay đầu nhìn lại đây đoàn phim muốn gặp anh bên này tức khắc trong lòng căng thẳng chuyện xấu bảo an có phải không mang đủ hay không gã đang nghĩ ngợi cần tìm bảo an sân bay tới hiệp trợ hay không lại nghe một bên hứa chan lộ ra giọng cười vô cùng sang sàng, nói ha 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 thực sự giống như vậy sao cô đã là người thứ bảy hỏi tôi dọc theo đường đi này rồi vừa mở miệng thế nhưng là giọng địa phương vô cùng thành thục cô gái này bị hắn làm sửng sốt theo bản năng nói cái kia ếch xác thật rất giống nói rồi cô mang vẻ mặt hồ nghi mà nhìn hứa chăn trước mặt nói ngài thật sự không phải sao tôi thấy đôi mắt ngài rất giống hắn hứa chăn cười vẫy vẫy tay nói không phải không phải tôi chỉ là người làm công nói, hắn liền dường như không có việc gì mà tiếp tục đi phía trước. Cô gái kia sừng sốt một chút, vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi, thật sự không phải sao, ngài làm công tác gì? Hứa chăn vừa chậm rãi đi tiếp, vừa bình tĩnh nói, tôi sửa xe. Mấy cô gái nghi hoặc mà nhìn hứa chăn, rốt cuộc vẫn là do dự mà tránh ra. Ai, đôi mắt hắn thật sự rất giống Mai Tông Chủ, trong đó một cô gái nhỏ giọng nói thầm, vừa rồi cũng nên xin chụp một bức ảnh của hắn, phát lên mạng nhất định sẽ có rất nhiều like. Bạn nàng xua tay nói, bỏ đi, sao có thể tùy tiện chụp người xa lạ cậu biến thành kẻ biến thái theo dõi người khác rồi à đi một hồi mấy người lại nhịn không được nhìn về hứa chăn đằng trước chỉ chỉ trò trò mà thấp giọng nói tôi cảm giác đúng thật là không phải khẩu âm của hắn vừa nghe chính là người đài đào, hơn nữa là đài nam bên kia mai tông chủ không có khả năng có giọng địa phương nặng như vậy bên cạnh mấy người khác cũng nhỏ giọng phụ họa nói hơn nữa cậu xem hắn mặc đồ quá bình thường không có làm tóc cũng không hóa trang nào có bộ dáng đại minh tinh ở nơi công cộng minh tinh ở sân bay không phải sẽ có lối đi riêng sao bên cạnh còn phải có rất nhiều bảo an nữa vừa nói xong lời này, mấy đồng bạn khác lập tức cười bổ sung nói, đúng đúng, lại còn phải muốn fans tới đón cơ, giờ bảng đèn, đồng thanh hô mộ 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 tại yêu người, sau đó liều mạng thét chói tai ha ha ha. mấy cô gái ở phía sau trò chuyện vui vui vẻ vẻ, mà phía trước, đoàn phim muốn gặp anh thì liều mạng nhịn cười, nguy hiểm thật, không cười ra tiếng, mà hứa chăn tiếp tục dường như không có việc gì mà nói chuyện phím với đồng bạn, tươi cười có vẻ có chút bất đắc dĩ. lối đi riêng, mướn bảo an, mướn fans, xin lỗi không có loại nghiệp vụ này. Hai năm này, đoàn đội hứa chăn chưa bao giờ nỗ lực vì hắn tạo nhân khí, mà là liều mạng giấu giếm thông tin cá nhân, để ngừa sinh hoạt hàng ngày của hắn bị người quấy rầy. Chỉ là, hứa chăn vừa mới cố ý nói chính mình không phải mai trường tô, không riêng gì xuất phát từ phương diện giấu danh tính, cũng vì muốn thí nghiệm một chút khẩu âm của mình rốt cuộc đủ tiêu chuẩn hay không. Hiện giờ xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm, làm cho hắn cảm thấy rất là vừa lòng. Muốn gặp anh tuy rằng là phim hợp tác, nhưng rốt cuộc vẫn lấy bối cảnh ở đài đảo, nếu quay phim đô thị còn muốn tìm người tới phối âm thì quá không chuyên nghiệp hứa chan học khẩu âm đài đào còn tính tương đối nhẹ nhàng trước đó vì chụp thất cô hắn cố ý ở mân nam gần một tháng lúc sau khi chính thức quay chụp lại ngây người một đoạn thời gian rất dài mân nam có khẩu âm tương đối giống với đài đào hứa chan lúc sau lại cố tình tiến hành điều chỉnh mới rốt cuộc đạt tới trình độ hiện giờ muốn dùng cả từ ngữ địa phương là không có khả năng nhưng đủ để đóng phim rồi bởi vì ngày sau nếu có chỗ nào xuất sẹo người chung quanh còn có thể kịp thời thay hắn sửa lại rời sân bay đoàn phim bên này sớm đã phái xe lại đây tiếp bọn họ. Muốn gặp anh lúc này còn không có khởi động máy, bởi vậy, đoàn phim cũng không có trực tiếp lôi hứa chan tới phim trường, mà là trước chở hắn đi chơi một vòng phụ cận, lĩnh hội một chút phong thổ địa phương. Hứa chan theo người dẫn đường tham quan cố cung Đài Bắc, đi một trăm linh một đại lâu nổi danh, đi ăn một ít đồ vặt ở địa phương. Đi dạo một hồi, hứa chan tò mò mà nhìn hoàn cảnh chung quanh, cảm thụ lớn nhất là, thật sự rất giống mân nam. Vô luận là điều kiện khí hậu, thói quen ăn uống hay là khẩu âm, đến cả tình trạng giao thông trên đường xá cũng rất giống. Dân bản xứ khả năng sẽ đưa ra 180 loại lý do chỉ ra khác biệt, nhưng đối với người Cam Châu như hứa chan tới nói, không thể nói rất giống, chỉ có thể nói giống nhau như Đức. Trước ở Thanh Nguyên Sơn thường xuyên ăn hầu biển chiên, tới bên này còn có thể tiếp tục ăn. Hứa chan bưng hầu biển chiên, nhìn một cửa hàng sửa xe bên đường, kỳ diệu có loại ảo giác có thể tiếp tục làm công. Hôm nay ngày 6 tháng 1, đoàn người kết thúc cuộc du ngoạn đơn giản, rốt cuộc xuất phát đi đến chỗ quay ngoại cảnh muốn gặp anh hứa chăn lật xem lịch trình đoàn phim vì hắn cung cấp thấp giọng nói bộ kịch này chủ yếu lấy cảnh ở đài nam bên kia một đường đi theo hắn là phó đạo diễn thi văn văn gã cười giải thích nói đúng vậy 70% phần trăm đều ở đài nam hứa tiên sinh khả năng không quá hiểu biết đài nam là một tòa thành nổi danh lịch sử văn hóa phong cảnh tú lệ hơn nữa có rất nhiều phố cũ phi thường xinh đẹp chúng tôi khi quay chụp một ít cảnh phim có cảm giác niên đại thì đều dẫn đến đài nam lấy cảnh lúc này tiểu trần đang dẫn đường bổ sung nói đúng vậy hơn nữa địa phương vì xúc tiến phát triển kinh tế phim truyền hình lấy cảnh có chính sách trợ cấp có thể bớt rất nhiều tiền phó đạo diễn thì văn văn hứa chăn ngẩng đầu lên nhìn bộ dáng xấu hổ của phó đạo diễn không nhịn được nhẹ miệng cười đoàn phim này được biết sinh sống không sai rõ ràng ở nơi nào quay cũng không khác gì nhau vì cái gì không đi địa phương có lợi hơn thật nên giới thiệu cho vài vị bại gia chi tử mình từng hợp tác kia gặp mặt làm quen mà muốn gặp anh khởi động máy ngày 12 tháng 1. đang đi tới nơi lấy cảnh hứa chăn vừa đi vừa lật xem kịch bản đồng thời tiếp tục biên tập lại cốt truyện của nhân vật lý tử duy này hứa chăn cảm giác phần lưu ý tự mình viết này cũng là đã trải qua mấy cái giai đoạn không phá thì không xây được lần chính thức lĩnh hội công cuộc viết cảm nghĩ cho nhân vật đầu tiên của hắn bắt nguồn từ máu đào kiếm lúc ấy nhìn hào ca viết chuyện theo ngôi thứ nhất viết đến cảnh hạ tuyết nghi tận mắt nhìn gia đình mình bị giết cảm giác như là mở ra một cánh cửa đến thế giới mới từ đó về sau hắn nắm được phương pháp đắm chìm trong tâm lý thể nghiệm tiềm thức nhân vật sinh ra tình cảm cộng hưởng còn khác sâu hơn so với trước kia mà nhân vật Lý Tử Duy này. Hắn đã viết từ lúc xác định muốn tiếp nhận bộ kịch này, đến nay đã viết được gần 200 ngàn chữ. Hứa chăn cảm giác, chính mình về sau nếu phải làm lão sư, dạy hậu bối viết về nhân vật như thế nào, nhất định sẽ lấy phần chuyện viết về Lý Tử Duy này làm bài tham khảo. Bởi vì nhân vật này có cuộc sống, quả thực quá phức tạp. Hơn nữa thông qua phương thức viết để thể nghiệm nhân sinh người này, đối với biểu diễn có trợ giúp rất lớn, quả thực có thể nói là không thể hoặc thiếu. Lý Tử Duy lúc cao trung là một thiếu niên vô ưu vô lự khở khạo, gia cảnh hậu đái tiêu sái như ánh mặt trời, hoàn toàn chính là một tờ giấy trắng. Rồi sau đó, người con gái mình thích bỏ mạng, người bạn tốt nhất bị hiểm nghi giết người rồi bị bắt, sau một đêm thế giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau đó, hắn tao ngộ tai nạn xe cộ, xuyên đến tương lai, 10 năm sau lại bởi vì tai nạn trên không tử vong, một lần nữa về tới những ngày tàn phế sau lúc bị tai nạn xe cộ, giấc mộng Nam Kha dường như đã có mấy đời, hắn không thể không đối mặt thân thể tàn tật cùng vô tận ốm đau lúc sau lại chính mắt thấy bạn tốt sau khi ra tù thì tuyệt vọng mà nhảy lầu bỏ mình hứa chan viết thậm chí có loại cảm giác không có cách nào tiếp tục thừa nhận con người của hắn. Hắn không nhịn được nhớ trước đó có nhà phê bình điện ảnh đánh giá Chu Du hắn đóng vai, nói may mắn lớn nhất của Chu Du chính là chết sớm. Tuổi còn trẻ đã chết sớm, lúc sống được vạn người kính ngưỡng, chết rồi được nhân thế khóc thương, ngàn năm sau vẫn được đời tưởng nhớ. Hứa chăn năm đó cảm thấy khó hiểu, hiện giờ nghĩ đến, lại bỗng nhiên cảm giác rất có đạo lý. Tiếc nuối lớn nhất đời người trước nay không phải trí khí chưa thù, mà là anh hùng mạt lộ, mỹ nhân tuổi xế chiều, Hết thảy tốt đẹp đã từng đều biến thành mây khói thoảng qua, sinh mệnh ảm đạm kéo dài, cuối cùng chỉ lẻ loi còn lại chính mình. Rất nhiều lúc, còn sống so đã chết càng làm cho người khó chịu. Ngày 7 tháng 1, đoàn người hứa chan vớt cuộc đi tới Đài Nam, tổ đạo cụ, tổ camera và các nhân viên công tác khác lúc này sớm đã chuẩn bị xong, đang chờ một ít nơi lấy cảnh được nhắc đến trong kịch bản tiến hành điều chỉnh và bố trí cuối cùng. Mà trước khi quay chụp, hứa chan lúc này còn có nhiệm vụ quan trọng bậc nhất muốn hoàn thành, xác định tạo hình nhân vật. Diễn viên chỉ có mỗi hứa chan nhưng yêu cầu xác định tạo hình lại có bốn tổ lý tử duy thời cấp ba lý tử duy xuyên đến tương lai dùng thân phận vương thuyên thắng lý tử duy tuổi trung niên sau tai nạn xe cộ cùng với vương thuyên thắng thật sự trong đó khó nhất chính là lý tử duy trung niên hứa chăn còn không đến hai mươi ba tuổi nhưng lại muốn cho hắn diễn xuất trung niên hóa trang cần đúng tuổi nhưng không được làm lố đối với chuyên viên tạo hình và diễn viên mà nói đều là một thách thức lớn vô cùng này đương nhiên không phải lần đầu tiên hứa chăn diễn vai trung niên chu du chu chuyển võ cung thứ các nhân vật này đều có chênh lệch tuổi rất lớn đến thời điểm nằm xuống sấp xỉ đều phải ba bốn mươi tuổi nhưng những nhân vật đó đều là từ thiếu niên diễn một mạch đến trung niên tuyến thời gian không bị đoạn mà năm chính của muốn gặp anh đều xuất hiện riêng từng giai đoạn tuổi tác không có kéo dài bởi vậy mỗi cái giai đoạn đều cần phải khác nhau rõ ràng hứa chăn xem chuyên viên tạo hình mân mê đầu tóc mình nửa ngày càng làm càng thái quá rốt cuộc nhịn không được nói lão sư hoặc là ngài đừng làm sẵn hay là tôi phối hợp ngài tạo hình sư nghe vậy sửng sốt hỏi phối hợp là sao Hứa chan nói, tôi trước tìm về trạng thái biểu diễn, diễn xuất lý tử duy, sau đó ngài xem chỗ nào có khiếm khuyết, lại dùng hóa trang tới đền bù, ngài xem được không? Bạn đang xem bần tăng không ngán ai bao giờ được thuyết minh tại kênh youtube di các phim. Tạo hình sư kỳ thật không hiểu hắn phước cuộc là có ý tứ gì, nhưng đã nói vậy, y cũng không phản đối, tạm thời ngừng tay. Hứa chan ngẩng đầu cười với chuyên viên tạo hình, rồi sau đó tĩnh tâm nhìn vào tấm kính trước mặt. Hắn chậm rãi thu liễm nét tươi cười trên mặt, hai mắt bắt đầu thất tiêu khóe miệng vẫn luôn hướng về phía trước cũng bắt đầu buông xuống. Hứa chăn nhìn chính mình trong gương, nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, hơi nước ấm áp động lại mở mặt kính. Một lát sau, lúc trên mặt kính lại lần nữa xuất hiện khuôn mặt hắn, hứa chăn một lần nữa chuyển con ghi nhìn về phía chính mình trong gương, cặp mắt u ám không còn sót lại tí thần thái tươi sáng gì, khóe miệng lộ ra một nụ cười chua xót. Ở sau lưng hứa chăn, chuyên viên tạo hình nhìn hình ảnh trong gương, bỗng nhiên cảm giác có chút sờn tóc gái. Tình huống gì thế này? Ta đang ở phim trường phim kinh dị sao? kẽo kẹt đúng lúc này cửa phòng hóa trang đột ngột mở nữ chính hà gia yến đẩy cửa mà vào vừa định nói chuyện lại theo bản năng mà ngừng nói cô lúc này đang chỉnh tóc mái vốn dĩ muốn tìm chuyên viên tạo hình giúp một tay kết quả lại không khéo nhìn thấy một màn vừa rồi nhịn không được mà du lập cập vị này là hứa tiên sinh sao cách hồi lâu hà gia yến mới vốt cuộc đi lên trước tới thử thăm dò nhìn về phía hứa chăn thấp giọng nói chào ngài hứa chăn nghe vậy quay đầu nhưng mà lại không cố tình diệt trừ cảm giác chán nản trong đáy mắt mà là trực tiếp lấy trạng thái trước mắt tiếp hà gia yến đu cảm nao nao chợt khẽ gật đầu giọng hơi khàn khàn nói ta là Hứa chăn chào cô hà gia yến ngẩng đầu theo bản năng mà chỉnh lại tư thái cung cung kính kính gật đầu hành lễ về phía hắn phảng phất trước mắt không phải vị tiểu bối trẻ hơn mình mà là một vị trưởng bối hai ngày trước cô vừa mới đi dạp chiếu phim xem thập nguyệt vi thành rõ ràng ngũ quan của Hứa chăn vẫn như cũ nhưng kỳ diệu làm sao khi lại cho người ta cảm giác người này là hắn của hai mươi năm sau hình như là từ tương lai xuyên việt mà đến loại cảm giác này rốt cuộc là như thế nào làm được a à nha, vừa rồi làm tôi giật cả mình thẳng đến bảy tám giây sau hà gia yến mới rốt cuộc cánh vỡ yên lặng trong sân cô cười cười nắm tay hứa chăn một cái tay khác vỗ bộ ngực nói chào cậu chào cậu hứa chăn lần đầu gặp mặt tôi là hà gia yến tôi vừa rồi nhìn thấy cậu cười với gương nên hơi sợ hãi hà gia yến quay đầu nhìn về phía đạo diễn hoàng thiên tứ nói đạo diễn cậu ta diễn chân thật quá tôi muốn bắt trước trong kịch tôi có một cảnh trần vận như giả mạo hoàng vũ huyên tôi cảm giác tôi có thể làm giống cậu ấy vừa rồi nhìn gương cười cái này quá dọa người thật sự quá dọa người cô giơ ngón cái lên với hứa chăn nghiêm trang mà tán dương cậu rất giỏi giỏi cực kỳ chụp xong bộ phim huyền nghi này tôi cảm giác cậu về sau có thể suy xét phát triển theo hướng phim kinh dị hẳn là rất có tiền đồ cô vừa nói xong lời này phòng hóa trang tức khắc vang lên một trận cười vang hứa chăn nghe vậy cũng nhịn không được nở nụ cười lúc trước khi còn năm nhất hắn đã từng đi theo đồng học cùng lớp diễn đoạn ngắn của lão nam hài ở bên trong đóng vai hứa tiểu soái chính là một người trung niên thích mơ mộng viển vông vẫn là có một ít tâm đắc đối với cách để sắm vai trung niên hơn nữa khi viết tự chuyện nhân vật lại thử một lần cảm giác quả nhiên không tệ lắm chỉ là hắn không muốn dọa người khác đang 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 trong phòng mọi người đang trò chuyện bỗng nhiên nghe được bên ngoài vang lên một trận tiếng đập cửa hà gia yến kêu lên mời vào một lát sau cửa phòng mở một người trẻ tuổi cao gầy tuổi tầm 20 từ bên ngoài đi đến hứa chăn theo tiếng nhìn lại nhận ra người này là nam thứ trong muốn gặp anh Mạc tuấn kiệt giả hắn vừa định cùng người này chào hỏi đối phương cũng đã chú ý tới chính mình người này nhìn hứa chăn sửng sốt một chút dưới tác dụng đồng thời của diễn xuất và thần thái trung niên trong lúc nhất thời không phân biệt được danh tính hắn khụ khụ hà gia yên thấy cậu nửa ngày không nói lời nào chỉnh giọng nói chỉ vào hứa chăn nói giới thiệu một chút vị này cậu xưng hứa thúc thúc là bố của hứa chăn đóng vai lý tưởng duy giả hứa chăn lần đầu tiên đến đài đảo còn có chút không thích ứng cho nên hai bố con hắn cùng tới cô vừa nói xong người trẻ tuổi vừa mới vào cửa tức khắc lộ ra biểu cảm bừng tình đại ngộ vội vàng cung cung kính kính mà hành lễ nói ra là hứa thúc thúc chào ngài mới vừa tiến vào tôi đã cảm thấy ngài trông quá giống hứa chăn nhưng là tuổi lại không đúng tôi sửng sốt nửa ngày không dám nhận hứa chăn hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn thoáng qua hà gia yến bên cạnh vị này tỉ tỉ đang chọc ai đó hứa chăn ngàn vạn không nghĩ tới hà gia yến thế nhưng có thể há mồm liền nói hưu nói vượn lại còn có nói bậy đến như thế tự nhiên hơn nữa càng mấu chốt chính là đối phương cư nhiên tin hứa chăn theo bản năng mà đánh giá người thanh niên mới vừa tiến vào đài một phen chỉ thấy người này cao hơn một m tám cắt đầu nấm mặt tròn mắt nhỏ khí chất sạch sẽ thoải mái rất có cảm giác của thiếu niên hắn biết người này tên là thi vũ kiệt cùng tuổi mình là một diễn viên trẻ mới xuất đạo không lâu người này đóng vai bằng hữu tốt nhất của mình trong phim hai người về sau diễn phối hợp rất nhiều khả năng sẽ thường xuyên gặp phải nhưng mà tình huống trước mắt lại làm hứa chăn vô cùng bối rối chính mình rốt cuộc cần lập tức làm rõ thân phận cho thi vũ kiệt hay không có cần ngay lập tức tạo thế khó xử cho cả hắn và vị tiểu ca này hay chỉ hoãn được chút nào vui trước đó đây ai đằng nào cũng không tránh được tình thế khó xử mà hứa chăn nhìn đạo diễn hoàng thiên tứ đang là mặt quỷ mà liều mạng lắc đầu do so dự ba giây đồng hồ rốt cuộc vẫn là tiếp tục duy trì trạng thái trung niên suy sút nhẹ nhàng gật đầu với thi vũ kiệt khí độ trầm ổn mà mỉm cười nói chào cậu lần đầu gặp mặt khi nói chuyện thanh tuyến hắn vô cùng trầm thấp giọng hắn vừa nghe đã thấy là người có tuổi Thi Vũ Kiệt vội vàng lễ phép mà gật đầu nói, hứa thúc thúc, tôi là Thi Vũ Kiệt. Ai, hứa thúc thúc, khẩu âm ngài rất giống với người đài đảo, ngài là có ở bên này công tác rồi sao? Hứa chan nghe đối phương mở miệng là hô hứa thúc thúc, khóe miệng giật giật, miễn cưỡng nói, không có, tôi cũng là lần đầu tiên tới đài đảo. Ta chỉ là đã từng ở mân nam bên kia sinh hoạt một đoạn thời gian. Hắn không nghĩ ở cái này vấn đề thượng lại nhiều làm dây dưa, cúi đầu nhìn nhìn trên cổ tay đồng hồ, nói, ta còn có việc, đi trước, các người liêu. Nói, hắn liền bước đến cửa phòng hóa trang, tính toán chuẩn khỏi tình cảnh này. 36 kế, chạy là thượng sách. Hà Gia Yến, cái cục diện rối rắm này, vẫn nên để chính cô đi thu thập đi. Nhưng mà, hứa chăn còn không kịp rời phòng hóa trang, lại có một người khác để cửa mạc vào. Người này tầm 30 tuổi, dáng người ục ịch, tóc hơi xoăn, mang một cặp kính dài như đái chai sữa bò, đúng là biên kịch của muốn gặp anh, Cao Kỳ Phong. Cao Kỳ Phong chính diện gặp được hứa chăn trung niên đang định chuẩn mất, ngần ngơ nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên vỗ đùi, lớn tiếng kêu lên, đậu. Gã đánh giá hứa chăn trên dưới hơn nửa ngày, liền kêu ba tiếng đậu, mới nói, này cũng quá lợi hại đi. Quả thực là phép biến hình mà. Cao Kỳ Phong rưỡi tay khoa tay múa chân với hứa chăn, hai mắt tỏa ánh sáng nói, tôi vừa rồi thiếu chút nữa không nhận ra đây là hứa chăn, ai dám nói đây là người trẻ tuổi, rõ ràng chính là lý tử duy của 20 năm sau. Như trong tưởng tượng luôn mà, quá đỉnh, quả thực quá đỉnh. Gã vừa tuôn một chàng cảm khái, hứa chăn còn không kịp nói cái gì, thì Vũ Kiệt một bên lại nhịn không được ngắt lời nói, chờ một chút cao lão sư ngài hiểu lầm cậu dùng vẻ mặt nghiêm túc mà chỉ vào hứa chăn kiên nhẫn giải thích nói đứng ở trước mặt ngài không phải hứa chăn là bố của hứa chăn hứa thúc thúc là lo lắng hứa chăn không thích ứng được cuộc sống bên đài đảo mới cùng qua đây vừa mới tôi cũng thiếu chút nữa nhận sai cũng may có giai yến tỉ nhắc nhở hà gia yến hứa chăn sự tình phát triển đến nơi đây là mấy người ngàn vạn lần không nghĩ tới khụ hứa chăn lúc này rốt cuộc nhịn không được hắn duỗi tay để gọng kính trên mũi một chút giải thích cho thi vũ kiệt không phải, cậu hiểu lầm, kỳ thật tôi. Má ơi, cậu bị mù sao, nhưng mà đúng lúc này, Cao Kỳ Phong vừa mới vào cửa lại không chút khách khí mà chọc thùng, ở đâu ra bố của hứa chăn, hắn chính là hứa chăn mà. Khi nói chuyện, Cao Kỳ Phong thẳng lưng chống nạnh, vẻ mặt kiêu ngạo mà khinh bỉ Thi Vũ Kiệt, nói, cậu có phải bị mù mặt hay không? Thi Vũ Kiệt trước đây chỉ gặp qua hứa chăn trên TV, vớt cuộc không phân biệt rõ được hắn trông như thế nào, rất dễ bị mê hoặc, nhưng Cao Kỳ Phong thì không, gã đã từng gặp mặt hứa chăn giả vờ kiểu này lừa gạt người xa lạ lần đầu gặp mặt còn được đối với người quen thì không hiệu quả thi vũ kiệt nghe vậy ngẩn ngơ đột nhiên quay đầu nhìn về phía hứa trăn cách đó không xa sau đó lại nhìn về phía hà gia yến giới thiệu bố của hứa trăn cho cậu hà gia yến là bộ không liên quan mình mà quay đầu huýt sáo hứa trăn thở dài thu liễm thần thái trung niên của mình xấu hổ mà cười nói đúng vậy tôi chính là hứa trăn thi vũ kiệt không khí trong phòng hóa trang nhất thời động lại ba vị diễn viên chính trong muốn gặp anh lần đầu gặp mặt không thể nói không thoải mái chỉ có thể nói hơi quỷ dị. Trưa hôm đó, thì Vũ Kiệt ở phòng hóa trang bị chuyên viên tạo hình mân mê kiểu tóc, hai mắt dại ra mà nhìn gương, ngồi ở ghế trên a ba a ba, phảng phất mất đi linh hồn, mà Hà Gia Yến lại không hề có tâm trạng của người gây lỗi, như cụ nói chuyện phiếm với mọi người trên phim trường, tươi cười vô cùng hạn "Ai, phương pháp điều chỉnh biểu cảm vừa rồi của cậu có thể dạy tôi không?" Hà Gia Yến hướng thú ngang nhiên mà tiến đến bên người hứa chăn, nói, "Tôi vừa rồi mới vào cửa cũng chỉ nhìn cái đại khái, cảm giác cách cậu điều chỉnh biểu cảm trong gương vô cùng ngầu." loại điều chỉnh tuổi tác này có yếu điểm gì không hứa chăn ngẩng đầu lên đờ đẫn nhìn vị người xấu tỉ tỉ trước mắt tâm tình hơi có chút phức tạp tuổi tác tôi cá nhân cảm thấy kỳ thật chủ yếu là thể hiện ở mặt tinh thần hứa chăn suy tư một chút rốt cuộc vẫn giải thích đầu tiên là ánh mắt ánh mắt trẻ con là tò mò có ý tứ tìm tòi nghiên cứu đối với mọi thứ thiếu niên sẽ càng thiên hướng cuồng ngạo cao ngạo thanh niên thì tương đối lý tính cơ chí hứa chăn và hà Gia yến chia sẻ vài diễn kỹ tâm đắc đối phương cũng không chút nào buồn xỉn mà nói đến cảm thụ chính mình nghiền ngẫm về kịch bản còn thử hai đoạn diễn với nhau thử tham dò cọ sát phong cách biểu diễn của nhau mà thi vũ kiệt ở một bên nhìn đã hâm mộ lại có chút tự ti trước khi vào đoàn cậu cũng biết nữ chính muốn gặp anh là kim trung thị hậu hà gia yến mà nam chính cuối cùng chọn diễn viên gần nhất có danh tiếng rất nổi hứa chăn chính mình rõ ràng cùng tuổi hứa chăn nhưng người ta đã là đại minh tinh có thanh danh bên ngoài chính mình lại chỉ là người mới chưa có tiếng tăm gì kinh nghiệm không đủ thực lực cũng kém xa cái này làm cho thi vũ kiệt cảm thấy áp lực phi thường lớn sợ chính mình sẽ kéo chân mọi người cậu đã nỗ lực hết thể để tự chuẩn bị cho bộ phim này nhưng cuối cùng có thể bày biện ra tới hiệu quả như thế nào trong lòng cậu như cũ vẫn không nắm chắc ngày 12 tháng 1, đoàn phim muốn gặp anh tổ chức nghi thức khởi động máy chính thức bắt đầu công tác quay chụp làm hứa chăn cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là đoàn phim này cư nhiên thời gian làm việc cụ thể thậm chí còn có ngày nghỉ ngơi bọn họ trên cơ bản đều là 7 giờ sáng mỗi ngày ngồi xe buýt đi tới phim trường đến 8 giờ tối kết thúc công việc, mỗi tuần nghỉ ngơi một ngày. Loại quy luật sinh hoạt khỏe mạnh này làm hứa trang cảm giác cực kỳ không thích ứng. Phải biết rằng, trước nay hắn đi đóng phim đều là làm liên tục. Đoàn phim kéo dài một ngày lại hao một ngày tiền phí, cho nên mỗi ngày đều sẽ từ quay từ sớm đến tối không ngừng không nghỉ. Các vai phụ còn tốt, trung gian còn có thể có thời gian chờ diễn mà nghỉ ngơi, nếu là nhân vật chủ yếu, thì đúng thật là từ sớm đến tối không có một tí thời gian dành nào, trừ bỏ dạng phim hiếm khi chuyển trường quay như thất cô cơ bản mỗi lần chụp xong một bộ phim đều cảm giác như là lột một lớp da kết quả muốn gặp anh còn lười như cá ướp muối thế này hứa chăn cảm giác chính mình quả nhiên lại là khách du lịch đoàn phim đầu tiên quay chụp cảnh 20 năm trước lúc ba người còn đang học cao trung hứa chăn có nhiệm vụ tương đối đơn giản trong cảnh quay này yêu cầu cũng chỉ sắm vai một nhân vật đó chính là lý tử duy thời cấp ba nhưng nữ chính hà gia yến lại muốn một người đóng hai vai trần vận như cô độc chân chính thuộc về thời đại này cùng với hoàng vũ huyền lạc quan phóng khoáng duyên đến từ 20 năm sau Đoàn phim ngay từ đầu vì để các diễn viên thích ứng trạng thái, cố ý tìm mấy cảnh tương đối đơn giản để khởi động, trên cơ bản đều là một ít việc vặt phát sinh ở trường học. Bạn đang xem bần tăng không ngán ai bao giờ được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Nhưng mà cố tình chính là qua những xuất diễn cảnh sinh hoạt đơn giản này, lại làm hứa Trăn nhìn ra công lực của Hà Gia Yến. Cô sắm vai hai nhân vật, làm người lướt mắt một cái là có thể phân biệt ra, đây là hai người bất đồng. Hứa Trăn tham dự nhiều đoàn phim như vậy, gặp qua rất nhiều cảnh một người hai vai, nhưng hắn có thể nhận xét đúng với trách nhiệm hà gia yến tuyệt đối là người xử lý được tình huống này giỏi nhất hắn ở ngoài sân xem diễn một bên dùng sổ tay của mình ghi chú lại các chi tiết lúc hà gia yến biểu diễn thiếu nữ trần vẫn như quái gở có hơi còng lưng vai trái cao hơn vai phải lúc đi đường cánh tay sẽ không đong đưa ánh mắt dao động trốn tránh khắp nơi cũng không nhìn người chính diện mà hoàng vũ huyên thì lại tương phản sáng người đĩnh bạt đi đường sải bước thân thái trong mắt sáng láng tươi cười cực kỳ có sức cuốn hút đủ loại chi tiết nhỏ chống đỡ nổi lên một nhân vật bằng xương bằng thịt đối phương xác thật là phí một phen tâm tư ở phương diện này thì vũ kiệt tò mò mà nhìn hứa chăn ghi chép gì đó có chút khó hiểu hỏi anh viết cái này là cái gì hứa chăn quay đầu nhìn về phía đối phương không biết có phải hay không ẩn ẩn cảm thấy ai náy tình cảnh khó xử ngày đó giải thích phá lệ nghiêm túc nói tôi đang ghi chú những chi tiết lúc dài yến tỷ biểu diễn tôi cảm giác cô ấy phân tích và áp dụng hành vi động tác và tính cách nhân vật đặc biệt đúng chỗ mỗi lần xem cô ấy biểu diễn tôi đều cảm giác này nhân vật sống sờ sờ đứng trước mặt ở tôi nói rồi hắn khép sổ tay lại hướng dẫn từng bước nói liên nói ví dụ cậu đóng vai mạc tuấn kiệt người này bị điếc tai bên phải như vậy cậu cảm thấy trong sinh hoạt bình thường người này sẽ có hành động dị thường như thế nào thì vũ kiệt được hỏi vậy bỗng nhiên trước mắt sáng người nói hắn sẽ cảm thấy bên phải của mình không có cảm giác an toàn câu này nói xong cậu thấy hứa chăn cười gật đầu một cái ý bảo chính mình tiếp tục vội vàng nói hắn khả năng sẽ tương đối căng cơ nơi tay phải thường xuyên nắm chặt nắm tay hắn sẽ thường xuyên rời lỗ tai kiểm tra máy trợ thính còn ở đây không còn sẽ thường thường mà dùng góc mắt kiểm tra xem bên phải, nhìn xem bên kia có người nào hay không, có nguy hiểm hay không. Khi nói chuyện, thì Vũ Kiệt theo bản năng mà điều chỉnh vị trí đứng, đứng ở bên trái hứa chăn, nói, hắn khả năng sẽ sợ chính mình nghe không rõ người khác nói chuyện, cho nên mỗi lần đều đứng ở bên phải người gần nhất. Hứa chăn nghe vậy cười, gật đầu nói, đúng đúng, chính là ý tứ này. Nói, hắn cúi đầu nhìn về phía sổ tay của mình, nói, hai ngày này tôi xem ra Yến Tỷ biểu diễn, cảm giác cô ấy xử lý chi tiết đến đặc biệt đúng chỗ trong phương diện này, chúng ta cũng có thể học dùng chi tiết để xây dựng nhân vật những chi tiết này được xử lý cực kỳ tuyệt vời hai người ở ngoài sân nói nói cười cười giao lưu những tâm đắc trong phương diện này thì vũ kiệt cảm giác thu hoạch cực lớn chú ý tới rất nhiều góc độ trước nay chưa từng lưu ý qua mà hứa chăn cũng cảm thấy vị đồng bạn này tương đương thông minh ở bên cậu ta nói chuyện phiếm vô cùng nhẹ nhàng vui sướng dù sao cũng cùng tuổi hứa chăn tuy rằng có kinh nghiệm hơn thi vũ kiệt rất nhiều nhưng bản thân hắn có tính tình tương đối hiền hòa rất dễ làm thân về tình huống khó xử lần đầu gặp mặt chỉ cần không đề cập tới, thời gian sẽ dần dần làm người pha nhạc hết thảy. Đoàn phim dùng hết 2 tuần cho ba người điều chỉnh trạng thái, tập trung quay chụp những xuất diễn tương đối đơn giản. Mà vừa bắt đầu tuần thứ ba, bọn họ rốt cuộc muốn bắt đầu quay chụp một ít phân cảnh đề cập tình tiết trung tâm. Thì Vũ Kiệt đóng vai Mạc Tuấn Kiệt sắp sửa chính mắt thấy Trần vẫn như chết đi, mà Hứa chăn đóng vai Lý Tử Duy sắp nhìn thấy xe cảnh sát mang đi bằng hữu tốt nhất của chính mình. Lúc sau còn muốn quay chụp lần đầu tiên chính mình xuyên qua. Tất cả đều là khó khăn vô cùng cảm xúc cũng phi thường kịch liệt. Hứa Chan sớm có chuẩn bị cho phân cảnh này, tràn ngập chờ mong với xuất diễn sắp tới. Nhưng mà Thi Vũ Kiệt lúc này lại gặp phải một ít vấn đề ngoài ý muốn. Người đại diện thường xuyên tới tìm cầu. 19 tháng 1, đoàn phim muốn gặp anh nghênh đón họp báo cáo đầu tiên, vài vị diễn viên chủ yếu trên cơ bản không hề rời đoàn, mà là ở khách sạn tiến hành đơn giản tu trình, chuẩn bị cho xuất diễn kế tiếp. Nhưng người đại diện Thi Vũ Kiệt lại mang cậu rời đoàn phim, đi xử lý một ít công chuyện thêm vào. Đối với những việc này, Hứa Chan xem ở trong mắt cũng không có ý tứ can thiệp rốt cuộc đây là chuyện được an bài cho người ta ngẫu nhiên ra ngoài chỉ cần không ảnh hưởng quay chụp không quan hệ đến mình hơn nữa nhiệm vụ quay chụp trong hai tuần trước cũng không tính quá nặng nhưng mà đoạn thời gian kế tiếp người đại diện thi vũ kiệt tới càng ngày càng thường xuyên có đôi khi là muốn dẫn cậu ta đi cũng có đôi khi chỉ là lại đây một chuyến không biết bàn bạc bà cái gì cuối cùng hai người tan dã trong không vui hứa chăn ngay từ đầu cũng không biết rốt cuộc này là tình huống như thế nào thẳng đến cuối tháng một một buổi sáng hắn đi ra ngoài tập thể dục ngoài ý muốn nghe được hai người đối thoại công ty cũng không yêu cầu cậu đi làm chuyện gì khác người, cậu mâu thuẫn cái gì. Vườn hoa nhỏ trong khách sạn, người đại diện Thi Vũ Kiệt chống hông, lửa giận đằng đằng nói, cậu cũng nói hứa chăn rất dễ nói chuyện, vốn sẽ không từ chối các nhờ và thông tục. Tôi bảo cậu đi kết bạn với hắn, nhờ hắn giúp cậu phát mấy dòng tin, đăng mấy bức ảnh chụp chung, chứ có phải chuyện gì lớn lắm đâu. Cậu và hắn ở chung một cái đoàn phim, diễn bằng hữu của hắn, những việc này có cái gì kỳ quái sao? Thi Vũ Kiệt lúc này đi lưng về phía Hứa Chăn, thấy không rõ biểu cảm, nhưng nghe giọng lại rõ ràng có thể cảm nhận cậu ta đang phẫn nộ hố công ty sâu bao nhiêu tôi đã sớm đã lĩnh giáo từ trước rồi ngoài miệng thì nói nhờ chuyển dùm vài đồ vật sau lưng có đúng là không tính toán gì không tôi chỉ là người mới người ta nói với tôi vài câu vì người ta được giáo dưỡng tốt tính cách tốt không phải người ta thân thiết gì với tôi tôi lại lợi dụng lòng tốt của người ta lừa làm loại sự tình này lương tâm tôi không cho phép đừng bảo tôi làm này làm kia nữa thì vũ kiệt người đại diện rõ ràng đã phát hỏa kêu lên cậu cho rằng cậu là dựa vào đâu mà được đóng phim này công ty tốn bao nhiêu tài nguyên mới giúp cậu vào được cái đoàn phim này biết không cô nổi giận nói cậu cho rằng chính mình đáng giá lắm sao tôi cho cậu tiếp tục giả thanh cao đấy nói cho mà biết có rất nhiều người muốn cướp được tài nguyên cậu đang có công ty nói một câu tuy thời có thể cho nhân vật của cậu đổi người a à, thiệt không nhưng mà giọng cô ta còn chưa kịp vang hết liền nghe cách đó không xa có một bóng người cao gầy từ đám sương mơ hồ đi ra hứa chăn nắm di động thoải mái hào phóng mà mở công năng ghi âm thần sắc đạm nhiên mà nhìn người đại diện của thi vũ kiệt nói tùy thời thay đổi người, nhưng mà làm người đầu tư, tôi cảm giác thi vũ kiệt diễn khá tốt, phi thường phù hợp yêu cầu của tôi. Khi nói chuyện, hắn đã là đi tới trước mặt hai người, nói, câu đổi nhân vật này của ngài là tính nói với ai. Hứa chan dùng thần sắc thong dong mà đứng ở trước mặt cô ta, nói, ngài hiện tại cứ nói, tôi ở chỗ này chờ. Vào cuối tháng 1, lúc 6, 30 sáng ở Đài Nam, hứa chan đứng trong hoa viên ở sân sau của khách sạn, cầm điện thoại di động, bình tĩnh nhìn người quản lý của thi vũ kiệt. Đây là một phụ nữ trung niên, dáng người thấp bé, tóc ngắn, dung mạo bình thường nhưng cặp kính gọng đen trên sống mũi lại rất bắt mắt. Thầy Hứa Chan đột ngột xuất hiện, cô quay đầu lại và liếc nhìn giao diện ghi âm trên màn hình điện thoại của hắn, sắc mặt lập tức thay đổi. "Chào Hứa tiên sinh." Một lúc sau, cô ta gượng cười và nói, "Tôi là quản lý của Thi Vũ Kiệt, tôi tên từ An Nhã. Tôi không biết cậu đây vừa nghe được gì, nhưng chắc chắn là đã hiểu lầm ý của tôi." Từ An Nhã háng giọng rồi nói, "Chuyện là, dạo gần đây A Kiệt cứ luôn nói với tôi là cậu ấy thấy cậu rất lợi hại, diễn xuất siêu giỏi và là thần tượng của cậu ấy." nhưng a Kỳ lại hướng nội nên không dám bắt chuyện từ an nhã nói nói vẻ mặt dần dần bình tĩnh lại cố lựa lời mà nói cho nên tôi đã động viên cậu ấy muốn kết bạn thì cứ bắt chuyện muốn chụp ảnh thì cũng cứ mở lời nghe đồn cậu hứa đây rất tốt tính lại hiền hòa trong khi nói cô cứ cố nháy mắt với thi vũ kiệt ở bên cạnh ra hiệu cho anh ta nói hộ mình ngay lúc này thi vũ kiệt cũng rất ngạc nhiên khi thấy hứa chăn đứng sau lưng mình nhưng cậu ta lại hoàn toàn thờ ơ trước cái nháy mắt đầy ẩn ý của người quản lý hứa chăn nghe những lời bao biện của từ an nhã thì mỉm cười cất giọng nhẹ nhàng, nghe đồn, cô đây cũng cố gắng tìm hiểu mấy tin đồn về tôi phết nhỉ. Thế cô chưa nghe vụ tổng giám đốc công ty môi giới ban đầu của tôi đòi đổi vai của tôi, nhưng buồn thay, chính vì lý do này mà tôi chấm dứt hợp đồng với công ty lão, quản lý của tôi cũng vì chuyện này mà bị sa thải. Đang nói, hắn dần dần thu lại nụ cười trên mặt, ánh mắt trở nên lạnh hơn mấy phần. Thực xin lỗi, lòng tốt của tôi cũng chưa theo người, tôi cực kỳ ghét hai từ đổi vai. Tự an nhá! Cô ta nhìn vào mắt người thanh niên trước mặt mà dùng mình, đầu óc bỗng chững lại, thấy cô ngừng nói hứa chăn khẽ mỉm cười rồi nói muốn gặp em đã bắt đầu quay được hai tuần bây giờ nếu muốn thay đổi bất kỳ vai diễn nào đều phải qua sự đồng ý của tôi vậy nên cô cũng muốn đổi cho ai vào cũng e là không dễ vậy đâu chuyện của công ty cô không liên quan gì đến tôi tôi cũng không có hướng hỏi nhưng tôi không muốn bất kỳ ai cản trở việc quay dựng của đoàn làm phim chúng tôi sau đó anh rời ánh mắt khỏi từ an nhã vẫy tay với thi vũ kiệt cười nói đi thôi a kiệt chúng ta đi ăn sáng rồi quay người rời đi thi vũ kiệt nghe vật thì giật mình anh ta vội vàng nói ừ rồi nhanh chóng đi theo hai người thanh niên bước nhanh đi trong sương sớm dần dần khuất bóng từ an nhã đứng một mình nhìn về hướng hứa hắn rời đi trên trán dần bắt mồ hôi cùng lúc đó thi vũ kiệt luôn theo sau hứa chăn khoảng nửa mét chứ không dám đi song song với hắn hứa chăn quay đầu nhìn sự do dự của cậu ta nhẹ nhõm nói không sao cậu không cần nói gì cả tôi cũng không muốn biết sắp tới tôi vẫn sẽ cố quay phim thật tốt còn những thứ khác tôi không quan tâm nói xong hắn cố ý giảm tốc độ cùng đi song song với thi vũ kiệt hắn nói tôi biết bà ta nói dối đạo diễn hoàng thiên tứ đã đề cập với tôi rằng chính cậu đã phải thử vai đến 5 lần và giảm tận năm ký mới giành được vai mặc Tướng kiệt chứ chẳng liên quan gì đến bà ta hay công ty của bà nghe vậy thi vũ kiệt ngơ ngác ngẩng đầu lên không nói gì cậu ta trầm mặc hồi lâu rốt cục ngừng lại nói ca chờ em một chút vừa nói cậu ta vừa lấy điện thoại di động ra thông qua phần mềm trò chuyện gửi cho hứa chăn một vài bức ảnh và vài đoạn văn bản nói hồi nãy bà định nhờ em gửi cái này cho anh. Em tạm thời không biết bà muốn gì, nhưng nhất định là không có ý tốt. Sau khi gửi những thứ này, thì Vũ Kiệt thở vào nhẹ nhõm, toàn thân như chút được gánh nặng, cười nói, em không biết thứ này có ích gì với anh không, nhưng có lẽ anh có thể thông qua những thứ này để tìm ra ý định của bà ta. Hứa chan lúc này cũng dừng bước, nhìn Thi Vũ Kiệt đứng phía sau cách đó không, hơi sửng sốt. Cậu đưa những thứ này cho tôi. Nhìn vào tài liệu mà Thi Vũ Kiệt vừa gửi, hứa chan hỏi, khác nào chính thức cạch mặt với quản lý của cậu nghe vậy thi vũ kiệt khẽ cau mày trầm giọng nói cạch mặt thì cạch mặt em nhẫn nhịn thứ người như từ an nhã vậy là quá đủ rồi vừa nói cậu vừa cúi đầu thấp giọng nói lúc đầu em không hiểu gì nên cứ tùy tiện ký vào hợp đồng sau này mới biết là bị lùa gà hàng ngày trừ mấy thông báo về việc biểu diễn kiếm tiền họ hoàn toàn không suy tính gì cho tiền đồ của em hễ em không chịu gia hạn hợp đồng bà ta lại đe dọa sẽ dìm em xuống đáy nếu em cứ mãi theo một người như vậy em chắc chắn sẽ không đời nào có thể thăng tiến trong mắt thi vũ kiệt hiện lên một tia tức giận cậu ta nói, cùng lắm em sẽ học nghiên cứu sinh 2 năm, tạm thời dừng đóng phim, đợi hết hạn hợp đồng rồi tính tiếp. Nghe vậy, hứa chăn cũng hơi xúc động. Hắn đã thấy quá nhiều người mới như Thi Vũ Kiệt, nhưng hầu hết họ đều không có cách nào cũng như không có can đảm để thoát khỏi vũng người này. Hắn biết Thi Vũ Kiệt không lâu nên cũng không thể gọi là quá quen thuộc, chỉ cảm thấy cậu ấy là một người rất thông minh và có cố gắng, diễn xuất cũng khá có tài và là một tài năng dễ ôn nắn. Nhưng bất kể cậu ấy đã suy tính và cân nhắc thế nào, nếu đã dám giao những thứ này cho mình, hứa chăn bèn sẽ nhận lấy tấm chân tình này hắn nhìn xuống những tài liệu vừa nhận được nhấp vào chúng và thấy những gì thi vũ kiệt gửi cho hắn là những bức ảnh chụp một số thành viên trong ekip đi mua sắm ăn uống và sửa chữa xe máy thật nhìn thì không có manh mối gì nhưng cũng không thể xem nhẹ chuyện này nhất định phải suy xét cẩn thận vì vậy hứa chăn đã trực tiếp gửi những tài liệu này cho quản lý kiều phong giải thích ngắn gọn tình hình cho anh ta và nhờ anh ta giúp điều tra ngọn nguồn của sự việc về phần thi vũ kiệt hứa chăn liếc xéo cậu em bên cạnh tạm thời cứ quan sát thêm một thời gian nếu thi vũ kiệt thực sự có tâm khả năng diễn xuất lại có tầm thì cũng có thể hỏi xem cậu ấy có muốn ký hợp đồng với công ty riêng của mình hay không sau ngày hôm đó cả hứa chăn và thi vũ kiệt đều không ai chủ động đề cập đến vấn đề này tuy nhiên kể từ đó không còn thấy quản lý từ an nhã của thi vũ kiệt xuất hiện nữa nhờ vậy thi vũ kiệt cũng có được thời gian quay phim ổn định nụ cười trên khuôn mặt cũng dần xuất hiện nhiều hơn hứa chăn nghĩ rằng sự cố này chỉ là một tình tiết không đáng kể có lẽ là do từ an nhã muốn tăng độ hot cho thi vũ kiệt vậy nên cũng không đào vấn đề này lên hỏi lại làm gì bạn đang xem bẩn tăng không ngán ai bao giờ được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim tuy nhiên chỉ một tuần sau vào ngày 5 tháng 2, kiều phong đột nhiên liên lạc với hắn giọng điệu có vẻ vô cùng phức tạp a à chăn em có đang bận gì không nói chuyện chút được không kiều phong ở đầu dây bên kia nhỏ giọng hỏi có người nào xung quanh không hứa chăn lúc này vừa mới tắm xong ngồi ở trên giường lau tóc nói không có ai hết em đang ở trong phòng của em đây này bộ có chuyện gì hả kiều ca kiều phong nói a à chăn em không biết đâu quả nhiên em còn nhớ mấy bức ảnh em gửi cho anh đợt trước không anh đã liên lạc với người quen ở đài đảo có người nói với anh là có một đối thủ muốn tham gia quay cạnh tranh kịch bản bộ phim muốn gặp anh muốn gặp người có thể dịch là muốn muốn gặp anh hoặc muốn gặp anh hứa chăn nghe vậy thì sửng sốt hắn nói gì cơ chuyện là thế nào kiều phong giải thích em còn nhớ có tấm hình em ở một tiệm sửa xe máy ven đường giúp mấy người trong đoàn sửa xe máy không hứa chăn bối rối nói à vâng đúng rồi có vấn đề gì hả kiều phong hắng giọng cố gắng làm cho giọng nói có vẻ nghiêm túc em không biết gì à ở đài đảo hành vi đó của em bị nghi ngờ là lao động nhập cư bất hợp pháp nếu em đăng tải hình ảnh như vậy lên thế nào cũng gây xôn xao dư luận và khả năng cao là sẽ tạm thời bị trục xuất khỏi đảo mà cho dù khiếu nại có làm sáng tỏ em cũng không phải công nhân lao động nhập cư nửa năm chưa chắc có thể trở về vậy làm sao mà quay muốn gặp anh tiếp được hứa chăn tôi sửa chiếc xe thôi cũng không được xe máy thì có lỗi gì à ha 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 Kiều Phong ở đầu bên kia điện thoại rốt của không nhịn được cười nói, đừng có hoang mang, thật đó, trước đây đã từng xảy ra chuyện tương tự. Em biết Quách Uy bên điện ảnh Trung Quốc không? Khi ghi hình một game show, anh ta đã đánh giày cho khách du lịch ở bên đường, kết quả là anh ấy bị trục xuất vì điều này, anh ta thậm chí còn không được đặt chân lên đảo trong vòng 5 năm, ha ha ha. Nhưng bất quá em cũng đâu có làm lấy tiền, chắc cũng không vấn đề gì đâu, nên chắc cũng chỉ làm người ta buồn nôn thôi, ha 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 ha. Hứa chăn. Trượt muốn ba giây mặc niệm cho Quách Uy. Kiều Phong đã nghiêm túc giải thích tường tận sự việc này với Hứa Trăn và phát hiện ra rằng sự việc này không phải do công ty của Thi Vũ Kiệt làm, từ An Nhã Thế mà lại nhận tiền từ công ty khác, định sẽ dùng sự việc này để cho lão giám đốc công ty mình một cú lừa. Sự tình hiện tại còn chưa xong, nhưng kế hoạch đã bại lộ, bà chị Mưu Mô này không phải người của bất kỳ công ty nào, e rằng sắp tới sẽ hết đường lăn lộn dưới showbiz. Bất quá, những vấn đề tiếp theo không liên quan gì đến Hứa Trăn, hắn hiện đang bận quay phim và không quan tâm đến những điều này. Tuy nhiên, có một bất ngờ ngoài dự kiến. Công ty này không biết vì ái náy hay vì cảm kích, hay đơn giản là muốn làm ăn nên đã mua bản quyền phát sóng ngang ra bảng và một nụ hôn định tình của công ty mình. Ngay cả quyền phát sóng bộ phim Bác sĩ Nhân từ mà Tống Úc vừa quay xong cũng được họ đặt cọc trước. Mặc dù giá cả không cao, nhưng dù sao đó cũng được công chiếu chính đáng mà không phải lo lót. Hứa Trăn rất vui khi thấy các bộ phim được phát sóng thuận lợi, làm ăn phát triển. Vào ngày 8 tháng 2, khi muốn gặp anh đang trong quá trình quay phim căng thẳng, Hứa Trăn nhận được một tin tức khác từ quản lý Kiều Phong. Bộ phim điện ảnh võ thuật trị giá 80 triệu đô la Tú Xuân Đao sẽ sớm được công chiếu tại các rạp lớn trong nước. Phần 1 của bộ phim đã được phát hành và phần cuối cùng sẽ được công chiếu vào ngày 28 tháng 2. Đây cũng là bộ phim điện ảnh thứ hai hứa chăn đóng vai chính sau Dương Gia Tướng. Tuy nhiên, trong Dương Gia Tướng, ban đầu thực ra hắn chỉ là một vai phụ, thậm chí còn không tham gia buổi họp báo khai máy, nhưng sau đó lại trở thành một trong những nhân vật chính do nhiều sự cố ngoài ý muốn. Và trong Tú Xuân Đao, hứa chăn đóng vai cận nhất xuyên, cũng tức là người em thứ ba trong số ba anh em. Ngay khi thời gian ấn định được đưa ra, người hâm mộ của Hứa Trăn ngay lập tức trở nên phấn khích và hoạt động đặt trước vé xem phim chính thức đột nhiên trở nên phổ biến. Nhưng có một điều đáng tiếc, hiện tại vì đang ở Đài Đảo nên Hứa Trăn không có cách nào đến dập xem ngay Tú Xuân Đào. Tú Xuân Đào không được chiếu đồng thời ở Đài Đảo và không chắc liệu tương lai nó có được chiếu trên đảo Lai hay không. Bởi vì những phim đại lục du nhập Đài Loan mỗi năm chỉ có 10 suất, chiếu phim nào không liên quan đến chất lượng sẽ do bốc thăm quyết định. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu, chính là bốc thăm. Nó cũng giống như việc mua một ngôi nhà trong một khu học tránh hay lấy một biển số xe ở một thành phố lớn, tất cả hoàn toàn dựa vào duyên số. Trừ phi là đồng sản xuất xuyên eo biển, hoặc là tác phẩm đoạt giải quốc tế hạng A hoặc giải kim mã, mới có thể được miễn trừ bổ sung, nếu không phim nào cũng sẽ bốc thăm. Dương gia tướng trước đó cũng từng tham gia rút thăm, cuối cùng trong 71 phim ứng cử năm đó đứng ở vị trí thứ 68, có thể nói là rất phi thường. Nghĩ đến đây, hứa chăn không khỏi thở dài. Đến khi thất cô phát hành, ai sẽ dẫn đầu đến bốc thăm đây? Nói chung, muốn thật lòng thuyết phục hào ca ngoan ngoãn ở nhà và đừng bao giờ theo hắn đến hải đảo nhưng nếu tự tin bản thân may mắn thì cũng có thể thử đồng thời trên mạng ngay khi tin tức về tú xuân đào được tung ra nó đã ngay lập tức trở thành hot search hứa chan có thể không phải ông hoàng phòng vé trong thời điểm hiện tại nhưng hắn chắc chắn có thể lọt vào top 10 các nghệ sĩ thường xuyên lên hot search mặc dù hắn đã đóng phim không ngừng trong năm nay nhưng rất ít phim truyền hình và điện ảnh được phát hành sau khi hai bộ phim điện ảnh và truyền hình là dương gia tướng và lang gia bảng được phát hành vào tháng 3 và tháng 4 năm ngoái hắn chỉ có một tháng 10 vây thành được phát hành và tham gia với tư cách là một ngôi sao đặc biệt từ đầu đến cuối chỉ có một cảnh chừng 10 phút nếu không tính cái này hắn đã gần một năm không có ra mắt phim truyền hình điện ảnh vóng mặt thời gian dài đủ để khiến những người hâm mộ cuồng nhiệt đó mê mẩn lục lại những bộ phim truyền hình trước đây của hắn thậm chí là xem đi xem lại nhiều đến mức thuộc hết lời thoại ước gì mình cũng đóng một vai oầy idol có phim mới thật kia phim võ hiệp nữa chứ đã nhất là mấy bộ võ thuật nhiều cảnh múa võ sướng cả mắt vô số fan của hứa cha lập tức bùng nổ thảo luận về bản phim vừa ra mắt thấy gì không mấy má cận nhất xuyên xài xong đau chu cha mạ ơi đẹp lắc mắt coi bộ đồ kia ta nói ngổ bá cháy ôi sướng quá đi mất nổ cả mắt rồi đây này không sao không sao phát được nửa tiếng rồi tôi mới xem có người mấy lần à vẫn ổn nói thật chứ võ kỹ của Hứa chăn là số một trong lòng khán giả hắn chịu trách nhiệm võ thuật của cả bộ phim anh em trong nhóm đang cào bàn phím bằng đủ loại lời nói vô nghĩa lúc này đột nhiên có người ủ rũ hỏi một câu nói ảnh chụp màn hình lúc một phút 12 giây hình như tôi thấy a chăn ho ra máu tôi chỉ muốn hỏi một câu cận nhất xuyên có sống đến cuối cùng không ngay khi câu hỏi này được đưa ra cả nhóm đột nhiên im lặng này có vấn đề gì sao dù gì đây cũng là một bộ phim vài giây sau cuối cùng cũng có người nói có thảm cũng đâu thể thảm bằng dương thất lang chịu vạn tiễn xuyên tâm tôi cày nát dương ra tướng ba lần rồi xin được gái là tâm lý cứng nhất quả đất sau khi thanh niên cứng của năm nói xong cả nhóm ai nấy cũng thả like đại hiệp có thể nhai dương ra tướng tận ba lần thì trên đời này không có chuyện gì là đại hiệp không làm được. Hảo Hán là châu báu của quốc gia. Ở trong fan club của Hứa Trân, mọi người đều mồm năm miệng mười thảo luận thần tượng nhà mình trong bộ điện ảnh Tú Xuân Đào sẽ chết hay không. Nhưng trên thực tế, mọi người đối với vấn đề này cũng không có quan tâm lắm. Một khi cái chết của Hứa Trân có thể nâng không chấm một điểm đánh giá cho bộ Tú Xuân Đào, các fan tuyệt đối sẽ quỳ xuống cầu xin hắn chết thêm vài lần. Tùy tiện chết, chết như thế nào đều được, chết càng thảm càng tốt. Đúng vậy, Trân quả chính là một nhóm fan chính nghĩa chân thật chất phát như vậy đấy người qua đường quan tâm chất lượng của bộ điện ảnh này còn các chăn quả quan tâm tiền đồ của thần tượng nhà mình suy cho cùng người chăn trong tú xuân đào là thành viên đoàn diễn viên vai chính không thể tranh cãi thành tích của bộ điện ảnh này như thế nào trực tiếp ảnh hưởng đến tiền đồ phát triển của hắn trong giới điện ảnh tuy rằng hắn hiện tại đã thành công lấy được danh hiệu năm chính xuất sắc nhất giải bạch ngọc lan nhưng kia chỉ là vị trí trong lĩnh vực phim truyền hình mà thôi phim điện ảnh chỉ cần có một bộ nổi tiếng diễn viên là có thể ăn được nhiều năm tiền lãi mà điện ảnh chỉ cần có một bộ flop tương lai bao nhiêu năm đều sẽ không gượng dậy nổi Tình trạng trước mắt của Hứa Chan vẫn còn tốt, bộ dương gia tướng chiếu vào năm trước trên cơ bản đều thu hồi lại vốn, hơn nữa còn có chút lợi nhuận, điều này đối với đề tài chiến tranh cổ trang mà nói đã là thành tích vô cùng tốt. Còn Tân Nguyệt Vi thành lấy được thành tích phòng vé xếp thứ hai trong năm, tuy nhiên Hứa Chan trong bộ điện ảnh này chỉ là vai khách mời, không thể tính làm là thành tích của Dương hắn. Chỉ cần phòng bán vé của bộ Tú Xuân Đao có thể thu hồi vốn, đừng nằm trong danh sách những bộ phim rác của năm, thành tích mở màn bước vào giới điện ảnh của Hứa Chan cũng tính là đạt chất lượng. Các chân quả hiện tại ngoài miệng nói không chút quan tâm, cái gì A chân nhà ta vẫn chỉ là người mới trong giới điện ảnh, không cầu thành tích, chỉ cầu tận tụy diễn tốt bộ phim, mục đích của chúng ta mang đến cho mọi người niềm vui. Nhưng trên thực tế, một đám ở nhà dân hương niệm kinh, cầu ông ngoại bà ngoại, phù hộ Tú Xuân Đao không bị flop. Có một giám đốc của một công ty nhỏ, trực tiếp tuyên bố ngày 28 tháng 2 công ty tổ chức hoạt động nhóm, bao dạp xem Tú Xuân Đao. Các nhân viên công ty vừa vui vì có kỳ nghỉ, mặt khác vừa có chút lo lắng. Tính ra, hoạt động nhóm lãnh đạo tổ chức vào năm ngoái là gì nhỉ hình như là sắp xếp mọi người cùng đi xem dương gia tướng hừm không ít nhân viên theo bản năng lấy điện thoại ra tay run rẩy lên tra nội dung tóm tắt của Tù xuân đao đây là điện ảnh gì nói về gì là bi thương hay hài hước người chết không sợ cả nhà chết hết hết mới quá đáng tuyệt đối đừng thêm một lần trải nghiệm nỗi đau ngàn tên đâm xuyên tim nữa ê cha một hồi bỗng nhiên có người dần phát hiện từ khi xem xong dương gia tướng năng lực chịu đựng kết cục bi thương của mình dường như cải thiện rất nhiều bấy giờ hứa chăn xa tận đài đảo đương nhiên cũng rất quan tâm thành tích của tú xuân đào tuy nhiên không tới nỗi mức độ ăn không ngon ngủ không yên suy cho cùng điện ảnh cũng đã quay xong những nỗ lực cần bỏ ra đều đã bỏ ra bây giờ rốt ruột cũng vô dụng chỉ có thể chờ đợi xét duyệt từ đại chúng hơn nữa bộ điện ảnh này cũng không phải do công ty nhà mình đầu tư quay lời nhiều cỡ nào cũng không vào trong túi tiền hắn cho nên hứa chăn mỗi ngày nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ nên đóng phim thì đóng phim chẳng qua mỗi ngày đều chú ý trạng thái mới nhất của tú xuân đào tích cực phối hợp bên quay phim tổ chức hoạt động tuyên truyền trên mạng xã hội. Mà lúc này, nếu nói ai là người quan tâm bộ Tú Xuân Đao nhất, thì nhất định không phải dàn diễn viên, mà là đạo diễn bộ điện ảnh này, giám đốc điện ảnh Hoa ngữ Hồ Vệ Quốc. Bộ phim Tú Xuân Đao này có thể nói là chính tay ông làm ra. Bất kể là ban đầu quyết định nâng đỡ đạo diễn mới, đầu tư 30 triệu, hay là sau cùng mời hứa chăn tới tham gia diễn bộ điện ảnh này, tăng tiền đầu tư đến 80 triệu, đều là quyết định cá nhân của Hồ Vệ Quốc. Thành công hay thất bại của bộ điện ảnh này, ông đều phải chịu hơn 90% trách nhiệm vẫn còn nhớ rõ hai năm trước phim điện ảnh lệ tương tư mà điện ảnh hoa ngữ đề cử chủ yếu bị sấm quan đông đà kích trầm trọng trên TV, ở trên mạng lại bị nụ hôn đầu đà kích lỗ sạch vốn dẫn tới hồ vệ quốc này sinh ám ảnh tâm lý nghiêm trọng đối với diễn viên hứa trang này lúc ấy ông hỏi nhất ca nhà mình trần chính hào có thủ đoạn ngăn tổn hại gì hay không có được ý kiến đánh không lại thì kéo về bên mình kết quả là hồ vệ quốc gửi hết cho hứa trang hợp đồng tám bộ phim để hắn tùy tiện chọn hứa trang chọn cái nào ông đã đề cử mãnh liệt lúc ấy hồ vệ quốc còn cảm giác bản thân mưu mạo kết quả vạn lần không nghĩ tới hứa chan lại chọn chúng bộ tú xuân đao nhìn trông không hấp dẫn cái mà hồ vệ quốc chỉ tính làm nhà đầu tư thiên thần đời người có đôi khi thật sự là một mệnh đề huyền học nói thật hồ vệ quốc cũng không hối hận vì đã tăng đầu tư cho bộ điện ảnh này càng không hối hận hợp tác với hứa chan bởi vì đây đích thực là một bộ điện ảnh tốt hứa chan cũng là một diễn viên tốt nhưng muốn nói bộ điện ảnh này có thể lấy được một thành tích như thế nào trong lòng ông một chút chắc chắn cũng không có hồ vệ quốc cuối năm trước đã chuẩn bị đủ thứ cho bộ tú xuân đao mỗi ngày ăn không ngon ngủ không yên và không ngừng tràn trọc, còn nóng trong người nổi một cục mụn rộp trên miệng. Ông mỗi ngày tự mình dẫn dắt phân phối công việc, đích thân chạy lên dạp, muốn nâng cao tỷ lệ xuất chiếu của bộ điện ảnh này. Nhưng hiện giờ, bên phía dạp lại chưa đưa ra phản hồi cuối cùng. Rõ ràng thấy, dạp chiếu phim cũng không quá xem trọng bộ điện ảnh Tú Xuân Đao này, không chịu cho hắn nhiều xuất chiếu. Mặc dù đã trải qua hội xem phim truyền thông, nhiều gia dạp chiếu phim bày tỏ tán thành đối với chất lượng bộ điện ảnh này, nhưng lại chỉ dừng tại đây, cũng không có bước tiến triển tiếp theo điều này khiến hồ vệ quốc vô cùng phiền não bộ điện ảnh hay cỡ nào dạp chiếu phim không cho nhiều xuất chiếu thì cũng không lấy được thành tích phòng bán vé tốt ngày 11 tháng 2, điện ảnh hoa ngữ tổ chức hội công tác mỗi năm theo thường lệ tổng kết công việc năm trước đồng thời cũng triển khai triển vọng cho công việc năm tới hồ vệ quốc buồn bã ỉu xìu nghe mấy trợ lý của mình báo cáo phần công việc mà mình phân công quản lý cả người đều trong trạng thái thất thần vào giờ nghỉ giữa buổi ông gặp được nhất ca trần chính hảo của mình ở phòng rót nước nhịn không được đi lên hỏi chính hảo à tôi thấy cậu cũng có tham dự hội xem phim của tú xuân đao mà nhỉ cậu cảm thấy như thế nào bạn đang xem bần tăng không ngán ai bao giờ được thuyết minh tại kênh youtube di các phim trần chính hào nghĩ một hồi gật đầu nói là một bộ điện ảnh tốt tiết tấu cốt truyện chặt chẽ chế tác có tìm tòi biểu hiện của vài diễn viên chính cũng đều không tồi nhưng là bộ điện ảnh này tương tự với nhiều loại tổ quay phim mà tôi trước đây trải nghiệm danh tiếng có khả năng sẽ hơn xa thành tích phòng bán vé hồ vệ quốc nói xong bưng cái ly ngồi xuống bên cạnh trần chính hào mặt ù mày ê nói đúng thật tôi cũng có cảm giác sẽ gặp tình trạng này bộ điện ảnh này không tìm thấy điểm tuyên truyền nào tốt tình hình xuất chiếu giảm hiện tại không quá lý tưởng cậu nói xem lúc này có thủ đoạn nào tốt có thể xoay chuyển cục diện không trần chính hào nghe xong câu hỏi này cảm thấy hơi thắc mắc tổng giám đốc hồ hạng mục tố xuân đao tôi không có tham dự tại sao lại hỏi tôi hồ vệ quốc biểu cảm cứng đờ trong lòng âm thầm chửi này không phải ngươi đề nghị tôi kéo hứa chăn qua hợp tác sao tôi không tìm cậu tính sổ chứ tìm ai nhưng ngoài mặt lại không thể nói như vậy trinh ngượng ngùng cười nói kinh nghiệm của cậu trong lĩnh vực này khá dày đạn mà, tôi khá tin tưởng phán đoán của ông. Trần Chính Hào lặng lẽ nhìn ông, nói, kinh nghiệm tôi. Kinh nghiệm của tôi chính là luôn tham gia diễn những loại điện ảnh danh tiếng không tồi, nhưng phòng bán vé và giải thưởng đều không ổn sao. Hồ vệ quốc. Trần Chính Hào nhìn bộ dạng vẻ mặt táo bón của Tổng Giám Đốc, ánh mắt khẽ rủ xuống, nói, thực ra tôi cảm thấy ngài không cần thiết quá lo lắng, Tú Xuân Đào đại khái có thể thu hồi lại vốn. Cá nhân tôi đề nghị, Tú Xuân Đào có thể đăng ký tham gia một số giải thưởng. Giống như vừa rồi tôi nói, Chất lượng bộ điện ảnh này rất cao, nhưng thuộc tính thương nghiệp hơi chút kém chút, cần thêm vào một số yếu tố bên ngoài. Hồ Vệ Quốc nghe vậy ngơ ngác một hồi, nói, tôi có đăng ký giải kim trung điện ảnh Đài Loan cho Tú Xuân Đào, có khả năng được đề sống sao. Trần Chính Hào suy nghĩ một hồi, nói, theo tôi, rất có khả năng. Bộ điện ảnh này tương đối đúng với lối đi của giải kim trung điện ảnh Đài Loan, nam chính, nam phụ, đạo diễn, biên kịch, thậm chí tạo hình, biên tập, tôi đều cảm thấy rất có khả năng được đề sướng. Tuy nhiên nếu nói đoạt giải, Trần Chính Hào dừng một hồi, nói tôi cảm thấy xác suất cao nhất chính là hứa chan có thể lấy được giải thưởng người mới xuất sắc nhất nếu có mối quan hệ thì thăm dò một chút đi sơ thẩm năm nay hiện tại hẳn là đã bắt đầu rồi nghe trần chính hào cho ra một đáp án chắc chắn như thế hồ vệ quốc chỉ cảm thấy bỗng nhiên nhẹ nhõm không ít giải kim trung điện ảnh đài loan nói ra hứa chan hiện tại đang ở đài đảo không biết hắn hiện tại ở bên kia có hiểu rõ tình hình hiện tại hay không mà cùng lúc đó các dạp chiếu phim đã nảy sinh một pha tranh luận rất lớn đối với bộ điện ảnh tú xuân đao này Bộ điện ảnh này đã tổ chức hội xem phim truyền thông ở đầu tháng 2, nhiều dạp chiếu phim phái đại biểu tham dự xem, có người kinh ngạc bởi chất lượng bộ điện ảnh này, cũng có người cũng không xem trọng thị trường bộ điện ảnh này. Ví dụ, tập đoàn dạp chiếu phim lớn nhất trong nước, dạp chiếu phim liên hợp, nội bộ đã xảy ra ý kiến trái chiều to lớn đối với xuất chiếu bộ điện ảnh này. Người đại biểu tham dự hội xem phim Tú Xuân Đào tên là Quách Hiểu Quyên, sau khi cô trở về nước, đã đưa ra đánh giá cấp bậc cao nhất đối bộ điện ảnh, đặc biệt xin cấp trên, yêu cầu công ty tăng suất chiếu cho ngày đầu khởi chiếu Tú Xuân Đào từ 11% trước mắt tăng lên 20%. Mà quyết định này bị phản đối mãnh liệt trong nội bộ công ty. Tăng một mức thích hợp còn có thể mở họp thảo luận, nhưng là 20% là tuyệt đối không có khả năng. Trợ lý Hàn bên phụ trách xuất chiếu trực tiếp từ chối đề nghị của Quách Hiểu Quyên, nói, thị trường quốc nội vốn không mấy kỳ vọng vào điện ảnh cổ trang, điện ảnh cổ trang thành tích tốt nhất mấy năm gần đây, cũng là kia bộ dương gia tướng năm trước. Hơn nữa bộ điện ảnh kia chủ yếu chịu ảnh hưởng liên động phim truyền hình lang gia bảng, Tú Xuân Đao không có lợi nhuận về mặt này. Về mặt diễn viên, Trừ nam chính Ngô Trấn, những vị kia cũng đều không có năng lực cánh phòng vé, người tùy tiện cho xuất chiếu, việc phải đối mặt chính là tỷ lệ mua vé rất thấp. Quách Hiểu Quyên là dữ liệu trên tay, như mày nói, tổng cộng có hai bộ khởi chiếu vào ngày 28, một bộ là Tú Xuân Đào, một bộ còn lại là điện ảnh tình yêu hiện đại như nước năm xưa. Ngay cả xuất chiếu của như nước năm xưa chỉ có 18%, Tú Xuân Đào không lý nào thấp hơn bộ kịch này. Nói rồi, Quách Hiểu Quyên nhịn không được bật cười nói, diễn viên chính như nước năm xưa là Chu Nhiên à Trợ lý Hàn, ngài trước kia hẳn là xem qua bộ Vương Thành anh ấy diễn nhỉ? Ngài không biết cộng đồng mạng nói hắn như thế nào sao? Kỹ thuật diễn tệ hơn hứa chăn nhiều. Hai bộ điện ảnh tôi đều đi xem, như nước năm xưa tôi cũng đi xem, chất lượng so với Tú Xuân Đào thấp một cách rõ rệt. Xuất chiếu của Tú Xuân Đào lại thấp hơn so với như nước năm xưa, là việc tôi không tài nào chấp nhận được. Hàn giám đốc nghe vậy liền lộ ra vẻ mặt khó tả, rồi im lặng không nói lời nào một lúc lâu. Tình hình mà Quách Hiểu Quyên vừa nói đến, chắc chắn hắn cũng hiểu rất rõ. rõ. Nếu cô cố chấp nói rằng phim tình yêu hiện nay sẽ ăn khách hơn nhiều so với phim kiếm hiệp thì cũng không có sức thuyết phục cho lắm. Nhưng lý do hắn cho như nước năm xưa có xuất chiếu cao như vậy là vì trong lúc đàm phán bên phía làm phim đã tiết lộ cho hắn một tin. Diễn viên chính của bộ phim này Chu Nhiên vì muốn gia tăng độ hot cho phim, đã cố tình chuẩn bị một album dân giao, định sẽ phát hành ngay trong ngày bộ phim lên sóng. Tên của album này là Như Nước Năm Xưa. Hơn nữa, bài hát chính trong album cũng là bài OST của phim. Trong giới điện ảnh Chu Nhiên vẫn còn là người mới, nhưng y lại có tầm ảnh hưởng tương đối lớn trong giới âm nhạc. Với sự kết hợp không ngờ đến này, thì việc đưa cái tên như nước năm xưa xuất hiện trên hot search là điều hiển nhiên, mang lại độ hot tuyên truyền cực lớn cho bộ phim. Với 18% xuất chiếu trong ngày đầu công chiếu chắc chắn chỉ có lời chứ không lỗ. Hơn nữa, bên này tăng thì bên kia giảm, vì vậy bộ tú xuân đào được lên sóng cùng ngày ngẫu nhiên sẽ chịu sự ảnh hưởng. Đây cũng là lý do vì sao hẳn giám đốc chỉ cho nó 10% xuất chiếu. Chuyện này bây giờ chỉ có một số ít người biết, cho nên vẫn chưa thể mang ra nói thẳng được. Nhưng nếu đã biết được tình hình rồi, Dạp chiếu phim đương nhiên phải nể mặt như nước năm xưa, góp phần làm nên thành công cho đoạn sai thoại sắp nổ ra vào cuối tháng 2 của ngành giải trí này. Cuối cùng vào ngày 20 tháng 2, các dạp chiếu phim và công ty điện ảnh thông qua một loạt các thương lượng, xuất chiếu đầu tiên của Tú Xuân Đào miễn cưỡng đạt đến con số 15%, mà bộ như nước năm xưa được công chiếu cùng ngày lại được hơn 20 mấy phần trăm. Kết quả này khiến tổng giám đốc điện ảnh Hoa Ngữ Hồ Vệ Quốc cực kỳ tức giận. Ông không phục, cực kỳ không phục. Rõ ràng đó chỉ là một bộ phim tình cảm máu chó, kỹ năng diễn xuất của nam chính còn chẳng ra đâu vào đâu cũng chỉ có mỗi nhạc là hay, thế mà lại có được nhiều sự coi trọng đến vậy sao? Rốt cuộc khán giả đến dạp chiếu phim là để xem phim hay để nghe nhạc chứ hả? Vào lúc này, hứa chân người đang ở trên đài đảo Sa Lắc Sa Lơ cũng đã biết được chuyện này thông qua trợ lý Kiều Phong, chỉ là hắn không có tức giận như Hồ Vệ Quốc. Xuất chiếu ngày đầu đương nhiên rất quan trọng, nhưng xuất chiếu của những ngày sau lại phải dựa vào số lượng vé bán ra để quyết định. Như nước năm xưa giành được xuất chiếu cao như vậy, nếu đến lúc đó dạp đồng không mông quạnh, thì người bị êm mặt sẽ là bản thân họ. Hơn nữa cũng ngay lúc này, hắn còn nhận được một tin tốt tú xuân đào đã được thông qua vòng sơ thẩm giải kim trung điện ảnh đài loan sắp được vào danh sách duyệt lại có giành được thưởng hay không hứa chăn cũng không quá để tâm nhưng một bộ điện ảnh thông qua sơ thẩm có một lợi rất lớn đó chính là những điện ảnh này sắp tới sẽ tổ chức một cuộc họp tuyên truyền ở đài đảo trong vòng một tuần nói cách khác hắn có thể ở đài đảo xem tú xuân đào hơn nữa còn được xem sớm hơn so với nội địa ngày hai mươi hai này vừa hay là ngày nghỉ ngơi của đoàn viên hứa chan hẹn các diễn viên chính như hà giai yến và thi vũ kiệt vui vẻ đi tới địa điểm cuộc họp tuyên truyền đài nam chuẩn bị cùng các bạn nhỏ xem một màn điện ảnh thả lòng một chút nhưng mà điều khiến hắn không nghĩ tới chính là mình lại gặp được một người bạn bất ngờ tại hiện trường cuộc họp hứa chăn là cậu sao trước cửa phòng chiếu phim hứa chăn giờ bắp giang vừa mua lên nghe thấy có người kêu tên của mình quay đầu nhìn thì thấy người vừa rồi kêu mình chính là người thanh niên có dáng không cao diện mạo thanh tú chu nhiên hứa chăn ngơ ngác kêu lên lại là diễn viên chính như nước năm xưa chu nhiên sao y lại ở chỗ này như nước năm xưa cũng nằm trong danh sách điện ảnh. Đây cũng không phải lần đầu gặp mặt của Hứa Chan và Chu Nhiên. Càng nổi tiếng, vòng tròn càng nhỏ, hai người đều là nghệ sĩ nổi tiếng, ở các bữa tiệc, lễ trao giải cũng khó tránh khỏi chạm mặt. Nhưng, cũng cũng chỉ là chạm mặt mà thôi, hai người trước đó chưa hợp tác bao giờ, đừng nói tới giao tình gì. Lúc này hai người đang ở khu nghỉ ngơi dành cho khách quý của dạp chiếu phim, bởi vậy nên cũng không cố ý ngụy trang gì. Hứa Chan đánh giá qua qua Chu Nhiên một phen, chỉ thấy hắn hôm nay hóa trang không chút cầu thả nào, đưa dài của tóc uốn son hippie, mặc chiếc áo hút đi oversize màu sắc tươi sáng cùng với chiếc quần rách lỗ chỗ, nhìn qua có vẻ là một loại thời thượng không lý giải được. Hứa Chan yên lặng mà nhìn thoáng qua đầu gối và mắt cá chân đang hoàn toàn lộ ra của y, cảm thấy cả người không khỏe. Hôm nay trời mưa, nhiệt độ cao nhất mới là 16 độ đó trời, thằng nhóc này mặc mặc quần áo như vậy, không sợ về già bị thấp thấp sao? Ta hôm nay mặc hẳn quần nỉ thêm nhung để ra khỏi cửa. Hứa Chan, là cậu thật sao? Lúc này, Chu Nhiên đã bước nhanh về phía hắn, thấy bên cạnh hắn không có ai, hỏi, ngươi sao lại ở bên phía đài nam này vậy? Đại biểu của đoàn phim không phải là đều được ăn bài đi đài bắc xem thử sao? Hứa chăn mỉm cười trò hỏi với hắn, giải thích nói, tôi không phải cùng tổ tới, tôi là vừa đúng lúc quay phim ở bên phía đài nam này. Cậu thì sao? Cậu sao cũng ở đài nam? Chu Nhiên bật cười nói, tôi chính là người đài nam mà. Hứa chăn vừa nghe lời này, lập tức lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Chu Nhiên ấy vậy mà lại là người đài đảo. Trước đây thật sự là không biết. Hắn và Chu Nhiên không thân, trong ấn tượng của hắn, đối phương mấy năm nay trọng tâm công tác vẫn luôn ở nội địa, hơn nữa cũng không có khẩu âm gì rõ ràng, trước đó thật đúng là chưa bao giờ tự hỏi hắn là người ở nơi nào. Mà Chu Nhiên tựa như là đã nhìn thấu đồ cảm của Hứa chăn, trên mặt tức khắc lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, vênh cầm nói: "Thế nào, tiếng phổ thông của tôi nói cũng ổn được đúng không? Tôi đóng phim điện ảnh chưa bao giờ dùng phối âm, đều là âm nguyên trực tiếp của chính mình." Hứa chăn nghe được lời này, có chút ngượng ngùng, giả vờ khen, nói: "Ồ, thật là lợi hại mà." Khi nói chuyện, hắn ánh mắt có chút lập lóe không có đánh giá gì nhiều tiếng phổ thông đúng thật là không tồi nhưng mà khả năng đọc lời nhớ lời vẫn còn cần được cải thiện à đúng rồi tôi còn chưa cảm ơn cậu chu nhiên giơ cái ly đồ uống trong tay lên chạm vào cốc của hứa chăn một chút nói trước đây thời điểm mà vương thành chiếu cảm ơn cậu đã tuyên truyền hứa chăn mỉm cười nói khách khí rồi bộ phim điện ảnh đó đúng thật là không tồi khi nói chuyện hắn chỉ cảm thấy thoáng qua có chút chột dạ hắn nhớ rõ chính mình lúc ấy hình như khen lâm ra khen đạo diễn khen cốt truyện, khen hậu kỳ, chỉ mỗi không khen trung nhiên. Thật sự là, ở bộ điện ảnh đó nếu khen hắn thì nghe có vẻ sẽ có chức châm chọc. Hai người đang trò chuyện, thì Hà Gia Yến cùng Thi Vũ Kiệt vừa mới đi mua nước cũng lập tức tới. Hà Gia Yến nhìn thấy trung nhiên, nhướng mày, lập tức thân thiện tiến lên chào hỏi với hắn, rõ ràng là quan hệ rất tốt. Hai bên có người quen giúp thúc đẩy, bầu không khí lập tức trở nên nhẹ nhõm hơn, không hề câu nệ giống như vừa nãy. Hai đám người ở phòng nghỉ hàn huyên một hồi, Hà Gia Yến đi đài phục vụ muốn một phần xem ảnh sổ tay, cúi đầu lật rồi lại lật nói với chu nhiên bộ đi nước năm xưa không phải ở bên vì sao cậu sao lại chạy tới xem vậy chu nhiên theo bản năng mà nhìn thoáng qua bên cạnh hứa chăn không e rè nói tôi tới xem tú xuân đao dù sao cũng là phim được công chiếu cùng một ngày biết người biết ta trăm trận trăm thắng sao khi nói chuyện y vô cùng tự tin mà nhìn phía hứa chăn cười nói doanh thu phòng vé ngày đầu như thế nào sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến phiên bài kế tiếp tôi lúc nào cũng muốn hiểu biết một chút về thực lực của đối thủ cạnh tranh xem như thế nào trong lòng mới có chút tính toán sao không hoan nghênh à hứa chăn quay đầu nhìn phía y nghe được y ấy vậy mà lại đem loại lời nói này trực tiếp thoải mái hào phóng mà nói ra nhưng thật ra cảm giác đây là một người rất sảng khoái vì thế cười nói sao mà vậy được hoan nghênh đã đến nói hắn từ trong túi tìm một lúc lôi ra mấy tấm vé ban tổ chức tặng cho y nói cậu chưa mua vé đâu nhỉ tôi mời cậu xem lát nữa xem xong còn mong cậu chỉ giáo nhiều hơn chu nhiên cũng không ra vẻ thu tặng phiếu xong đột nhiên rút mấy tấm vé xem phim ra cười nói đồng giá trao đổi đây là như nước năm xưa hứa chăn tiếp nhận vé yên lặng nhìn nhìn giá cả trên đó không đồng giá tú xuân đao đắt hơn như nước năm xưa nhưng mà dẫu sao thì cũng chỉ là vé tặng không cần thiết để ý những chi tiết này bạn đang xem bẩn tăng không ngán ai bao giờ được thuyết minh tại kênh youtube di cáp phim hai cậu xem hay là như vậy nhé chu nhiên nhớ mày nói lần tiếp theo các cậu đi xem như nước năm xưa tôi đi xem tú xuân Đào, đắt nữa tan cuộc chúng ta lại tới giao lưu với nhau thế nào có được không nói y nhìn phía hứa chăn nói dẫu sao thì phim điện ảnh của chính mình xem qua từ lâu rồi không bằng đi xem của đối phương hứa chăn nghe vậy rõ ràng cũng do dự một chút chu nhiên nói cũng có chút đạo lý biết người biết ta trong lòng mới có chút tính toán nhưng vừa mới ở phòng nghỉ xem trailer của như nước năm xưa thật lòng mà nói hứa chăn đối với loại câu chuyện tình yêu được cải biên từ văn học đau xót thanh xuân thật sự là không cảm thấy hứng thú cho lắm mà hà gia yến thì so với hứa chăn thẳng thắn hơn nhiều trực tiếp đem những lời này nói ra ai muốn xem loại phim điện ảnh này của cậu cơ chứ qua nhìn cái câu tuyên truyền này đi bộ phim điện ảnh thanh xuân thúc giục nước mắt đáng mong chờ nhất năm ha ha chu nhiên ý chí chiến đấu vừa mới dâng trào của y giống như bị hà gia yến hất bát một chậu nước lạnh nhìn không được cam giận nói hay chị có thể nào đừng dễ dàng đưa ra kết luận như vậy không tôi nói với chị bộ điện ảnh này của tôi thật sự siêu cảm động không phải ta khoe khoang bản thân tôi diễn mà lúc sau xem lại cũng khóc quá trời luôn hà gia yến bĩu môi nói nếu tôi xem xong mà không khóc thì sao chu nhiên quay đầu nhìn đám người hứa chăn liếc mắt một cái nói vậy thì chúng ta đánh cược ba người các cậu xem xong nếu không ai khóc thì tôi hôm nay sẽ mời các người ăn một bữa thịnh soạn đi đâu cũng được nếu khóc thì mỗi người đều đi xem như nước năm xưa để tuyên truyền cho tôi hà gia yến nghe vậy lập tức đồng ý đôi mắt sáng lấp lánh cảm giác bữa cơm này nằm chắc trong lòng bàn tay rồi mà hứa chăn nghe thấy cuộc đánh cược này lập tức nhịn không được cười ra tiếng chu nhiên khó hiểu hỏi cậu cười cái gì hứa chăn nhấp nhấp miệng mỉm cười nói xin lỗi tôi lần đầu nghe thấy có người lấy cái này ra đánh cuộc. Điện ảnh có thể khiến người xem khóc thì cũng không phải chuyện gì đáng để kiêu ngạo nhỉ. Vừa nói, hắn đem tấm vé xem Tú Xuân Đao trong tay đưa cho Chu Nhiên, nói, như này đi, cậu đi xem Tú Xuân Đao, bọn ta đi xem như nước năm xưa, không vấn đề gì. Nhưng cậu có dám đánh cược với tôi không? Chu Nhiên từ nhận tấm vé xem phim điện ảnh trong tay hứa chăn, hỏi, đánh cược cái gì? Hứa chăn nói, cậu xem xong Tú Xuân Đao mà không khóc thì bữa hôm nay ta mời. Nếu là khóc. Vừa nói, hắn ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, phiền cậu cũng giúp tú xuân đào xe bà tuyên truyền. chu nhiên nghe vậy, không khỏi ngây người ra một chút. y nhìn tấm vé xem phim điện ảnh trong tay, nhìn không được xác nhận nói, tú xuân đào, là phim hành động đúng không? hứa chan gật gật đầu nói, đúng vậy, phim hành động. chu nhiên nói, phim tình yêu lồng trong phim hành động. hứa chan lắc đầu nói, không phải, chỉ đơn thuần là phim hành động thôi. chu nhiên đầy mặt nghi hoặc, hỏi tiếp, chỉ là phim hành động thì tại sao mà tôi lại khóc được? hứa chan yên lặng mà nhìn hắn rồi mỉm cười nói khóc hay không thì liên quan gì đến đề tài. Chu nhiên. Cuối cùng, hai bên vẫn là đạt thành hiệp nghị, đi xem phim điện ảnh của lẫn nhau, hai giờ sau ra nhận xét lẫn nhau. Bởi vì Tú Xuân Đào là kịch bản nguyên sáng, cụ thể nói về cái gì thì không ai biết được, Chu nhiên dùng điện thoại tìm kiếm cả nửa ngày, trên mạng không có bất cứ tư liệu gì, chỉ đành hậm hực từ bỏ. Mà lúc này, người đại diện ở bên cạnh nhịn không được có chút oán trách, nói, sao cậu lại cùng người đánh loại cá cược này cơ chứ? Tú Xuân Đào như thế nào cũng là đối thủ cạnh tranh mà, cậu sao có thể xe bài tuyên truyền được chu nhiên bĩu môi nói được rồi đây cũng không phải chuyện gì quan trọng kể cả thật sự giúp hắn làm tuyên truyền thì lại làm sao cơ chứ người ta trước đây không phải cũng giúp vương thành tuyên truyền sao coi như trả ân cho hắn người đại diện nhíu mày nói hắn tuyên truyền vương thành cũng đâu phải vì cậu chu nhiên nói đúng vậy tuy rằng không phải vì tôi nhưng tôi cũng là người được lợi mà tôi biết tú xuân đao và nhi nước nam xưa công chiếu cùng một ngày nhưng một ngày có 24 tiếng đồng hồ có bảy tám suất chiếu Người thật sự thích tôi là sẽ không bởi vì tôi giúp hắn xe bài tuyên truyền mà lập tức đi xem của hắn không xem của tôi. Thị trường lớn như vậy, lại không phải không đội trời chung mà phải người chết ta sống, coi như các bạn một cái thì sao cứ chứ. Hắn thấy người đại diện vẫn còn muốn cãi cọ, không kiên nhẫn nói, ai ra đừng nói nữa. Cứ như vậy gì, không cần dạy ta làm việc. Người đại diện. Thôi được, tôi còn có thể nói gì cơ chứ. Cùng lúc đó, Hứa Trăn, Hà Gia Yến và Thi Vũ Kiệt cũng ôm bắp giang đi vào phòng chiếu phim như nước năm xưa, chờ đợi mở màn của phim bởi vì hôm nay là ngày công chiếu đầu tiên, sự nhiệt tình của fan điện ảnh tăng vọt, trong phòng chiếu phim gần như không còn chỗ ngồi, đến cả góc xó xỉnh ở trên cao cũng ngồi kín người. Nhưng mà, bọn họ có được chính là vé tặng mà Chu Nhiên đưa, vị trí thật ra vô cùng ưu việt. Nga 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 chiến ca khởi. Ồ ồ ồ chiến ca nổi lên rồi. Chiến ca nổi lên rồi, quả nhiên không hổ là Chu Nhiên. Điện ảnh mới vừa bắt đầu, chưa có người nào xuất hiện, chung quanh đã lập tức vang lên một phen xôn xao hưng phấn. Nhạc nền bắt đầu rồi. Hứa chăn nghe thấy giai điệu du dương, bất giác điều chỉnh dáng ngồi ca dao dân gian khúc nhạc dạo vô cùng bắt tay của ca dao dân gian hắn trước đây xem bộ vương thành của chu nhiên và lâm gia hợp tác cũng đã được lĩnh giáo rồi điểm sáng lớn nhất của phim là khúc chu nhiên biểu diễn ở cuối phim như nước năm xưa là từ mở màn đã lập tức bắt đầu sao sự thật chứng minh phỏng đoán này của hắn là chính xác trong giai điệu du dương màn ảnh đảo qua cây ngô đồng hoàng diệp màu xanh lục của dây thường xuân trên khu dạy học cùng với đám học sinh mặc đồng phục xanh trắng nan sen bài hát là thật sự rất dễ nghe hình ảnh khuynh hướng cảm xúc cũng khá tươi mát, nghệ thuật. Ở trong bầu không khí như vậy, người xem đúng thật là khá dễ bị lôi kéo vào trong không khí của bộ phim điện ảnh. Chu Nhiên ở trong phim bắt đầu là diễn vai học sinh cấp 3, trong lúc học thể dục, đám học sinh cùng lớp chơi trò hai người ba chăn, Chu Nhiên thích cạnh tranh, háo thắng, không cẩn thận khiến bạn nữ cùng tổ vội quá ngã xuống, máu tươi trên đầu chảy ròng ròng. Chu Nhiên cảm thấy áy náy, nên thường xuyên đi bệnh viện thăm bạn nữ này, hai người lừa gần rơm lâu ngày cũng bén, từ đây bắt đầu mối tình yêu sớm. Cùng với giai điệu duyên dáng, hai người cùng nhau đi học, cùng nhau chạy bộ, cùng nhau đi du xuân, cùng đi bờ biển. Ở bên cạnh hứa chăn, Hà Gia Yến mặt không biểu cảm gì chỉ ngồi ăn bắp răng bơ, thấp giọng nói, đây rốt cuộc là phim điện ảnh hay là MV bài hát mới của hắn vậy. Phụt! Hứa chăn nghe vậy, nhịn không được cười thành tiếng. Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn màn ảnh của phòng chiếu phim, không ý kiến gì. Có sao nói vậy, bộ phim điện ảnh này không tính phim rác, nữ chính là một nữ thần phim văn nghệ rất có tiếng. Tình yêu ngây thơ giữa hai người trẻ tuổi được biểu diễn khá tinh tế mà chu nhiên hát cũng rất hay giai điệu ca từ đều ổn hắn hoài nghi địa âm thanh của bộ điện ảnh này có thể trực tiếp ra một an ngùng nhưng rất mau cuộc đời cấp 3 của hai người kết thúc câu chuyện đột nhiên bắt đầu trở nên cầu huyết sau khi chu nhiên vào đại học dần dần không còn cảm giác với mối tình đầu bắt đầu dùng những thủ đoạn mà hắn dùng để theo đuổi nữ chính đi theo đuổi nữ sinh khác nữ hải bắt đầu học thói xấu để trả thù yêu đương với một tên vừa nhìn đã có thể thấy không phải là bạn trai tốt cùng hắn đi quán bar đi nhảy disco ở chung với hắn ngày nọ chu nhiên và nữ chính ngẫu nhiên gặp nhau ở một quán bar hai người nhìn thoáng qua đối phương không ai nói chuyện trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đừng ai nấy đi cốt truyện trực tiếp đi thẳng tới thể loại cầu huyết không có chút giới hạn nào ngay lúc hứa chăn xem mà sắp ngủ gật điểm nổi bật điểm cười lớn nhất toàn phim bỗng nhiên xuất hiện nữ chính mang thai ngoài ý muốn đi phá thai bị cha mẹ phát hiện bố của nữ chính không biết nàng đã đổi bạn trai nổi giận đùng đùng mà chạy đến trường học đi tìm chu nhiên tính sổ kết quả sau khi tìm được người mới phát hiện Chu Nhiên giống như một người không có việc gì, vô cùng vui vẻ mà cùng bạn học ở trong trường học chơi bóng rổ. Bố nữ chính không nói hai lời, túm lấy sân gậy gộc ở bên cạnh hành hung Chu Nhiên một trận. Ha 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 ha. Trên màn ảnh, Chu Nhiên vẻ mặt ngơ ngác vì bị bố của bạn gái của đánh đến răng rơi đầy đất, trong dạp chiếu phim tức khắc vang lên tiếng cười ầm lên thanh. Hứa chăn khóe miệng cũng giật giật, có chút phán đoán không ra đạo diễn lúc này rốt cuộc là muốn cho mình khóc hay là cười. Chu Nhiên lúc này bỗng nhiên giống lúc ban đầu, mỗi ngày đều đi bệnh viện xem nữ chủ, cũng dũng cảm mà chấp nhận đứa con là của chính mình thế nhưng nữ chính lại đi ra nước ngoài theo ăn bài của cha mẹ hai người ở trên mạng liên lạc một đoạn thời gian cuối cùng rốt cuộc không có tin tức ở giai đoạn này hứa chăn lưu ý đến bên cạnh có một vài bạn nữ bắt đầu khóc nhưng mà ba người này lại vô cùng thờ ơ nhiều năm về sau chu nhiên ở bên cạnh tây hồ ngẫu nhiên gặp được người bạn gái cũ này hai người nhìn nhau cười không ai nhắc đến chuyện quá khứ chu nhiên đứng ở trên cầu nhìn bóng dáng người con gái trên chiếc thuyền nhỏ dần dần đi xa vừa cười vừa để lại hai dòng nước mắt bọn họ đang khóc cái gì sau một lúc lâu thì vũ kiệt quay đầu nhìn nhìn người xem ở chung quanh khó hiểu mà thóc giọng nói hứa chan cũng vẻ mặt chết lặng mà lắc đầu nói ta cũng vô cùng khó hiểu hắn cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại tú xuân đao bên kia có vẻ cũng sắp kết thúc rồi chúng ta bên này đại khái cũng nắm chắc thắng lợi không biết chủ nhiên xem phim có trải nghiệm như thế nào trong lúc đám người hứa chan đang xem như nước năm xưa thì chu nhiên cũng đang ở trong một phòng chiếu phim khác xem tú xuân đao sau khi vào dạp y một bên tìm chỗ ngồi một bên trộm đánh giá một chút chung quanh phát hiện xuất chiếu này của tú xuân đao số người mua ghế phía trên cũng không nhiều đại khái cũng cũng chỉ có khoảng ba bốn hàng còn sao mới hỏa bạo bằng như nước năm xưa bên kia xem ra người xem vẫn là chờ mong bộ điện ảnh của mình hơn là bộ này của hứa chăn phát hiện này làm chu nhiên cảm thấy vô cùng đắc ý đối với hứa chăn y không tính là có địch ý gì nhưng ý thức cạnh tranh lại rất mạnh lúc trước thời điểm mà vương thành chiếu chu nhiên mỗi ngày nhìn cư dân mạng spam một câu nhiều nhất chính là thật sự rất muốn đem chu nhiên vứt ra để đổi thành hới chăn cái này làm cho hắn cảm thấy khó chịu vô cùng hai kỹ thuật diễn của ta tệ đến mức nào chẳng nhẽ bản thân ta lại không biết cần đến các người lấy diễn viên cùng thế hệ có kỹ thuật diễn tốt nhất tới so sánh với ta sao cần thiết phải làm vậy sao nhưng mà chu nhiên biết rõ rằng doanh số của một bộ phim điện ảnh cũng không phải được quyết định bằng kỹ thuật diễn của diễn viên lần này như nước năm xưa đụng phải tú xuân đào để tài bản thân chiếm ưu thế hơn nữa phía mình còn cầm bốn đôi thông chưa đánh ra Phan ca nhạc đã sớm biết cuối tháng 2 năm nay hắn sẽ phát một album, đối với điều này đã sớm chờ đợi, nhưng bọn hắn không biết chính là cái album này cũng tên là Như nước năm xưa. Hơn nữa, bài tay tổ của album cũng chính là bài hát chủ đề của bộ phim cùng tên này. Một trận liên kết tuyệt vời này đương tung ra, tuyệt đối là hiệu quả cấp chấn động. Chu Nhiên có 100% tin tưởng, doanh thu phòng vé ngày đầu tiên của Như nước năm xưa tuyệt đối có thể nghiền nát Tú Xuân Đao. Y dùng chút ánh sáng ít ỏi để nhìn số người xem thưa thớt ở xung quanh trong lòng tự dưng có cảm giác vui sướng như thể đã nắm chắc phần thắng. Ê, tiểu chu, chu nhiên đang đắc ý, bỗng nhiên nghe được có người gọi tên mình, theo bản năng mà ngẩng đầu lên. Chỉ thấy, trên lối đi nhỏ có một phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi, tóc ngắn, mất ấp tinh xào, trên người mặc một bộ váy công sở màu đen trông rất tinh tế. Y nhận ra người này Trần Nhược Ngu, chủ biên của một trang tạp chí điện ảnh, đồng thời cũng là một nhà phê bình điện ảnh rất có tiếng. Trùng hợp ghê, Trần Tỷ. Chu Nhiên cười, chào hỏi đối phương. Trần Nhược Ngu ngồi vào ghế trống bên cạnh hắn, rất có hứng thú nói, đúng vậy, trùng hợp ghê, không nghĩ rằng cậu vậy mà lại đến xem Tú Xuân Đao. Là muốn hiểu biết một chút thực lực của đối thủ cạnh tranh sao? Chu Nhiên nói, đúng vậy, biết người biết ta mà. Y nhìn thấy nhà phê bình điện ảnh chứ danh này xuất hiện đây, trong lòng có chút bất an, hỏi dò, Trần Tỷ tới xem Tú Xuân Đao, là thực sự xem trọng bộ điện ảnh này sao? Bạn đang xem bẩn tăng không ngán ai bao giờ được thuyết minh tại kênh youtube Di các phim trần nhược ngu lắc lắc đầu nói không phải vừa khéo thích hợp mà thôi công chiếu tổng cộng là một tuần tôi tính định cư ở dạp chiếu phim luôn có thể xem bao nhiêu thì xem bấy nhiêu nghe thấy câu trả lời này chu nhiên lập tức thở phào nhẹ nhõm cũng may không phải đặc biệt bị thu hút tới chỉ đơn giản là xem phim mà thôi y tiếp tục hỏi vậy trần tỷ xem được những bộ điện ảnh nào rồi có bộ phim nào đặc biệt đề cử không trần nhược ngu vừa nghe đã lập tức hiểu ra ý y cười nói bộ như nước năm xưa của cậu tôi vừa xem sáng nay tính thương nghiệp không tồi, đúng thật là giống làm riêng cho thị trường hiện tại. Tuy rằng có chuyện hơi kém, nhưng nguyên tố dùng cũng khá phù hợp, chủ đề thanh xuân kết hợp cùng sự kiện lịch sử, trực tiếp dẫn mọi người hồi ức về lúc trước, khá phù hợp với sở thích của một nhóm người nhất định. Trần Nhược Ngu cười nói, buổi sáng lúc tôi xem, tôi thấy bên cạnh có rất nhiều bạn nữ khóc. Loại phim này chính là như vậy, gợi cho người người sự hoài niệm cùng tức nuối đối với thanh xuân. Phòng bán vé thành tích chắc hẳn là không thể kém được. Chu Nhiên nghe vậy, nhếch miệng cười. Lời này của Trần Nhược Ngu giống như là khen, nhưng lại không hoàn toàn là khen nhưng mà chu nhiên cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi chính y cũng hiểu rõ điểm thu hút người xem của những nước năm xưa chính là gợi đến hồi ức của mọi người nhớ lại thời thanh xuân đã qua đi còn bản thân cốt truyện đúng thật là không có gì để khen nhưng mà điện ảnh không phải chính là cần tìm đúng thị trường cố định nội dung cho nhóm người xem nhất định sao một bộ điện ảnh không cần lấy lòng tất cả mọi người chỉ cần có một bộ phận người chịu bỏ tiền xem là được lại nhìn về tú xuân đao những năm cuối của triều minh tranh chấp hủy diệt đao đã rút ra chấm dứt tình thù chảm tham quan. Điểm thu hút của nó là cái mẹ gì? Phim này ngươi quay cho ai xem? Vốn dĩ đề tài đã thua rồi, tuyên truyền lại không nỗ lực, phim vừa mới xong đã công chiếu, diễn viên ấy vậy mà đến cả một cái tin tức hẹn hò cũng không có, như này thì nhiệt độ làm sao mà tăng lên được? Chu Nhiên chỉ cảm thấy đám người lời biếng này căn bản không phải đối thủ cạnh tranh của mình. Keng 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 keng. Một lát sau, một chuỗi âm nhạc quen thuộc vang lên, ánh đèn trong phòng chiếu phim cũng tối sầm đi, phim cuối cùng cũng sắp bắt đầu chiếu phòng chiếu phim mới vừa rồi còn ồn ào đã lập tức trở nên yên tĩnh khán giả từng người tập trung tinh thần chuẩn bị giám định và thưởng thức bộ phim chuẩn bị chiếu trong những năm tháng triều minh đại thái giám ngụy trung hiền dẫn đầu đông sưởng đề đốc dấy lên họa loạn triều chính kéo dài tận tám năm trong lúc ấy trọng thần trong triều mười người thì bảy tám người là vây cánh của ngụy trung hiền sử sách gọi là thiến đảng trong âm thanh của một đoạn tự thuật màn ảnh dần dần sáng lên trong bóng đêm hai phu canh cầm đèn lồng đang đi trên đường phố trống không trong đường kính một tòa đại trạch trong đó một người bỗng nhiên nói, Ê, ngươi người thử xem, gần đây hình như có mùi máu tươi hay sao ý. Một người khác quay đầu nhìn nhìn bốn phía, vẻ mặt thổn thức mà lắc lắc đầu, nói, nào chỉ là nơi này cơ chứ, khắp thành đều là mùi máu tươi. Mỗi ngày đều nhìn thấy cầm y vệ đến lục soát nhà. Ngụy Thiến vừa sụp đổ, cây đổ bầy khỉ tan, năm đó phong cảnh vô hạn, kết quả hiện tại tất cả đều biến thành vong hồn dưới đao tú xuân. Hai người đang nói, bỗng nhiên nghe thấy phía sau vang lên một loạt tiếng bước chân hai người phu canh dơ đèn lồng quay đầu nhìn một cái lập tức mở to hai mắt nhìn chỉ thấy dưới chiếu rọi của ánh sáng yếu ớt trong bóng đêm hiện ra ra một đoàn nam nhân mặc hoa phục màu đen vác bảo đao người cầm đầu khuôn mặt thon gọn mắt như chim ưng lạnh lùng nói cầm y vệ làm việc người không liên quan đi ra người này chính là nam chính do ngô chấn đóng vai cầm y vệ tổng kỳ quan thẩm luyện hai người phu canh nhìn thấy ánh mắt của hắn nhất thời bị dọa mất mật vội vàng tè ra quần mà chạy trốn tới ven đường nhường đường cho nhóm người này trước màn ảnh chu nhiên theo bản năng mà nhướng mày y sớm biết rằng tú xuân đào là một bộ phim hành động nhưng không ngờ rằng nhanh như vậy đã bắt đầu đấu võ mở màn không có bất kỳ một câu thừa thãi nào mở màn chính là cầm y vệ ra quân truy nã thiến đẳng phim bắt đầu không đến một phút ngô trấn đóng vai thẩm luyện liền trực tiếp ra quân vọt vào nhà chính dứt khoát lưu loát mà giải quyết hộ vệ liên quan ép hỏi ra chỗ ẩn thân của thiến đẳng tuy nhiên ngay tại lúc chuẩn bị đạt được mục đích thì thiến đằng này lại được một đám hộ vệ bảo vệ cho để bỏ chạy từ cửa sau thẩm luyện lập tức dùng tay nỏ bắn ra một luồng tín hiệu về hướng chúng bỏ chạy hình ảnh vừa truyền một bóng người màu đen ở trên tường bước chân bay nhanh xẹt qua trong thời gian ngắn liền đuổi kịp nhóm người vừa mới bỏ chạy này rồi sau đó linh hoạt mà từng nóc nhà nhảy xuống chắn trước mặt nhóm người này lúc này màn ảnh nhanh chóng kéo gần cắt một màn đặc tả từ xa tới gần đồng thời lúc này bóng người này đột nhiên ngẩng đầu lên lộ ra một gương mặt thanh tuấn mà trắng trẻo đây là hứa chăn đóng vai cận nhất xuyên chu nhiên trong nháy mắt nhìn thấy hứa chăn lộ mặt trái tim bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng trên màn ảnh hắn không hóa trang gì mấy nhưng cũng không có khác biệt gì mấy so với bình thường rõ ràng bản thân hắn vừa nãy còn gặp hứa chăn cùng hắn hàn huyên một lúc lâu nhưng giờ khác này Chu nhiên nhìn người cầm y vệ mặc phi ngư phục trên màn hình này lại cảm thấy rất lạ lẫm tựa như nhìn thấy một người hoàn toàn xa lạ mà loại cảm giác này ở tiếp theo đó lại trở nên càng thêm mãnh liệt chỉ nghe bọc một tiếng hứa chăn bỗng nhiên rút ra một thanh đao từ bên hông bước nhanh nhằm phía đám người bảy tám người ở trong hẻm hẹp bao vây hắn trong đó một người kêu lớn đại nhân chạy mau chúng ta ngăn trở nhưng mà hắn một câu cũng chưa nói xong cũng chỉ thấy tia sáng trượt lóe ít hầu đã là bị hứa chan nhanh chóng cắt đứt ồ ngay sau đó dạp chiếu phim vang lên âm thanh bất ngờ của người xem tú xuân đào khác hoàn toàn những bộ phim võ hiệp khác gần đây không cường điệu động tác của a chan tay để tạo ra mỹ cảm cũng không có mấy pha quay chậm mà là tàn nhẫn dứt khoát tiết tấu cực nhanh binh khí mà hứa chan sử dụng là song đao bộ pháp quỷ quyệt khó có thể nắm lấy mà song đao trên tay càng ổn chuẩn tàn nhẫn không nhìn thấy mấy chiêu trò hoa lệ nào chỉ có thể nhìn thấy một tia sáng lóe lên trong bóng đêm rồi bay lên từng bông hoa máu hẻm nhỏ chật hẹp trong nháy mắt đã biến thành địa ngục trần gian phóc trôi qua không đến nửa phút bảy tám người vừa mới vây công ngứa chăn đổ gục hết dưới thanh đao của hắn hắn cuối cùng rút thanh đao từ ngực của một người trong số đó ra máu phun ra bắn tung tóe lên mặt hắn nhưng mà lúc này cầm y vệ mà hứa chăn đóng vai này đến trước mắt một cái cũng không có dưới ánh trăng hắn quay đầu nhìn thi thể dài rác khắp mặt đất hai mắt có đôi chút đỏ khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị giống như vô cùng hưởng thụ pha giết chóc vừa rồi. Nhất xuyên. Lúc này, đầu hẻm vang lên âm thanh thầm luyện gọi hắn. Hứa chăn theo tiếng nhìn lại, lau vết máu trên mặt, để lại đao vào vỏ, chậm rãi đi về phía ngoài hẻm. Trong con hẻm nhỏ tối tăm, sau mỗi bước đi, sự điên cuồng trong mắt hắn cũng được giảm bớt vài phần. Vài giây sau, hứa chăn từ trong bóng đêm đi ra, đi tới đường cái đang được cây đốt thắp sáng. Trong giây phút mà ánh lửa chiếu lên trên mặt hắn, sự điên cuồng mới vừa rồi đã không còn chút dấu vết nào. Hứa chăn nắm chuôi đao, bước chân nhẹ nhàng mà chạy hướng về phía đám người hướng về phía thẩm luyện do ngô trấn đóng vai mà cười nói nhị ca hai mắt trong trẻo sáng người giống như một thiếu niên ngây ngô không dành thế sự định mệnh vãi trường giờ khắc này chu nhiên rõ ràng mà nghe được trong rạp chiếu phim có người nhị không được mà nói bậy hắn ngơ ngác nhìn hứa chăn trên màn hình lớn nhịn không được mà ho một cái cái này có chút không giống với phim võ thuật trong tưởng tượng của ta vừa mới hứa chăn đánh cửa có khóc hay không không phải là muốn đem người xem dọa đến khóc đấy chứ đây mới chưa đến 5 phút, ta cảm giác ta chỉ thiếu chút nữa bị dọa cho tè dầm rồi. Lúc này, trong phòng chiếu phim, đoạn mở màn cao năng này lập tức khiến cho phần lớn người xem thấp giọng thảo luận. Phương thức chiếu sáng của hiện trường rõ ràng là phương thức chiếu sáng của phim kinh dị, đường phố vắng tanh, sương mù dày đặc, hình ảnh giết chóc, còn cả đoạn hứa chăn vừa từ giết người đến đỏ cả mắt đến thiếu niên đơn thuần, lập tức khiến người xem bị dọa hú hồn một phen. Đặc biệt là nhân vật này của hứa chăn, hắn vốt cuộc là nhân vật như thế nào, khiến cho khán giả vô cùng hứng thú diễn viên vừa rồi là nam chính của Lan gia bảng đúng không một người xem ngồi ở hàng phía trước chu nhiên thấp giọng nói người bạn ngồi bên cạnh gật đầu vẻ mặt kinh ngạc nói hình như là vậy trời ạ à, khác biệt với mai tông chủ thật lớn mình vừa rồi thiếu chút nữa không dám nhận lúc trước người nọ nói đúng 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 trước đây nghe nói diễn viên này hình nhờ lang gia bảng mà nhận được danh hiệu thị đế mình còn cảm thấy cái giải thưởng này hơi sai lầm hiện tại vừa thấy thật là oa wow. quả nhiên màn ảnh lớn mới có thể thể hiện được hết kỹ thuật diễn của diễn viên ra tớ ngơ ngác luôn rồi. Hơn nữa mà tông chủ nhà ta ấy vậy mà đánh giỏi đến vậy, ha 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 ha. Giờ này khắc này, câu chuyện trên màn ảnh vẫn đang tiếp tục. Nhưng thân phận của nhân vật mà hứa chăn đóng vai này trước mắt đã biến thành một điểm nghi vấn to lớn trong phim. Hắn rốt cuộc là chính phái, hay là vai ác? Rốt cuộc là cùng nhân vật chính một lòng, hay là có bí mật gì không thể cho ai biết? Lúc này, biên kịch không có cố ý điều chỉnh theo sở thích của người xem, rất nhanh đã đưa ra giải thích đối với nghi vấn này. Sau khi kết thúc hành động bắt giữ thiến đàng, cầm y vệ trở về cuộc sống của chính mình. Đại ca Lư kiếm tinh về đến nhà, bị mẹ thúc giục hỏi khi nào mới có thể bổ sung vào chỗ chống trên hộ khẩu. Nhị ca thẩm luyện đi giáo phường tư, thấy một cô nương có quen biết, mà hứa chan trong vai lão tam cận nhất xuyên vừa vội vàng ra khỏi thành, đi tới một nơi hẻo lánh hoang vắng. Hắn một đường đi tới, đem thân ảnh giấu ở bóng tối, căng thẳng, giống như ăn trộm. Ở chỗ này, hắn gặp được một người giang hồ dưng là sư huynh của hắn, mà khán giả từ trong miệng hắn biết được một sự thật làm người ta vô cùng kinh ngạc. Cận nhất xuyên đã từng là một giang dương đại đạo hắn giết chết cầm y vệ đã truy sát mình giả mạo thân phận của đối phương người xem xem đến đây lúc này chợt bừng tình về những gì xảy ra ở mở màn hóa ra đây là một tên tội đồ giả mạng trong thân phận của một tên cầm y vệ đã chết mà sự vạch trần thân phận này tuy rằng đã chấm dứt sự nghi hoặc vừa rồi rồi lại tạo ra sự trì hoãn khác bí mật này của cận nhất xuyên có ai khác biết hay không liệu có đem đến tai họa ngầm gì cho hắn không xin lỗi thực sự xin lỗi thực sự xin lỗi tới muộn rồi Chu Nhiên đang xem rất vui, bỗng nhiên nghe được cách đó không xa có người đang nói chuyện với bảo an. Hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai người phụ nữ trẻ tuổi đứng ở cửa phòng chiếu phim, đang nhận lỗi với kiểm phiếu viên ở hội trường. Kiểm phiếu viên vẻ mặt không vui nói, lần sau chú ý một chút nhé, mở màn được 12 phút luôn rồi. Giả phim quy định, sau khi mở màn 10 phút không cho phép vào giảm nữa, không có lần sau đâu đấy. Hai bạn nữ nghe vậy, vội vàng cúi đầu không lưng mà cười nịnh nọt, thật cẩn thận mà từ cửa đi vào. Mà Chu Nhiên nghe thấy cuộc hội thoại này, không khỏi có chút kinh ngạc vừa mới qua đi 12 phút. 12 phút mà đã diễn xong một hồi bắt giữ xuất sắc, thì hiện rõ ràng khốn cảnh trước mắt của Tam Huynh Đệ. Nội dung này cũng quá vững chắc rồi nhỉ. Lúc này, hai người trẻ tuổi lúc nãy đã tiến vào, ngồi xuống hàng ghế phía sau Chu Nhiên. Chỉ nghe thấy người bạn bên cạnh nhỏ giọng hỏi, ể, hai người lúc nãy không phải là đi xem tựa Thủy Lưu Niên, như nước năm xưa sao, sao lại chạy sang bên này? Bạn đang xem bẩn tăng không ngán ai bao giờ được thuyết minh tại kênh youtube di các phim. Hai người vừa tiến vào một liên thanh mà thở dài nói, ai ra đừng nói nữa, đó là cái thứ gì cơ chứ? Một chút cốt truyện cũng không có, hoàn toàn chỉ là MV bài hát mới của Chu Nhiên. Nhìn nửa tiếng thật sự không xem nổi nữa, liền chuồn ra đây, vừa hay Tú Xuân Đào bên này còn vé, nên lại đây tìm mấy người. Chu Nhiên ngồi ở hàng phía trước. Ha ha! Chu Nhiên đang bị xuyên tim, bên cạnh bỗng nhiên lại truyền đến một tiếng cười khẽ. Y quay đầu vừa thấy, thấy người đang cười chính là nhà phê bình điện ảnh quen thuộc Trần Nhược Vũ ở bên cạnh. Chu Nhiên! Vị trị đại này thấy Chu Nhiên ánh mắt cam giận, mất tự nhiên mà thu lại nụ cười, nhỏ giọng nói, không cần để ý, những người này không phải khán giả của cậu. Chu Nhiên bĩu môi, không lên tiếng. Bỏ đi, làm dâu chăm họ, dù sao cũng phải cho phép có người không thích xem phim thanh xuân chứ. Xong, khi Chu Nhiên miễn cưỡng buông bỏ cảm xúc, nhưng lời chế giễu của hai cô gái lúc nãy lại không dừng lại. Tựa Thủy Lưu Niên đúng thật là bộ phim thanh xuân rách nát nhất trong số những bộ tớ đã xem mấy năm nay. Trong đó có một cô gái nhỏ giọng chê bai nói, không đầu không đuôi mà bày ra các loại nguyên tố hóa học, đi học truyền giấy bị bắt rồi lại phạt đứng, thi đấu bóng rổ phạm quy, đánh nhau, yêu sớm bị mời phụ huynh, cuối cùng được khâu lại một cách kỳ quái, không có một chút logic nào, hoàn toàn không biết anh ta muốn nói cái gì. Bạn học bên cạnh nói, phim thanh xuân đều không phải như vậy sao, cậu còn có thể trông mong có cái nội hàm thâm sâu gì đó vào nó. Trước đó người nọ lầm bầm nói, tớ không trông mong nó có nội hàm, tớ chỉ muốn xem một đoạn tình yêu ngọt ngào mà thôi, nhưng vấn đề là, nó không ngọt. Chu nhiên và nữ chính căn bản không phát ra điện, rõ ràng là phim tình yêu, sau khi xem xong tớ hoàn toàn không có cảm giác tim đập chút nào quá thảm có biết yêu đương hay không vậy nữ chính nhìn anh ta mặt đỏ tim đập nay còn chạy loạn nhưng là bên anh ta hoàn toàn không có phản ứng lại cô gái nhỏ giọng phàn nàn nói giống như là nữ chính đang nhìn anh ta nhưng như thế anh ta đang nhìn gầu trên đầu nữ chính vậy tần số của hai người hoàn toàn không khớp mấy cậu có thể hiểu được loại cảm giác này không phụt ha ha gầu là cái quỷ gì lời này vừa ra chung quanh lập tức vang lên một tràng cười trầm thấp chu nhiên a à, đừng nói nữa xin các người đừng nói nữa nói tiếp tôi thật sự muốn khóc đó khụ khụ lúc này trần nhược ngu bên cạnh rốt của cũng háng giọng nói quay đầu ra sao thấp giọng nói mấy vị làm phiền nói nhỏ một chút các nữ sinh phía sau lúc này mới ngượng ngùng mà xin lỗi ngưng cái đề tài khiến người khác nghẹt thở này phu hụ. chu nhiên thở dài một tiếng nằm liệt trên chỗ ngồi uể oải nhìn màn hình trước mặt đối với hành vi đổi vé của mình với hứa chăn lúc nãy cảm thấy không kịp hồi tiếc nghiệp chứng a rốt cuộc mình nối sai cọng dây thần kinh nào vậy một hai phải chạy đến địch danh xem phim y miễn cưỡng rời lực chú ý của mình đến cốt truyện của tú xuân đào muốn cũng tìm một chút gì đó để chế giễu một chút nhưng mà kế tiếp này đoạn cốt truyện thật sự là không cách nào chế giễu được lại là một đoạn diễn cực kỳ xuất sắc ba anh em phụng mệnh đi bắt giữ ngụy trung hiền đại ca vì tham công không gọi viện binh trực tiếp tàu gan lớn bật dẫn theo hai người anh em lỗ mãng đi rồi trong cơn mưa đêm rối xả tam ca cùng nhóm hộ vệ của ngụy trung hiền ở một dịch quán đánh đến vô cùng náo nhiệt nhị ca thẩm luyện dưới sự trợ giúp của hai người anh em giết vào trong lâu tìm được ngụy trung hiền nhưng dưới sự mê hoặc của đối phương, gã ta lại bị ma quỷ ám, cầm số bạc Ngụy Trung Hiền dùng để mua mạng, nói dối bảo đối phương đã chết, chỉ mang về một cái xác trái phục mệnh. Bí mật này người bên trên cũng không biết, hai người anh em của Thẩm Luyện cũng không biết, chỉ có bản thân Ngụy Trung Hiền biết. Thẩm Luyện vốn tưởng rằng chuyện này có thể giấu trời gạt biển, ba anh em gã từ đây tham quan phát tài, nhưng mà màn ảnh vừa chuyển, trong khu rừng ở ngoài thành Ngụy Trung Hiền lại bí mật ước định ngày hẹn để gặp đề lĩnh đông xưởng triệu công công, yêu cầu gã giết chết ba tên cầm y vệ kia diệt khẩu. Bởi vì bọn họ biết bản thân còn sống, xem đến đây, trái tim khán giả lại lần nữa bị nâng lên. Phim chiếu đến đây, mới chỉ đi qua nửa tiếng, nhưng tiết tấu lại khẩn trương lạ thường, tình tiết liên tiếp đi cao. Cho dù trung Nhiên không muốn thế nào, vẫn không thể không thừa nhận, thật sự đây là mở đầu khá tốt. Ngay lúc tâm tình khán giả đang khẩn trương, trước mắt màn hình lớn trước mắt bỗng nhiên sáng hơn rất nhiều, sắc thái cũng từ màu lạnh trước mắt chuyển thành tông màu ấm. Hình ảnh vừa chuyển, trong màn hình xuất hiện một cái bóng người thon gầy. Hứa chan đóng vai cận nhất xuyên đang đi trên một con đường nhỏ ven sông. Hắn không có mặc hắc y của cầm y vệ, cũng không có mang đao, mà lại ăn mặc một bộ thường phục màu xanh nhạt, khuôn mặt tuấn tú hơi tái nhợt, vẻ mặt tịch mịch mà hờ hững, không thấy chút chi khí sát phạt nào. Bên bờ sông, một cây hoa hạnh nở rộ, gió nhẹ thổi qua, cánh hoa rơi đầy đất, trong đó có một cánh bay theo gió, rung rinh mà dừng ở vai cận nhất xuyên. Khụ 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 khụ. Cận nhất xuyên nhẹ nhàng khụ hai tiếng, dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn hạnh hoa trước mắt. Nhất xuyên, đúng lúc này bỗng nhiên có người kêu tên của hắn cận nhất xuyên giật mình nhìn theo hướng giọng nói lại thấy cách đó không xa nhị ca thẩm luyện đang đứng trên cây cầu đá bờ bên kia sông dẫn qua bên đây trong khoảnh khắc khi nhìn thấy nhị ca trong mắt hắn xuất hiện một tia hoảng loạn nhất xuyên sao ngươi lại ở đây một lát sau thẩm luyện đi đến bên cạnh hắn mở miệng hỏi ta cận nhất xuyên trần trừ một lát ấp a à, ấp úng nói ta nghe nói hôm nay có hội chùa cho nên tới đi dạo thẩm luyện nghi hoặc nói một mình ngươi đi dạo hội chùa nói xong gã lại nhìn nhìn chung quanh nói hơn nữa hội chùa ở thành đông mà không ở bên này cận nhất xuyên rưỡi tay chỉ chỉ chung quanh miễn cưỡng cười nói ta ta đến bên này tìm một người bạn bạn ánh mắt trầm luyện ngưng lại nói bạn nào cận nhất xuyên đang muốn ở tiếp tục mở miệng ven đường một cô bé mặc một bộ áo vải màu xanh ngọc bỗng nhiên dừng lại nhìn về phía hắn kêu lên cận ra cận ra để lấy thuốc sao cô bé nở nụ cười nói hôm qua ta còn nhắc tới huynh sao gần đây huynh không có tới cận nhất xuyên sừng sốt một chút nhìn cô bé đột nhiên xuất hiện trước mắt lại dùng dư quang lướt lướt mắt nhìn thẩm luyện bên cạnh mặt hơi có chút thẹn thùng cười nói ta mấy ngày hôm trước có một số việc không ở trong thành vừa nói hắn vừa nhanh chóng đuổi kịp bước chân cô bé này dọc theo con đường nhỏ ven sông cúi đầu đi trước đây là người bạn mà ngươi vừa nói trên nửa đoạn đường đi thẩm luyện đi theo bên cạnh cận nhất xuyên thấp giọng thì thầm hỏi cận nhất xuyên rũ đầu vẻ mặt có chút ngượng ngùng vẻ mặt có xử mà nhỏ giọng nói nhị ca ngươi vội thì ngươi đi đi không cần phải xem chuyện của ta mà lúc này trên mặt thẩm luyện lộ ra nụ cười hiếm thấy đôi mắt gã vẫn nhìn phía trước như cũ đầu lại nghiêng về cận nhất xuyên một chút nhỏ giọng nói không được ta phải đi nhìn một cái đây là cô bé nhà ai ha 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 lúc này khán giả trong phòng chiếu nhìn thấy một màn này tức khắc vang lên một trận cười trầm thấp ngày thường cầm y vệ thẩm đại nhân uy phong lẫm liệt mặt lạnh như diêm vương lúc này lại bỗng nhiên triển lộ ra một mặt nhiều chuyện sự khác nhau giữa trong công việc và sau ta làm này nháy mắt khiến cho người khác cảm giác dường như người thẩm luyện này thân thiện hơn không ít. Sau một lúc, cả ba người vòng đi vòng lại, đi vào một trong một y quán. Cây hạnh bên bờ sông cành lá xung xuê, một nửa nhô ra sân viện, cánh hoa trắng tinh trải khắp mặt đất. Nhìn thấy ba người cùng nhau đi vào y quán, trên mặt đại phu lập tức lộ ra biểu cảm không vui, ông trừng mắt liếc mắt cô bé kia một cái, oán trách nói, suốt ngày chạy loạn khắp nơi. Dứt lời, ông nhìn về phía cận nhất xuyên, miễn cưỡng cười nói, cận ra mấy ngày không đến, nào, ta bắt mạch cho cậu cận nhất xuyên theo bản năng mà dùng dư quang liếc mắt thẩm luyện bên cạnh lắc đầu nói không được trương đại phu hôm nay ta còn có chút việc bốc một thang thuốc theo đơn lần trước đi y quán đại phu liếc mắt nhìn hắn không nói thêm gì về phòng bốc thuốc cận nhất xuyên ngồi trên băng ghế đá trong sân duỗi tay chống cầm ngơ ngác mà nhìn về phía cây hoa hạnh có chút thất thần cô gái vừa dẫn bọn hắn về đang đào thuốc dưới gốc cây hoa hạnh cô bé âm thầm quay đầu lại nhìn cận nhất xuyên lại phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình nên vội vàng thu ánh mắt lại đại phu đang ở bốc thuốc nhìn thấy cảnh này này lập tức cau mày mà thẩm luyện chắp tay sau lưng đứng dưới hành lang nhìn vẻ mặt ngơ ngác xuất thần của cận nhất xuyên khóe miệng hơi hơi nhếch lên sau một lúc lâu đại phu vì cận nhất xuyên bốc phương thuốc dặn dò hắn nhất định phải uống đúng giờ cận nhất xuyên sách theo bọc thuốc cùng thẩm luyện ra khỏi y quán hai người đi bên bờ sông thẩm luyện hỏi cứ đi như vậy sao ngươi không phải nói muốn mời bạn cùng đi dạo hội chùa sao nhị ca cận nhất xuyên mặt lộ vẻ vẻ khó xử thấp giọng nói tình huống như vừa rồi ngươi bảo ta mời như thế nào hả? Hai người nói chuyện, lại lần nữa đi ngang qua cây cây hạnh bên bờ sông kia. Nhưng vào lúc này, một cánh cửa nhỏ bên cạnh cây hạnh đột nhiên từ bên trong mở ra. Cô bé lúc nãy từ y quán ló đầu ra sau cánh cửa, nhẹ giọng kêu, cận ra. Cận nhất xuyên nghe vậy, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy, cô bé xinh xắn đứng ở sau cánh cửa cửa, trong tay cầm một chiếc túi thơm hoa hồi chế tác tinh xảo, trong đây có tam thất, xạ hương và cỏ đen, cô gái vươn cái túi ra trước, cúi đầu thấp giọng nói, đeo lên người sẽ đỡ ho cận nhất xuyên hơi ngần ra duỗi tay nhận lấy túi thơm ngẩng đầu nhìn cô bé trước mắt mặt cô bé đỏ ửng rũ con ngươi nói nhưng huynh đừng nói cho cha ta nếu không ông ấy lại trách ta kê đơn bậy bạ cận nhất xuyên nhìn cô bé trước mắt cười nói được ta biết biết cảm ơn cô nương hắn nắm trong tay túi thơm mới vừa đi vài bước lại quay đầu hỏi cô nương ta còn chưa biết muội tên là gì cô bé cười tươi lộ ra một cái răng nanh nói ta tên trương yên cận nhất xuyên nói ta họ cận cận nhất xuyên Trương Yên nghe vậy, che miệng cười nói, ta biết nha. Nói, nàng chỉ chỉ cận nhất xuyên trong tay gói thuốc, nói, trên mặt có viết đó. Cận nhất xuyên nghe vậy, hơi hơi ngẩn ngơ, tức khắc lộ ra hơi có chút hờ khạo tươi cười. Một lát sau, cận nhất xuyên cùng thầm luyện rốt cuộc cũng rời khỏi y quán, nhưng mà hai người cũng không tiếp nói về chuyện này nữa. Trong màn hình màu vàng ấm áp, cận nhất xuyên đi qua bờ sông và đi lên cây cầu đá, nhưng đột nhiên giảm tốc độ và quay đầu nhìn về hướng y quán. Mà bên cạnh bức tường thấp dưới gốc cây mai, cô bé trương yên đang ghé đầu trên đỉnh tường nhìn về hướng cận nhất xuyên rời đi ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung trương yên vội vàng rụt đầu vào tường như một con thú nhỏ sợ hãi tuy nhiên một lúc sau cô bé ngượng ngùng thò nửa cái đầu từ sau bức tường ra trước một đôi mắt đen láy lén lút nhìn về phía cây cầu đá ánh chiều tà nghiêng nghiêng chiếu lên người thiếu niên cận nhất xuyên vịn lan can cầu đá trên khuôn mặt tuấn mỹ trong sáng lộ ra một nụ cười dịu dàng trên màn hình bỗng vang lên tiếng sáo trúc du dương máy quay cắt đến một khung cảnh xa xăm hoàng hôn cầu đá, nước chảy, hạnh hoa, qua. Trong phòng chiếu, vô số khán giả vào lúc này đột nhiên phát ra tiếng thúc thích vô nghĩa. Qua, âm thanh của cây sáo này phát ra khiến trái tim tôi tan chảy rồi. Đây là vị chua tình yêu sao? a à, tôi yêu rồi. Tôi đang xem phim võ thuật à, đúng không? Em nhà cổ phong này hay thật, khiến trái tim lập tức mềm nhũn rồi. Chỉ một thoáng, trong phòng chiếu phim lại vang lên âm thanh bàn tán lần nữa. Chu nhiên nghe trận bàn tán này, không hiểu sao có chút bực. Nghe hay sao? Cái này này, nghe hay. Chẳng phải chỉ là tùy tiện thổi sáo cùng đàn nhị, tạo thành một chút hợp âm cổ phong hay sao? Cái ca khúc ở trình độ này, có tin một phút ông đây có thể viết cho mấy người tám đoạn hay không? Bạn đang xem bần tăng không ngán ai bao giờ được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. chủ Nhiên tức giận mà nghĩ, nhưng lời này lại không thể nói ra. Ông đây là tới xem phim, không phải tới nghe hát, ai muốn nghe giám định và thưởng thức âm nhạc của hắn chứ? Đoạn tiểu kịch trường không dài, chỉ có 2-3 phút, nhưng lại chèn ở vị trí vô cùng phù hợp, biểu diễn tinh tế, hình ảnh sáng ruột cùng giai điệu du dương đã gãi đúng chỗ ngứa để giảm bớt cảm xúc căng thẳng của khán giả vừa xem vừa nghỉ từ từ gầy ra bản này thật tuyệt vời lúc này mấy cô bé ngồi hàng phía sau chu nhiên không dám nói mà phía trước hai vị đại ca đầu hói lại bắt đầu nhỏ giọng bàn tán trong đó một người béo hói đầu nói câu chuyện trên cơ bản là cấu trúc cốt truyện của hollywood điều này có chút thú vị một gã hói đầu gầy gật đầu nói đúng vậy hơn nữa hắn chọn góc nhìn này vô cùng tốt cầm y vệ ở trong mắt chúng ta thông thường đều là những tên đao phủ giết người không chớp mắt nhưng góc nhìn của hắn lại đặt ở trên người ba cái cấp dưới chót cầm y vệ hiện ra trước mắt chúng ta cuộc sống của đao phủ cũng có hơi thở khói lửa của cùi gạo mắm muối sự tương phản này khiến cho người ta có cảm giác rất thân thiết rất bình dân tên đó hói đầu nhịn không được xúc động nói các thể loại phim trên đài đảo vẫn còn quá ít mười phần hết chín là phim tình yêu thanh xuân trong sáng quay tới quay lui đều là những kịch bản đó rất ít khi có thể xem được một cấu trúc nghệ thuật cao cấp như tú xuân đao vẫn cần hòa nhập và học hỏi điểm mạnh của người khác chúng ta nên hợp tác nhiều hơn và thử nhiều loại hình đồng sản xuất hơn gầy hói đầu nhịn không được lắc đầu nói buổi sáng hôm nay tôi đi xem bộ tượng thủy lưu niên kia mày nói chu nhiên đã đi đến nội địa vậy mà vẫn đang quay cái loại nghệ thuật phong cách ngây thơ trong sáng này thật đúng là bùn nhão không chết nổi từng mà gã gầy hói đầu thấp giọng nói thật ra bộ kia của anh ta cũng không quá dở chủ yếu vẫn là chính anh ta diễn được mày xem cái đoạn lúc nãy của hứa chăn đều là tình yêu ngây ngô người ta chưa nói mấy câu nhưng là hương vị này lập tức xuất hiện rồi ca sĩ cùng diễn viên không giống nhau thành thành thật thật làm đúng công việc của mình không tốt sao giờ này khác này trong phòng chiếu phim tối tăm chu nhiên yên lặng mà ngồi ở chỗ của mình nghe người chung quanh bàn tán không nói một lời tại sao luôn muốn bàn tán về tôi tôi chỉ là muốn đóng một bộ phim cho đã nghiền tiện thể quảng cáo cho bài hát mới thôi mà tôi đã trêu ai chọc ai chứ mấy người còn tiếp tục nói như vậy tôi sẽ bị bạn làm cho khóc trước khi tôi xem phần cảm động của cốt truyện tú xuân đào đó đương nhiên không ai quan tâm đến tâm trạng chu nhiên lúc này khán giả chỉ quan tâm đến cốt truyện phát triển tiếp theo của tú xuân đào tiện thể chơi bai bộ phim dở tệ hai ngày nay đã xem kết quả là tựa thủy lưu niên bắt đầu bị cộng đồng mạng nhắc đến liên tục bản thân chu nhiên được trải nghiệm cảm giác bị đánh giá kém 360 độ sau khi được tôi luyện cả cơ thể và linh hồn đều thăng hoa như vừa vượt lôi kiếp ha 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 y ngồi trên ghế cười ngô nghê chỉ cảm thấy linh cảm sáng tác tuôn trào như giếng phun a à, tôi muốn sáng tác một ca khúc khiến người ta đau đớn như cào gan xé phổi thật ra việc xuất hiện tình huống này cũng không thể hoàn toàn trách tựa thủy lưu niên trên thị trường bộ phim điện ảnh này cũng không quá dở cùng lắm cũng chỉ là một bộ phim không có điểm nào để khen mà thôi. Nhưng đây không phải dạp chiếu phim bình thường, mà là liên hoan phim công chiếu những bộ phim trong danh sách đạt giải kinh cước. Khi chất lượng của các đối thủ cạnh tranh chất lượng đều khá đạt chuẩn, trình độ thưởng thức của khán giả trung bình cũng được tăng cao. Rốt cuộc, sở dĩ tựa Thủy Lưu Niên có thể lọt vào danh sách cũng chỉ vì ban tổ chức đánh giá cao nhạc trong phim mà thôi. Nếu xét đến cốt truyện và kỹ thuật diễn của diễn viên, vậy bộ phim này đừng hòng có mặt trong danh sách này. Mà Tú Xuân Đào lại trái ngược hoàn toàn với bộ phim này điểm sáng của tú xuân đó chính là cốt truyện và diễn viên vương Cẩm bằng người đóng vai đại ca là ảnh đế quốc tế thực lực đã được công chúng tán thành ngô trấn diễn viên đóng vai nhị ca tuy không có danh hiệu ảnh đế nhưng cũng là diễn viên phái thực lực có tiếng lành đồn xa trong giới điện ảnh còn hứa chan trong vai lão tam cũng khiến khán giả có mặt tại hiện trường một bất ngờ cực lớn khán giả đài loan rất ít xem phim của hắn ấn tượng về hắn chỉ gói gọn trong một bộ phim là lang gia bằng trong bộ phim lang gia bằng nhân vật mai trường tô được hứa chan đắp nạn khiến mọi người phải khắc ghi nhưng khán giả lại không cảm thấy kỹ thuật diễn của diễn viên này có gì khiến họ phải kinh ngạc cảm thán họ chỉ là cho rằng nhân vật này rất phù hợp với hắn có lẽ trên thực tế bản thân hắn cũng là người dịu dàng như ngọc bình tĩnh thông minh giống như mai trường tô vậy nhưng từ phần mở đầu của tú xuân đao hình tượng cận nhất xuyên một sát thủ điên khủng khiến ấn tượng về hắn trong lòng khán giả hoàn toàn nên đảo mà tình yêu ngây thơ của hắn và thiếu nữ trong y quán càng thể hiện kỹ thuật biểu diễn của hắn với nhân vật này sát thủ hướng tới cuộc sống bình lặng rũ bỏ bộ quần áo ngư dân buông tú xuân đao ấy chỉ là một thiếu niên có phần vụng về. Không ít khán giả xem xong phần mở đầu của Tú Xuân Đào tại hiện trường đều yên lặng thầm chấm điểm cao vọt lên cho hơi chăn. Lúc này, trên màn ảnh, cận nhất xuyên cùng thầm luyện xét bầu dự đến nhà đại ca. Mà lúc này, đại ca đang làm gì đây? Đại ca đích thân vá quần áo cho nhất xuyên. Hai huynh đệ vừa vào cửa đã thấy đại ca ngồi khoanh chân trên giường, ánh đèn lao đắt nhỏ như hạt đậu nành trên bàn hát sáng đất trời cỡ một tấc vuông quanh thân người anh cả. Đại ca cúi đầu, trên đầu gối là bộ ngư phục làm người vừa nghe đã sợ vỡ mật. Nhất xuyên à, hắn cúi đầu vừa vá lại quần áo bằng những đường may tinh tế vừa làm nha làm nhảm như các bà các mẹ đệ cũng không còn nhỏ nữa rồi nên thành ra thôi nghe được lời ấy cận nhất xuân quẫn bách quay mặt qua chỗ khác thấp giọng nói đại ca sao huynh không thúc giục nhị ca ấy mà lại tới thúc giục đệ đại ca cũng không ngẩng đầu lên nói không phải nhị ca của đệ đã có chu cô nương rồi ư nghe thấy vậy thẩm luyện liếc nhìn tam đệ đang đứng bên cạnh bu lời chế nhạo nhất xuyên túi thơm này của đệ đẻ phết nhỉ từ đâu ra đây vừa nghe lời này lỗ tai đại ca giật giật, lập tức ngẩng phát đầu lên, hỏi, túi thơm gì cơ? Khi ấy, đôi mắt nhỏ đầy vần đục và tăng thương của hắn sáng ngời lạ thường, đại ca nhìn cận nhất xuyên với vẻ mặt đầy ẩn ý, nói, ồ, chẳng trách dạo này chẳng thấy bóng dáng đệ đâu. Nói với đại ca xem nào, cô nương nhà nào đấy, để đại ca đi thăm hỏi giúp đệ nhé. Đại ca và nhị ca huynh một lời đệ một câu, khiến cận nhất xuyên đỏ bừng mặt. Cùng lúc ấy, không ít người xem trong dạp chiếu phim người cười với vẻ mặt mập mờ theo bản năng, họ cảm thấy phân cảnh cầm y vệ đại nhân dục hôn mỗi ngày và những việc nhỏ nhặt vô cùng thân thuộc thế nhưng những ngày lành yên ổn thanh thản như vậy lại chẳng kéo dài bao lâu thẩm luyện tham tài thả chạy ngụy trung hiền bí mật này giống như một bóng ma khổng lồ phủ trên đầu bọn họ triệu công công nhận được mệnh lệnh từ ngụy trung hiền muốn giết chết ba huynh đệ diệt khẩu sau vài lần ám sát liên tiếp bất thành hắn toan nảy ra một cái độc kế mượn đau giết người triệu công công theo dề tội trạng bôi nhọ một vị hương thân có dấu hiệu nằm trong hoạn đảng mà vị này hương thân lại không phải thư sinh bình thường trong nhà hắn nuôi mấy chục gia thần, mỗi người đều là cao thủ. Ba huynh đệ nhận tuyên chỉ bắt người, nhưng khi họ vừa vào cổng, thượng cấp trở ở bên ngoài lại bớt thình lình thả tên bắn lén vào trong viện. Hương thân trong viện không kịp trở tay, chúng tên bỏ mình, còn hắn thoáng đỏ mắt, gia thần khắp viện lấy đại đao ra, bổ về phía ba huynh đệ. Mà lúc này, thượng cấp lại hạ lệnh khóa chặt cổng viện, kêu gào không được để hoạn đảng chạy thoát. Ba huynh đệ bị buộc vào tuyệt cảnh. A, à, biến cố bất thình lình xảy ra lại khiến khán giả căng thẳng, trong đạp chiếu phim có không ít người ngả người về phía trước để xem xét theo bản năng biểu cảm vô cùng khẩn trương trước đây cận nhất xuyên nhân vật do hứa chăn thủ vai vẫn luôn lấy song đao làm vũ khí bước chân nhẹ nhàng đạo pháp nhanh chóng khi giao thủ với người khác hắn vẫn luôn cầm thanh đao nặng nề một cách thong dong nhẹ nhàng nhưng vào giờ phút này trước vòng vây khốn của mấy chục giang hồ võ công cao cường hắn bị ép phải liều mạng mà trước nay chưa từng có mắt thấy có người bổ một đao sau lưng đại ca cận nhất xuyên nghiêm mặt nhanh chóng tiến lên trước một bước ném đoàn đao xuống, hai tay cầm lấy chuôi trường đao, mạnh mẽ chém nghiêng từ trên xuống một nhát, trường đao màu trắng bạc gần như kéo thành một tàn ảnh trước màn ảnh. Phập! Một tiếng trầm đục khiến người ê răng vang vọng, máu tươi phun bắn tung tóe, người nọ đã bị cận nhất xuyên chém vai đầu chỉ với một nhát đao. Hít! Trước màn ảnh, khán giả thấy khóe mắt hứa chan trong vai cận nhất xuyên như sắp nứt ra, gân xanh gồ lên trên gương mặt tái nhợt, ai nấy đều không nhịn được mà hoảng sợ khi thấy cảnh tượng đó. Chiêu vừa rồi mới là võ công bổn môn của hắn nhỉ? Trong tính phòng, có người không nhịn được khẽ nói tôi cũng cảm thấy thế lúc trước khi sư huynh hắn đến đòi tiền cũng dùng chiêu này chẳng qua sư huynh lại đánh hắn bằng sống dao bên cạnh lập tức có người gật đầu phụ họa nói thì ra lúc trước hắn vẫn luôn dùng xong đao để ngụy trang đấy hả thật ra hắn quen dùng đơn đao hơn chăng mà phân cảnh ngay sau đó cũng nhanh chóng đã chứng thực suy đoán của mọi người rõ ràng phong cách chiến đấu của cận nhất duyên đã thay đổi hắn không còn bổ loạn chém lung tung vì bị buộc vào đường cùng nữa sau khi đổi sang đơn đao đao pháp của hắn bỗng chốc trở nên thế đại lực mạnh cường mãnh vô trù, hệt như hắn đã biến thành một người khác vậy. Trước mặt cận nhất xuyên, những kẻ được gọi là cao thủ trong viện gần như không có sức chống cự, bổ, chém, phập, xoẹt, tất cả họ đều bị hắn đoạt mạng như chém rau cúc. Chứng kiến tình hình bên này, thiếu gia vốn ngồi liệt trên sân đau đớn trước cái chết của phụ thân đỏ bừng mắt, y bỗng chốc rút đau sông lên, thét lớn rồi chém thẳng về phía cận nhất xuyên. Cận nhất xuyên lập tức huy đau đón nhận, mạnh mẽ chặn lại một nhát đau đó, rồi hắn chợt xông về phía trước hai bước, hăng hái phản kích song rõ ràng công phu của người này cao hơn những môn khách xung quanh một bậc phải khó khăn lắm hắn mới có thể chặn được ba nhát đao liên tiếp đó keng 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 tiếng kim loại giao kích trói tay truyền đến từng hồi cận nhất xuyên cán răng bước chân biến hóa đầy quỷ quyệt để tránh khỏi những môn khách xung quanh vò tới cùng lúc ấy hắn dốc toàn lực chạm liên tục bảy đao dồn ép đối phương được đằng này hòng đằng kia bại lui liên tiếp thế nhưng ngay khi hắn sắp chém ra nhát đao chí mạng vào sơ hở của đối phương hơi thở của hắn bất chợt rối loạn và đỏ bừng một cách bất thường khụ 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 ngay sau đó cận nhất xuyên bắt đầu ho khan một cách mất kiểm soát hắn cuộn tròn cơ thể cánh tay nắm đao run rẩy kịch liệt ấy thế mà lại không tài nào chém ra được nhát đau cuối cùng đó mà đối phương há có thể buông tha cơ hội này y thét lớn một tiếng huy đau bổ về phía hắn tình thế nghịch chuyển chỉ trong một khoảnh khắc trong lúc bất chi bất giác thời tiết đã dần dần chuyển lạnh trên người cận nhất xuyên khoác một chiếc áo choàng dày một mình đơn độc đi tới trước cửa y quán hắn rũ mi mắt sau khi ở trước cửa gỗ loang lổ vết sơn đen bồi hồi một lúc lâu cuối cùng vẫn quyết định duỗi tay gõ cửa kẽo kẹt sau một lúc lâu cửa gỗ bị người bên trong kéo ra một khe hở nhỏ trương yên cô nương từ bên trong ló đầu ra nhìn thấy người đứng ngoài cửa là cận nhất xuyên trong nháy mắt biểu tình sáng lên trong mắt như chứa ánh trăng sáng cận ra nàng cười mở cửa ra bước chân nhẹ nhàng tiến vào phòng nói cha ta đã đến nhà người ta khám bệnh huynh ngồi chờ ông ấy một lát ta đi châm trà cho huynh trương yên cô nương nhưng cận nhất xuyên ở phía sau lại bỗng nhiên đánh gãy lời nàng lên tiếng nói không cần phiền toái ta không phải tới tìm trương đại phu trương yên nghe vậy thì dừng bước có hơi nghi hoặc mà quay đầu nhìn cận nhất xuyên nhìn con người trong trẻo sáng người của nàng trần chờ một lát cuối cùng vươn tay ra đem túi thơm đang nắm chặt trong lòng bàn tay hướng về phía trương yên đưa tới túi thơm này trả lại cho cô cận nhất xuyên điềm tĩnh mà nhìn cô nâng trước mặt thấp giọng nói ta đến để nói lời từ biệt với cô gió nhẹ thổi qua dây tua trên túi thơm rũ xuống nhẹ nhàng đung đưa theo gió trương yên nhìn túi thơm kia rồi lại dương mắt nhìn cận nhất xuyên ở trước mặt biểu tình vui sướng vừa rồi khi thấy hắn bỗng chốc dần biến mất từ biệt sao nàng không vươn tay nhận lấy túi thơm mà là mê mang hỏi huynh muốn đi đâu sao cận nhất xuyên trầm mọc một lúc lâu sau đó mới nói ta phải rời khỏi kinh thành hắn đặt túi thơm trên bàn đá ở trong viện nhìn vào đôi mắt của tiểu cô nương hướng về phía nàng chắp tay cười nhạt nói sau này sẽ còn gặp lại dứt lời Hắn xoay người rời khỏi tiểu viện của y quán. Bạn đang xem bần tăng không ngán ai bao giờ được thuyết minh tại kênh YouTube di các phim. Cảnh đêm cuối thu vừa hưu quạnh vừa tiêu điều, ven bờ sông ngọn cỏ khô vàng, gió thổi khiến những sợi tóc trên trán hắn bay tán loạn. Khụ, khụ, khụ khụ khụ. Cận nhất xuyên đi trên con đường nhỏ của bờ sông, thấp giọng ho khan, đầu vai vì cố gắng kìm nén mà run nhè nhẹ. Ngay khi sắp đi lên cầu đá, hắn do dự một lát, bỗng nhiên lại xoay người đi vòng trở về, nhưng còn chưa đi đến trước cửa y quán, hắn đã thấy Trương Yên cô nương Người mà hắn vừa nói xong lời từ biệt đang vội vàng nhanh chân chạy tới dường như đang muốn tìm hắn hai người gặp lại ở dưới tán cây hạnh ở ngay bờ sông cả hai đều ngần ra tức khắc dừng bước cận ra trương yên cô nương hai người đồng thời mở miệng rồi cả hai cùng dừng lại cô nói trước đi sau một lúc lâu cận nhất xuyên mở miệng nói trước trương yên trần trừ một lát nở nụ cười miễn cưỡng lấy ra một tờ giấy mỏng đưa cho cận nhất xuyên nói túi thơm ta sẽ nhận lại đây là phương thuốc trong túi thơm nói xong nàng bất giác cúi thấp đầu ngập ngừng nói, sau này huynh cũng có thể tìm người khác vối thuốc cho huynh. Thuốc này phải thường mang bên người, có thể trị được chứng ho khan của huynh. cận nhất xuyên nhận lấy tờ giấy mỏng đó từ tay nàng, mở giấy ra, nhìn thấy chữ viết tinh xảo trên mặt giấy, im lặng không nói gì một lúc lâu. vừa rồi huynh muốn nói gì với ta vậy? trương yên hỏi. ta muốn nói, giọng nói của cận nhất xuyên nghe có vẻ khô khốc, hắn khẽ ho khan, thấp giọng nói, sau này những lúc mà cha cô không có nhà, cô không nên tùy tiện mở cửa cho người lạ, rất nguy hiểm. trương yên nghe được lời này không khỏi nhèn miệng cười, nói, ừm, um, được, ta đã biết. Dứt lời, đang học bộ dáng chắp tay của cận nhất xuyên, thoải mái hào phóng nhìn vào đôi mắt của đối phương, nói, hẹn gặp lại. Cận nhất xuyên cũng hướng nàng chắp tay, đáp, hẹn gặp lại. Hai người dứt lời, nhìn nhau cười, tựa như đã hiểu ý nhau, mỗi người xoay một hướng rời đi. Ở cảnh quay xa trên màn ảnh, bên bờ sông, thân ảnh thon gầy của cận nhất xuyên đi lên cầu đá bắt ngang qua bờ bên kia của dòng sông. Nhưng khi đến giữa cầu, hắn lại duỗi tay vịn vào lan can, lại lần nữa nhìn về phía cây hạnh ở bên kia bờ sông. Nhưng mà, lúc này cây hạnh đã sớm không còn thịnh cảnh hoa nở rộ đẹp đẽ nữa, cây cối ở bên đầu tường cũng chỉ còn lại cỏ dại khô vàng, không còn nhìn thấy cô nương luôn nhìn lén hắn trước kia. Khụ khụ, khụ khụ, khụ khụ khụ. Hai tay cận nhất xuyên trống vào đá xanh trên rào chắn, không kìm nổi mà ho khan, thân thể run rẩy như có vẻ đứng cũng không nổi. Trên mặt hắn không nhìn ra được bất kỳ biểu tình nào, nhưng hốc mắt lại vì ho khan kịch liệt mà hơi hơi phiếm hồng. Lúc này, màn ảnh vừa truyền chỉ thấy ở trong viện của y quán trương yên đang cuộn mình ngồi xổm xuống ở ven tường trong tay nắm chặt túi thơm hình bát xác khóc đến nước mắt rơi lã chã như mưa những bản nhạc cổ phong trước đây lại vang lên lần thứ hai nhưng khi làn điệu vẫn chưa tan biến nhạc cụ lại đổi từ sáo trúc trước đó thành tiêu tiếng tiêu như đang thổn thức như khóc như oán đúng như sắc lạnh và khung cảnh mùa thu khô khăn héo tàn trong bức tranh lúc này giờ phút này trong rạp chiếu phim có không ít cô gái không nhịn được mà hốc mắt đỏ lên lén lau nước mắt nơi khóe mắt mà chu nhiên người ở trong trại địch lúc này lại không còn tâm tư đi chỉ trích làn điệu mà là yên tĩnh nghe nhạc nhìn hình ảnh trước mắt không nhịn được thở dài một hơi thật sâu hóa ra đây chính là cảm xúc chính là điện trong miệng họ hắn mang theo ánh mắt phê phán đến xem phim điện ảnh của đối thủ nhưng lại lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng được cái gọi là mị lực của diễn xuất trước đây chu nhiên luôn có cảm giác kịch bản ngôn tình tình yêu là dễ quay nhất chỉ cần biên kịch dùng tình tiết câu chuyện chọc vào điểm đau của khán giả người nên khóc tất nhiên sẽ khóc nhưng mà đoạn diễn xuất vừa rồi của hứa chăn lại hoàn toàn khác xa so với trong tưởng tượng của mình. Mối quan hệ tình cảm tinh tế giữa hai người là thật sự cần phải dựa vào diễn xuất mà biến giả dối thành chân thật. Ai ra, bản thân mình quả nhiên đóng phim điện ảnh không cùng một cấp bậc với người ta. Cấp bậc diễn xuất này của hứa chăn, sau khi trung nhiên xem xong, muốn bắt trước cũng không biết bắt trước thế nào. Nhưng mà, hắn quay đầu nhìn những cô gái lén lau nước mắt ở xung quanh, không khỏi có chức ngạo mạn mà biểu môi. Tuy rằng tôi thừa nhận diễn xuất của anh rất lợi hại, nhưng dựa vào cốt truyện này mà muốn lừa gạt khiến tôi rơi nước mắt suy nghĩ viền vong hư ông đây căn bản chưa từng yêu đương hắn muốn dùng cái này khiến tôi tăng hảo cảm ư ha ha không có khả năng chờ đãi tôi một bữa ăn thịnh soạn đi nhé lúc này trên màn ảnh còn đang tiếp tục tái hiện chuyện xưa cận nhất xuyên cáo Việt trương yên đi đến từ lâu mà ba huynh đệ ước định nhưng mà hai người huynh đệ của hắn lại một người cũng không tới đại ca đang ở nhà uống rượu ăn thịt nhìn quan phục treo trên giá hoàn toàn không có nợ điểm ý tứ muốn đứng dậy rời đi nhị ca vội vã đến giáo phường tư chuộc thân cho chu cô nương lại bị đối phương cầu xin đến ngục giam cứu người mắt thấy mặt trời sắp xuống núi cận nhất xuyên không chờ được huynh đệ của mình nhưng lại chờ thấy một tiểu đồng xa lạ có một vị đại gia họ đinh bảo ta đem cái này giao cho cận tiểu ra tiểu đồng đi đến trước người hắn mở bàn tay ra đưa cho hắn một cái đồ vật cận nhất xuyên đưa tay nhận lấy trong mắt đột nhiên xuất hiện vài tia hoảng loạn là túi thơm hình bát xác mà hắn vừa mới đưa lại cho trương yên bộ phim đến đây cuối cùng đã đi tới chương cuối nhị ca thẩm luyện khi ở noãn hương các đón chu cô nương bị vây sát đại ca thông thả mặc vào xong bộ quan phục mà bản thân đã mong chờ rất lâu thản nhiên đi đến trước nhà môn nhận tội mà cận nhất xuyên thì thần sắc vội vàng chạy về y quán nhảy tường đi vào lại phát hiện trương đại phu đã chết thảm ở trong viện mà trương yên cô nương thì hôn mê ở trong phòng quần áo hỗn loạn nằm trên mặt đất cận nhất xuyên nhìn thấy một màn trước mắt này sắc mặt trắng bệch đôi môi hơi run rẩy hắn cuốn quýt cởi áo choàng trên người phủ lên trên người cô nương thật cẩn thận ông nàng đặt lên giường nhìn qua chăn tay lúng cuốn có người trả tiền mua mạng của người đúng lúc này trong viện xuất hiện một bóng người vị sư huynh luôn tống tiền hắn nay mang đại đao bên người vẻ mặt rất có hứng thú mà nhìn cận nhất xuyên nói dù sao sớm muộn gì cũng phải giết ngươi vậy thì chi bằng làm ngay luôn trong hôm nay đi cận nhất xuyên nghe vậy chậm rãi quay đầu lại trên khuôn mặt tái nhợt của hắn không có một tia biểu tình nhưng trong mắt lại phiếm tơ máu xuất hiện luồng sát ý sôi trào mà xưa nay chưa từng có những bông tuyết lơ lửng trên bầu trời cuối thu tiêu điều cuối cùng cũng sắp bị chôn vùi bởi trận tuyết lớn cận nhất xuyên rút ra trường đao bên hông lao về phía sân như một mũi tên sắc nhọn hắn không tiếc sức lực thà rằng đồng quy vu tận cũng thể muốn giết chết đối phương nhưng mà đối mặt với sư huynh hiểu từng bước ra chiêu của hắn hắn đánh đến mức đổ bệnh ho ra máu cũng vẫn như cũ không thể xoay chuyển được chiến cuộc cận nhất xuyên suy yếu ngã xuống trên nền tuyết trắng rỗi tay bắt được mũi đao mà sư huynh đặt trên ít hầu của hắn như nói mớ mà cầu xin buông tha cho cô nương kia nhìn máu tươi trên tay hắn từ mũi đao chảy xuống từng giọt ánh mắt sư huynh hơi chấp động hắn ta cúi người xuống thấp giọng nói nếu sư huynh nói cho ngươi ta sẽ không chạm vào cô nương kia ngươi có vui không cận nhất xuyên nghe được lời này ánh mắt không có tiêu cự khẽ run lên giống như trật hiện lên một tia sáng nhàn nhạt, nhạt khụ 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 hắn ho khan vài tiếng khuôn mặt vừa mới trắng bệch như cho tàn bây giờ xuất hiện nụ cười ôn hòa sát khí trong mắt giờ đây cũng tan thành mấy khói sư huynh nhìn thấy biểu cảm này của hắn không nhịn được mà quay đầu đi người đã bệnh thành thế này cũng không có gì thú vị trong tay hắn ta cầm trường đao lại chậm chạp không chịu đâm xuống trong miệng lầm bầm nhưng nếu như giết người trên đời này sẽ có thể chỉ còn lại một mình ta một người khi sư huynh đang do dự người đang ngã trên tuyết cận nhất xuyên bỗng thoáng nhìn trên mái yên có một quả bom đang nhắm vào lưng của sư huynh sư huynh hắn đột nhiên dồn hết mọi sức lực của mình đứng dậy để sư huynh ra một bên bùm một tiếng nổ vang lên hình ảnh trên màn hình bỗng chìm vào bóng tối nhìn thấy cảnh phim bị cắt ở một màn này trong phòng chiếu phim lập tức vang lên từng đợt âm thanh hô nhỏ hóa ra triệu công công không chỉ thuê sư huynh tới giết cận nhất xuyên mà còn có an bài ở phía sau tiếp theo sẽ thế nào rốt cuộc cận nhất xuyên có chết hay không lúc này hình ảnh vừa chuyển màn ảnh chuyển đến câu chuyện xưa của thẩm luyện hắn ở noãn hương các cặp vây sát trải qua một phen thảm chiến hắn bước ra khỏi vòng trận với vết thương chồng chất thẩm luyện mang theo chu cô nương chật vật chạy tới y quán đi tìm huynh đệ của mình nhưng mà ngay khi hắn đẩy đại môn ra thứ nhìn thấy lại chính là mảnh hỗn độn sau trận đại chiến hắn lảo đào đi vào trong viện ngơ ngẩn mà nhìn cảnh tượng trước mắt tay chân gãy vụn, máu chảy tím đen, dấu bước chân hỗn loạn, bùn đất và máu trộn lẫn khắp nơi. Thẩm Luyện nhìn chằm chằm vào thân ảnh trong viện, chỉ thấy cận nhất xuyên mặc áo trắng đơn bạc, an an tĩnh tĩnh mà nằm trên mặt tuyết. Trên khuôn mặt thanh tuấn không nhìn ra một tia dữ tợn, phảng phất như đang ngủ say, nhưng mà, gương mặt và môi của hắn không có nửa phần huyết sắc, tuyết lớn đầy trời gần như đã hoàn toàn vùi lấp thân thể của hắn. Bùm. Cả người Thẩm Luyện mềm nhũn, vô lực mà quỳ xuống trước người cận nhất xuyên, giống như người bị rút hết gần cốt hắn buông đầu xuống túm lấy tuyết bùn trên mặt đất hốc mắt đỏ tươi như máu nhị ca sai rồi thanh âm thẩm luyện khàn khàn mà run rẩy kịch liệt nói nhị ca hối hận nhị ca hối hận rồi khi nói chuyện nước mắt không chịu khống chế mà lăn xuống trên gương mặt của hắn tí tách nhỏ xuống trên mặt tuyết sợi dây căng chặt lập tức bị đứt khi hắn cố hết sức để thoát khỏi từ địa hắn không ngừng lặp lại câu nhị ca hối hận như một kẻ điên sau đó dần dần chuyển từ yên lặng rơi lệ đến thành gào khóc đau đớn bà huynh đệ cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi số phận của bầy kiến đại ca lư kiếm tinh mặc bộ quan phục của trăm họ thản nhiên đến nhận tội đem toàn bộ chuyện mạo sát ngụy trung hiền ôm vào trong người một mình chịu tội tam đệ cận nhất xuyên trung quy đã không thể thoát khỏi cục diện giết người hàng loạt tuyết giày đầy trời chôn vùi hết thảy bí mật của hắn cái chết cũng chấm dứt mọi bệnh tật ốm đau của hắn thẩm luyện mặt xám như cho tàn trốn lẫn trong đám người nhìn đại ca bị xử cực hình dầm một tiếng một chậu nước lạnh đổ xuống rửa sạch vết máu trên đài sư tràm cũng xóa bỏ toàn bộ dấu vết của hắn tử lư kiếm tinh đã vất vả phấn đấu nửa đời người hầu hết nỗi đau trong đời người đều bắt nguồn từ những ám ảnh tranh đấu không được đó âm nhạc như khóc than như oán thán lượn lờ quanh dạp chiếu phim chu nhiên nghe thấy xung quanh khán giả bật lên những tiếng khóc nức nở lén lao một chút nước mắt bên khóe mắt của bản thân mình y thừa nhận rằng hắn đã khóc từ khi thẩm luyện quỳ gối trước thi thể của cận nhất xuyên bắt đầu khóc lóc sám hối nhị ca sai rồi nhị ca hối hận nước mắt của y đã không kìm được mà chảy xuống trước kia huynh đệ ba người kề vai chiến đấu từng màn uống rượu vui đùa ầm ĩ hiện lên trước mắt y rõ ràng không có huynh đệ nhưng lại không thể nào kìm được mà nhập tâm vào nhân vật Thẩm Luyện, đem chính mình đặt vào tình cảnh của nhân vật này. Y và Thẩm Luyện rất giống nhau, oán hận tham dục của chính mình, oán hận bản thân tự cho mình thông minh, oán hận những cái chết thảm của các huynh đệ, chỉ còn mình sống tạm ở hậu thế. Cổ hận ý nồng đậm này, cho đến khi Thẩm Luyện chặn giết triệu công công đang trốn ra ngoài biên ải, vẫn không thể nào nguôi ngoa. Thẩm Luyện một mình đơn độc lẻ loi, sau lưng mang đại đao của đại ca, bên hông treo song đao của Nhất Xuyên, đứng trên thảo nguyên mênh mông ở biên ải hắn rưỡi tay rút đoàn đao mà mình đem theo cầm trên tay yên lặng mà nhìn mà lúc này hình ảnh vừa chuyển trên màn ảnh bỗng xuất hiện một đoạn hồi ức lúc trước quan trên bảo người bắt sống phạm nhân chứ không bảo người giết hắn trong rừng cây âm u thầm luyện mặc bộ ngự phục của cầm y vệ một phen túm lấy đồng liêu đang ở một bên tay đấm chân đá một người đang nằm trên mặt đất nói hắn giơ cây đuốc chiếu sáng người ngã trên mặt đất tù phạm người đầy thương tích nói thế nào không sao chứ thân thể của tên tù phạm kia khẽ run lên một lát sau hắn ngẩng đầu thế nhưng rõ ràng là bộ dáng của cận nhất xuyên nhưng nhìn trang dung của hắn rõ ràng hắn trẻ hơn rất nhiều so với trong đoạn phim ban nãy không sao cảm ơn hắn rũ đầu nhẹ giọng nói với thẩm luyện bạn đang xem bần tăng không ngán ai bao giờ được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim chu nhiên nhìn đến đây không khỏi có chút sửng sốt đây là cái gì đoạn chiếu hồi ức đặc biệt vừa nãy khi y xem phim điện ảnh biết được người chan đóng vai cận nhất xuyên này trước kia là một tên giả mạo sau đó mạo danh để thay thế gia nhập vào đội ngũ của cầm y vệ vì thế thời gian trong đoạn đặc biệt này xảy ra trước lúc hắn trở thành cầm y vậy sao? Chu Nhiên đang nghĩ như vậy, chỉ nhìn thấy trên màn hình tên đồng liêu kia vừa mới bị thẩm luyện đẩy ra ngoài vẻ mặt bực bội la lên. Thẩm luyện, ngươi bảo vệ hắn để làm gì? Bắt buộc phải từ miệng của hắn cậy ra tên trùng thổ phỉ đang ở nơi đâu. Thẩm luyện liếc nhìn người này một cái, lạnh giọng nói, ngươi muốn hỏi có thể đợi đến khi báo cáo lại với Lưu tổng kỳ bọn họ sau đó mới từ từ hỏi. Bây giờ gấp gáp gì chứ? Lúc trước không phải ngươi tham công tiếc việc, mạo hiểm tiến vào không nhận biết thực lực, thì hành động lần này có chết nhiều anh em đến như vậy không? Người này nghe được lời như vậy, tức thời tức giận đến nỗi mặt đỏ tai hồng, kêu lên, thẩm luyện, ăn có thể ăn bậy, nhưng lời thì không thể nói bậy được. Nhưng ngược lại thẩm luyện không thèm nhìn đến hắn, chỉ là lặng lẽ đến ngồi bên cạnh đống lửa, dựa vào thân cây khô, bắt đầu bắt lửa lên. Tu nhân mà hứa chăn đóng ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn thẩm luyện bên cạnh một cái, trở lại cúi đầu xuống lại, không có lên tiếng. Màn đêm buông xuống, thẩm luyện ngồi dựa vào thân cây khô nhắm mắt nghỉ ngơi, tên đồng liêu vừa nãy bị hán quát kia phụ trách trực đêm người này lặng lẽ nhìn thẩm luyện một cái lại nhìn tên tù nhân đang ngủ say kia đột nhiên không một tiếng động rút một con dao từ bên hông ra không một tiếng vang hướng về phía của thẩm luyện đi đến một bước hai bước ba bước ngay khi sắp đi đến trước mặt của thẩm luyện trong mắt người này xẹt qua một tia hung ác vừa muốn cô dao bổ về phía trước lúc này tên tù nhân kế bên nhìn trông như đang ngủ say kêu lên cẩn thận thẩm luyện đang lơ mơ đột nhiên bừng tỉnh nhìn thấy một màn trước mắt như vậy lập tức nhảy người qua bên cạnh. Soạt, một tiếng lưỡi dao sắc bén xé tỏa không khí truyền đến, Thẩm Luyện Hiểm trở tránh được một nhát dao hồi nãy, cả giận nói, ngươi làm gì vậy? Người đó cười lạnh một tiếng, nhưng không đáp lại, mà là lại lần nữa cua dao về phía hắn chém xuống. Soạt, soạt, soạt. Người này có tim như không tim vậy, trong lúc nhất thời Thẩm Luyện căn bản không thể ra tay rút dao. Trong thời gian nháy mắt, Thẩm Luyện đã lan tới bên cạnh tên tù nhân do hứa chăn đóng. Ngay lúc này, ngược lại nghe một tiếng ma sát của sắt thép chói tay vang lên, nhìn trông như tù nhân bị trói lại tay chân ngay lúc này đột nhiên thoát khỏi toàn bộ trói buộc chặt tay đã rút ra dao của thẩm luyện hối hả tiến lên trước một bước phóc một tiếng động vang lên tù nhân do hớ chăn thủ vai cổ tay lật lại mạnh mẽ từ trái qua phải từ trên xuống dưới tả tà chém ra từng nhát dao dứt khoát cắt đứt cổ họng của người này máu tươi nồng nặc từ cần cổ của hắn bắn ra tung tóe người này mở to hai mắt cổ họng phát ra âm thanh hơ hơ phạch người này không có sức lực té trên mặt đất mất mạng trong chốc lát ánh mắt của thẩm luyện nhìn người thanh niên trước mặt phức tạp sau một lúc lâu, nói, ngươi. Tên tù nhân do hứa chăn thủ vai quay đầu, ánh mắt lạnh như băng mà nhìn về phía hắn, gương mặt tái nhợt sát khí như tuyết, không nhìn ra bất cứ biểu cảm nào. Lang keng. Một lát sau, hắn đột nhiên để dao của thẩm luyện xuống, bước chân bay nhanh chạy về sâu trong rừng rậm. Người đợi một chút. Ở sau lưng hắn, thẩm luyện nhặt dao lên, nhanh bước đuổi theo, cao giọng kêu lên, đao pháp mới này của ngươi, có phải là đao pháp thích ra không? Hình bóng ở phía trước đang chạy như bay bước chân từ từ chậm lại. Một lúc sau, tù nhân thiếu niên quay đầu về lại nhìn về phía thẩm luyện trong mắt mang theo một chút cảnh giác thẩm luyện không tiếp tục hướng về phía trước đuổi theo mà là dừng lại ở tại chỗ nói ngươi là hậu nhân của thích gia quân thiếu niên im lặng nhìn hắn không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận thẩm luyện rưỡi tay ở trong ngực sờ soạng một chút móc ra một kim bài to như bàn tay vùi tay ném ra cho thiếu niên ở cách đó không xa nếu như người đã sống cuộc sống tủ tội đủ rồi thì mà cầm lấy kim bài này thiếu niên đưa tay tiếp nhận lấy kim bài cúi đầu nhìn một cái lẩm bẩm thì thầm tận nhất xuyên thẩm luyện nói đúng vậy cận nhất xuyên hắn nghiêm mặt nói ngươi đi theo ta về sau làm huynh đệ nghe được câu nói này ánh mắt của người thiếu niên nhẹ nhàng run lên hắn gắt gao nắm chặt lấy kim bài đó dương mắt nhìn về thẩm luyện ở phía không xa biểu cảm xuất hiện một chút dao động gió đêm ảo ảo cuốn lá rừng khô trên cành cây khô lên phát ra tiếng kêu sột soạt 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 trên khuôn mặt lạnh lùng như băng của người thiếu niên đó một đôi mắt đen nhánh nhưng ngược lại ở trong bóng tối phát ra ánh sáng huynh đệ hắn nhẹ giọng nói mớ lúc này một trận âm nhạc bối cảnh thê lương mà hùng hồn vang lên màn hình lớn trong dạp chiếu phim ở trong âm nhạc từ từ tắt đi đến đây bộ điện ảnh rốt cuộc cũng kết thúc hoàn toàn nhưng mà lúc này trừ một số ít khán giả từ trên ghế đứng dậy thưa thớt đi ra ngoài sảnh còn lại số lượng lớn khán giả còn ngồi ở chỗ của bản thân hồi tưởng lại cảnh phim vừa nãy đi theo ta về sau làm huynh đệ nhưng mà hiện nay tên thay họ đổi tên huynh đệ cùng theo hắn bước vào bắc trần phủ tự cũng đã không bao giờ ở lại hu 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 ngay lúc này trong dạp chiếu phim vang lên một âm thanh nức nở trầm thấp vang lên người đại diện của chu nhiên lén lút dùng khăn giấy lau lau đôi mắt đứng dậy tính đi theo dòng người cùng nhau đi ra khỏi dạp chiếu phim nhưng cô vừa mới quay đầu ngược lại nhìn thấy chu nhiên vẫn như cũ ngồi ở chỗ của mình cúi đầu khóc đến lớp trang điểm mắt cũng nhòe đi hết người đại diện cô nhanh chóng ngồi lại vào vị trí của mình lặng lẽ đưa mấy tờ khăn giấy cho nghệ sĩ của nhà mình chu nhiên nhận lấy khăn giấy lén lút tháo khẩu trang ra dùng lực hành nước mũi ra Phóc, phóc y vừa hanh vừa khóc, căn bản không ngăn nổi nước mắt của bản thân. Y không bị cảm động bởi tình yêu trong phim, ngược lại thất bại bởi tình nghĩa anh em. Sống ở trên đời có hai ba người bạn thân, có thể cùng bạn vào sinh ra tử, khiến người có dũng cảm giao phó tính mạng là một điều may mắn đến nhường nào. Chu Nhiên nhìn thấy cảnh tượng lần đầu tiên gặp gỡ của Thẩm Luyện và Xuyên Nhất trong đầu không ngừng nghĩ lại cảnh tượng Thẩm Luyện quỳ trước xác chết của Xuyên Nhất, đập đầu xuống đất, kêu thảm, nhị ca sai rồi, nhị ca hối hận rồi. Người mang nguyên tội, tự cho là thông minh, tâm hồn may mắn, hổ không biết sao cho đủ. Khi kết cục thảm thiết nhất hiện ra ở trước mặt, mới hối hận thì có tác dụng gì? Cả đời này người hạng nhất không phải sự trêu đùa của vận mệnh, mà chính là tự tay mình hủy hết tất cả những gì vốn dĩ đang có. Suốt chiều tú xuân đào bắt đầu trễ hơn so với năm tháng như nước nửa giờ, thời điểm khi bên này chiếu xong, đám người của hứa chăn đã chờ ở phòng nghỉ ngơi dành cho khách quý bên kia. Ba người đang ăn bắp giang còn chưa ăn hết, uống nước so đo, vô vị không có gì làm chờ trung nhân quay về. Vẻ mặt Hà Giai Yến bất lực nói, nhàm chán quá đi, lãng phí hết hai tiếng đồng hồ bộ điện ảnh này có gì đáng khóc đâu tôi thấy chu nhiên quyết tâm muốn mời chúng ta đi ăn cơm thì có hứa chăn đối với chuyện này cũng vô cùng khó hiểu nhưng hắn nhìn khán giả xung quanh quả thật là có khóc nghĩ vậy đại khái không phải là vấn đề của điện ảnh mà là bản thân không hợp ai dô lại nói tiếp hà gia yến xoay đầu hướng về phía hứa chăn nói cuộc cá cược kia của cậu với cậu ấy có phần thắng không tú xuân đào dễ khóc lắm sao hứa chăn ngẩng đầu suy nghĩ nói vẫn ổn mà xuất sắc cũng tương đối xuất sắc nhưng nói về dễ gây khóc, nói thật lòng nhưng trong những cảnh tôi quay qua không xem là dễ khóc lắm. Thì Vũ Kiệt ở bên cạnh, nói, cuộc cá cực này tôi cảm thấy khó phân định, thực ra cũng có thể mạnh miệng nói bản thân không có khóc mà. Hà Gia Yến cười ha ha nói, không thể đâu, xấu chết đi được. Ba người đang nói chuyện, nhìn thấy một đoàn người tiến vào phòng nghỉ ngơi khách quý, nghĩ đến hẳn là Tú Xuân Đao bên kia chiếu xong rồi. Hứa chăn ngẩng đầu lên, xoay đầu đánh giá một vòng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Chu Nhiên trên đầu có mái tóc xoăn cuộn, mặc áo hút đi đầy đủ sắc màu. Này, bên này, hắn nên cánh tay lên, hướng về phía Chu Nhiên vẫy vẫy tay. Chu Nhiên ở trong đám người ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên sofa ở không xa, nhất xuyên cười dạng dỡ vẫy tay về hướng mình, nước mắt y vừa mới thu lại chốc lát lại chảy xuống. Hu hu hu. Y giờ nữa hộp bắp sang trong tay, vừa khóc, vừa đi về phía bên kia của bọn họ, hai con mắt vừa sưng vừa đỏ. Hứa chăn. Là ảo giác của mình sao? Y vừa nhìn thấy mình đã khóc rồi, đám người hứa chan vừa nãy còn đang nghị luận vấn đề lỡ như chu nhiên không thừa nhận mình khóc kết quả vừa xoay đầu lại vấn đề này liền được giải quyết dễ dàng thằng nhãi này khóc trước mặt bọn họ nhìn thấy chu nhiên đi về phía bọn họ lại kiên cường quay đầu đi chỗ khác ngửa đầu mượn động tác sửa lại khẩu trang lén lút lau đi nước mắt hà gia yến thiếu chút nỡ cười đến sốc hồng ha 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 cô duỗi tay vỗ vào chỗ sofa ở bên cạnh ngửa tới ngửa lui cười nói diễn xuất ở bên ngoài của cậu tốt hơn trong phim rất nhiều nếu như cậu có thể khóc như vậy trong tựa thủy lưu niên thì nói không chừng tôi thật sự bị cậu làm cho cảm động đấy ha ha ha. Chu nhiên, a à, đau lòng quá. Không biết bởi vì sao, hốc mắt lại càng trở nên cay hơn. Y bĩu môi ngồi trên ghế sofa bên cạnh ba người, trừng mắt hung hăng lứt nhìn Hà Gia Yến một cái, nói cười cái gì mà cười, không được cười. Tôi khóc rồi thì làm sao? Y ngẩng đầu lên, vẻ mặt cao ngạo, xem được câu chuyện cảm động, không được khóc sao? Người làm nghệ thuật phải là thời khắc nào cũng giữ vững sự kính trọng cùng với nhạy bén đối với tác phẩm nghệ thuật nếu xem điện ảnh khóc không được đối với cái gì cũng đều tê liệt cả đó mới là thật sự hết thời hà gia yến nỗ lực nhịn cười gật đầu cảm khái nói đúng 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 không sai chu tiên sinh ngài thật là có tài hoa mà cô ngồi lại ngay ngắn rồi nghiêm túc nói buổi tối hôm nay chúng ta đi ăn tiệc lớn ở đâu vậy chu nhiên mắt trợn trắng nói đã cá cược thì phải chịu thua mấy người chọn địa điểm đi tôi trả tiền hà gia yến liếc mắt một cái về phía hứa chăn ở bên cạnh còn nữa đã nói xong phải chia sẻ tuyên truyền cho tú xuân đào vẻ mặt chu nhiên thống khổ ôm lấy đầu nói à phiền chết đi được cần cô lo sao tôi nói rồi nhất định sẽ chia sẻ hứa chăn ở bên cạnh nhìn thấy y bị hà dạ yến chế nhạo đến sắp chết bất đắc dĩ cười cười hòa giải nói hai chúng ta kết bạn cái đi thuận tiện cho liên hệ sau này đến lúc đó tôi cũng chia sẻ tuyên truyền cho tựa thủy lưu niên chia sẻ cái gì đến lúc đó chúng ta thương lượng sau ngược lại không phải hứa chăn đề xuất ý kiến nhất thời mà từ khi y bắt đầu cá cược đã định sẵn cho dù là thắng hay thua đều cùng đối phương thương lượng làm một đợt hoạt động tuyên truyền chung sức tuyên truyền của tựa thủy lưu niên cao hơn so với tú xuân Đào tuyên truyền chung thì phía chính mình sẽ có một chút thiệt thòi nhưng khó có thể gặp gỡ giữa hai người lại có cùng chung một người bạn hà gia yến mượn cơ hội lần này thể hiện chút thiện ý cũng không xem như không có gì xấu nhưng mà trước mắt bản thân đã thua đến triệt triệt để để chu nhiên đã không còn mặt mũi gì nhắc đến chuyện này không nghĩ đến đối phương lại chủ động đưa ra đề nghị điều này khiến cho chu nhiên không ngừng có cảm giác con người của hứa chan này cũng không tệ đáng để kết giao lúc này hứa chan đã lấy di động ra hiện thị ra giao diện để kết bạn. Chu Nhiên đang định đi thêm, đột nhiên quét được giao diện thông tin của Hứa Chăn, không khỏi sửng sốt một lúc. Chỉ nhìn thấy nickname của Hứa Chăn là tôi biết chơi đại đao, còn động thái mới nhất của con người này là một tấm poster lớn của điện ảnh Tú Xuân Đao. Bối cảnh của tấm ảnh là cánh rừng rậm rạp dưới ánh trăng, thẩm luyện do Ngô Chấn Thủ vai đang mặc phi ngư phục của cầm y vệ, trong tay cầm một cây Tú Xuân Đao, ngửa đầu ngắm nhìn Hứa Chăn ở đó không, xa. Còn cận nhất duyên mà Hứa Chăn thủ vai thì áo quần chật vật, tóc dài hỗn độn đứng ở trên một mỏm đá thấp ở trong rừng sâu cúi đầu nhìn ngô chấn, trong tay nắm một kít bài màu đen trên poster còn dùng một dòng chữ được viết từ chữ khải thể hiện nét cổ trang đi theo ta sau này là huynh đệ tí tách tí tách trong nháy mắt hốc mắt của chu nhiên liền đỏ từng dòng nước mắt không ngừng chảy dài xuống bạn đang xem bần tăng không ngán ai bao giờ được thuyết minh tại kênh youtube di cáp phim hứa chăn giơ điện thoại của mình vẻ mặt đờ đẫn nhìn thấy chu nhiên ở trước mặt lặng lẽ rơi lệ anh hai không chỉ nhìn thấy tôi khóc nhìn thấy điện thoại của tôi cũng khóc. Rốt cuộc là cậu có độc hay tôi có độc đây? Đi ra khỏi dạp chiếu phim, một hàng bốn người liền theo ước định đi ăn cùng nhau do Chu Nhiên mời. Hà Gia Yến ngoài mặt thì mạnh miệng nói, cuối cùng cũng không cố ý làm cho Chu Nhiên phá sản. Bọn họ lựa chọn một nhà hàng lâu năm yên tĩnh, sau người bản xử Chu Nhiên dắt bọn họ đi ăn chút ẩm thực đặc sắc của Đài Nam, ngược lại cũng không có ý gì khác. Kết quả vào lúc 8 giờ 30 tối hôm đó, các cư dân mạng kinh ngạc phát hiện, Hứa Trăn và Chu Nhiên lại ở trên mạng xã hội tiến hành một cuộc liên tưởng mộng ảo. Chu Nhiên đưa ra hình ảnh bốn người đi ăn cùng nhau, cùng với cuống vé xem phim của điện ảnh Tú Xuân Đào, viết rằng, giải triển lãm ảnh Kim Cúc, vô tình gặp được Mai Tông chủ quyết tâm dùng vé xem phim tựa Thủy Lưu Niên đổi thành Tú Xuân Đào đấy. Điện ảnh không tồi, để cử đi xem, ngoài ra, trên giá tiền hình tôi có chút lời rồi, cơ chí như tôi, đầu chó, mà sau 2 phút, hứa chăn dùng tài khoản chính của bản thân chia sẻ lại bài viết này, mặt khác còn kèm thêm một hình dĩa CD cùng tên tựa Thủy Lưu Niên do chính tay Chu Nhiên ký tên, viết rằng, ăn buông mới có trong tay chưa phát ra đã nghe, cực liệt khen. Ngoài ra, tính luôn cả tiền CD quả nhiên vẫn là tôi hời, uống trà, hai bài viết này vừa được đăng lên, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, liền dâng lên một làn sóng dư luận ở trên mạng. Trời đất tôi nhìn thấy cái gì, là não của tôi bị sai lệch rồi, Chu Nhiên và Hứa chăn thật sự lại viết bài viết liên quan đến nhau. a a a a đây là bữa ăn uống mộng ảo gì vậy, ca sĩ mà tôi thích nhất và diễn viên mà tôi thích nhất ăn cơm cùng nhau. Hâm mộ khiến vách của tôi chia lìa, hâm mộ khiến tôi có chút tâm thần phân liệt, tôi không biết nên hâm mộ ai tôi hâm mộ các món ăn ngon để đầy trên bàn kia. Trời đất mẹ ơi, lượng tin tức quá lớn khiến tôi có chút tiêu hóa không được tình huống gì đây. Vì sao hứa chăn và Chu Nhiên lại cùng nhau ăn cơm? Tôi còn tưởng bọn họ đang gấp gáp đánh nhau ở võ đài chứ. Kết quả là đánh 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 đến đi ăn cơm cùng nhau. Hỏi một chút, CD mới của Chu Nhiên chừng nào mới phát hành? Tôi muốn thứ trên tay của hứa chăn. Bài viết của hai người đều sau khi thông qua sự bàn bạc đoàn đội của hai bên mới đăng lên. Hứa chăn vốn dĩ đề xuất từng người viết chuyện bản thân đổi vé xem phim cho nhau. Nhưng Chu Nhiên nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định trọng điểm tuyên truyền đạt ở trên album. Vẫn là để bản thân với thân phận là ca sĩ đối mặt với Hứa Chan đi, nếu không thì cái đầu này thật sự nhấc lên không nổi. Vào ban đêm Hứa Chan chu nhiên đi ăn hashtag này như sấm đánh không kịp bịt tay mà xông lên bảng hot search, nhiệt độ hai bộ điện ảnh của hai người cũng theo xuất hiện sự tăng lên, hai bên đối với được tuyên truyền lần này vô cùng với ý. Người quản lý của Chu Nhiên nhìn thấy hiệu quả này, cũng không nói đến việc nghệ sĩ nhà mình chủ động xin giúp người khác làm tuyên truyền. Ngược lại con người của Hứa Chan cũng biết điều, về sau có thể hợp tác nhiều hơn với đoàn đội của bọn họ. Buổi sáng ngày thứ hai, tinh thần người quản lý vui vẻ đưa tình hình dự kiến album mới bán ra nói cho Chu Nhiên, nhưng khi hắn đẩy của văn phòng ra, ngược lại ngạc nhiên phát hiện, nghệ sĩ nhà mình đang ngồi ở trước bàn làm việc của mình, đối với màn hình vi tính gào khóc thảm thiết. Người quản lý nhanh chóng đi về phía trước, hỏi, làm sao thế, có chuyện gì sao? Chu Nhiên khóc đến thút thít, nghẹn ngào nói, hôm, hôm qua, hứa chăn nói với em. Nói Tú Xuân Đào không tính là dễ khóc. Y vừa nói, vừa khóc, chỉ vào màn hình vi tính của mình, kêu dên nói, em em vừa nãy xem dương gia tướng sao em lại thiếu đòn như vậy chứ hu 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 mặc dù trong hai năm qua chu nhiên đã đóng không ít phim điện ảnh nhưng bình thường y lại không hay xem phim điện ảnh y cũng không hề xem qua một bộ phim truyền hình từ trong trứng nước tới bây giờ nguyên nhân dẫn đến việc này có thể là do khi y còn nhỏ mẹ y rất thích xem những bộ phim luân lý gia đình vừa dài vừa tệ linh tinh vớ vẩn cũng có thể là do em gái ngốc của y suốt ngày xem mấy bộ phim thần tượng sỉ nhục chỉ số thông minh còn thường xuyên bắt y phải đi xin chữ ký của mấy diễn viên y không hề biết đến nói tóm lại Chu Nhiên hoàn toàn không có hứng thú với phim điện ảnh và phim truyền hình. Y đóng phim cũng chỉ vì công ty cảm thấy vẻ ngoài của y không tệ, không đóng phim thì rất đáng tiếc. Đúng vậy, ông đây ưu tú vậy đó, rõ ràng có thể kiếm cơm nhờ gương mặt này. Vậy tại sao không làm vậy? Đóng phim điện ảnh vừa có thể kiếm tiền, vừa tạo thêm độ nổi tiếng, còn có thể tăng lượng tiêu thụ tạp chí, có lợi như vậy sao lại không làm chứ? Chu Nhiên cảm thấy kế hoạch nghề nghiệp của bản thân rất hoàn chỉnh. Nhưng mới vừa nãy, sau khi xem xong hai bộ phim được đánh giá cao, y bỗng nhiên nghĩ đến việc nghỉ hưu đừng quay nữa thật sự rất mất mặt chu nhiên nhìn đường thất lang quỳ trước thành hoàn châu dập đầu bái lại phan nhân mỹ trên màn ảnh rồi lại nghĩ tới biểu hiện của bản thân trong tự thủy lương niên và vương thành dưới sự đà kích nặng nề của câu chuyện và thực tế y càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu y cảm thấy bản thân lúc đóng phim rất giống một con gà chống lạc giọng hát một bài nhạc đạo văn chắp vá lung tung miễn cưỡng dựa vào việc trình âm mới nghe được lại còn không biết xấu hộ mà mở nhạc hội a à, để tôi đi chết đi ông đây rõ ràng là một ca sĩ thiên tài càn quét các loại giải thưởng âm nhạc sao phải ép bản thân đi đóng phim cơ chứ? Giang, Giang, đúng lúc này, điện thoại di động reo lên. Chu Nhiên cầm điện thoại lên nhìn, thấy Hứa chăn gửi tin nhắn cho y, cái gì? Cậu muốn học cách diễn cảnh khóc với tôi hả? Cái này, khen chật rồi, thật ra thì tôi không giỏi diễn cảnh khóc đâu, tôi giỏi việc chọc người khác khóc hơn. Nếu phải giới thiệu một bộ mà tôi đóng sau khi về nước thì tôi đề cử cậu xem tập cuối bộ phim Sấm Quan Đông, cảnh tôi chết đó, diễn xuất của ba mẹ tôi trong cảnh đó mới xứng đáng gọi là cảnh khóc đẳng cấp sách giáo khoa các tác phẩm tôi diễn bên Đài Loan có thể tìm được trên mạng ở đây không nhiều lắm. Cách bây giờ gần nhất là Thập Nguyệt Vi Thành, ngoài ra còn có Lăng Nha Bảng và Tam Quốc. Nếu cậu có hứng thú có thể xem hết cả ba bộ đó, nhưng phải suy nghĩ trước trước khi xem Dương Gia Tướng, in đậm viết hoa, phải suy nghĩ kỹ. Mặc dù chất lượng bộ phim này cũng ổn nhưng kết cục khá là lừa tình, cậu hiểu ý tôi mà. Tôi cảm thấy với điểm khóc của cậu, sợ rằng Dương Gia Tướng không thích hợp với cậu đâu. Chu Nhiên nhìn những dòng tin nhắn này, khóe miệng hơi giật, xém chút không giữ nổi biểu tình trên mặt. Tôi hiểu tôi hiểu rồi vạn tiễn xuyên tâm cả nhà đều mất tôi hiểu tới mức đau tận cõi lòng nhưng tại sao không nhắn cho tôi sớm hơn hai tiếng chứ bây giờ tôi xem xong rồi cũng khóc sưng cả mắt sắp mù luôn rồi cậu có trả tiền chữa mắt cho tôi không hả đương nhiên không có khả năng trả tiền chữa mắt rồi hơn nữa sau khi hứa trang nhận được điện thoại khiếu nại của chu nhiên còn lấy danh nghĩa mời nghe nhạc để hẹn chu nhiên tới phim trường của bộ phim muốn học anh hôm qua hắn vừa thấy đầu tóc xoăn của chu nhiên đã cảm thấy dáng vẻ của y rất giống lưu manh chu nhiên có hơi quá sức khi làm diễn viên nhưng nhạc chủ đề của phim tự thủy lưu niên thật sự rất hay hơn nữa quan trọng nhất chính là nhạc rất hợp với cốt truyện của phim có thể chạm đến trái tim người nghe hôm qua lúc xem phim hứa trăn đã nghĩ đến việc mời chu nhiên tới viết lời bài hát cho phim muốn gặp anh sau khi dò hỏi chu nhiên đối phương rất hào hứng nói có thể xem xét hơn nữa yêu cầu tới thăm phim trường khiến hứa trăn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ tôi nói cậu nghe tôi rất kén chọn khi viết nhạc đó trên đường đến phim trường chu nhiên giơ điện thoại di động nói chuyện với hứa trăn Tôi chỉ viết nhạc cho những phim có cốt truyện khiến tôi cảm động thôi, nếu không thì cho dù có ra giá cao đến đâu cũng vô ích. Hứa chăn rất muốn bảo y cứ yên tâm, đoàn làm phim của hắn rất nghèo, không có tiền để ra giá cao đâu. Nhưng hắn không thể không biết xấu hổ mà nói thẳng ra như vậy, chỉ có thể uyển chuyển nói, tôi biết việc này phải xem duyên phận, tôi biết cậu không phải là loại người viết nhạc vì tiền mà. Chu Nhiên rất sung sướng khi nghe hứa chăn nói vậy. Quả thật, mặc dù y thường xuyên viết nhạc cho phim điện ảnh và phim truyền hình nhưng chưa bao giờ viết nhạc chỉ vì tiền. Y sẽ viết nhạc cho những bộ phim mà Y thấy cảm thấy hoặc viết nhạc trước rồi biên kịch dựa theo bài nhạc đó để dựng lên cốt truyện của phim, nói cách khác, tự thủy lưu niên. phụ, có điều, chuyện này không cần cho người khác biết. 2 giờ chiều, Chu Nhiên ngồi xe tới chỗ đoàn làm phim muốn gặp anh đang quay, một ngôi trường cấp 2 ở ngoại ô Đài Nam. Đạo diễn Hoàng Thiên Tứ tự mình dẫn nam chính hứa chăn vào phim trường, cho hứa chăn đủ mặt mũi. Muốn gặp anh, hưm, tên phim này quá nhàm chán. Chu Nhiên lật xem kịch bản mà hứa chăn đưa, biểu môi nói, là phim thanh xuân vườn trường giống tự thủy lưu niên à bộ phim này nói về cái gì ừm hứa chăn do dự nói cốt truyện phim này hơi phức tạp vài ba câu nói không rõ đâu tôi chỉ có thể giải thích với cậu cảnh mà chúng tôi đang quay thôi vài nữ sinh do gia yến tỷ đang diễn là một người xuyên không cô ấy là một người có tri thức trong xã hội hiện đại hồn xuyên đến một nữ sinh cấp hai sống ở hai mươi năm trước cô ấy phải thay đổi số phận bị người khác sát hại của nữ sinh này nghe vậy chu nhiên hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nói ồ hồn xuyên à cái này thú vị đó y nhìn bộ đồng phục học sinh cấp 2 mà hứa chan mặc nói ồ vậy cậu diễn vai nam sinh cấp 2 sống ở 20 năm trước cả à? chập để tôi đoán xem Chu nhiên cực kỳ hứng thú nói vậy đây là chuyện kể về quá trình gia yến đấu trí đấu dũng thành công bắt được hung thủ thay đổi lịch sử sau đó trở lại 20 năm sau kết cục cuối cùng sẽ là vào một ngày nào đó cô ấy gặp cậu đã tuổi già sắc suy trên đường mà bởi vì lịch sử đã thay đổi nên cậu vẫn còn nhớ cô ấy hai người ôm nhau khóc thút thít phải không hứa chăn chu nhiên thấy hứa chăn im lặng cho rằng bản thân đã đoán đúng nên đắc chí nói ha ha tôi nói anh nghe lúc trước để quay bộ phim tự thủy lương niên tôi đã đọc rất nhiều chuyện thanh xuân vườn trường đó cốt truyện như này tôi vừa nhìn đã đoán được ngay hứa chăn thấy chu nhiên hăng hái như vậy có chút không nỡ hắt nước lạnh y y thật sự nghĩ hắn sẽ đồng ý quay bộ phim có cốt truyện mà người như y cũng viết ra được à thật ra đây là chuyện kể về quá trình nỗ lực tìm hung thủ của gia yến Tỷ đến cuối cùng lại phát hiện ra hung thủ lại là chính cô ấy sau đó nhân vật mà hắn diễn sẽ xuyên không đến tương lai rồi chết đi sau đó lại chết thêm lần nữa vì tuổi già sắc suy Y nghĩ hắn sẽ nói cho y chuyện này à lúc này hà gia yến đang quay cảnh của cô ấy trong sân hứa chan rảnh rỗi nên dứt khoát ngồi cạnh trung nhiên kể cốt truyện của phim muốn gặp anh cho y nghe ừm e rằng tình tiết của phim không giống như trong tưởng tượng của cậu đâu hứa chan lấy một cái ghế xếp tới ngồi cạnh trung nhiên nhỏ giọng giải thích với y nếu nói như cậu thì việc cô gái kia xuyên không chỉ như một vật chứa mà thôi nhưng thực tế lại không phải vậy hắn vừa nói vừa chỉ hà gia yến đang quay phim trong sân cậu nhìn đi gia yến tỷ đang diễn vai cô gái xuyên không đó cảnh diễn trong phim của cô ấy đều rất nặng chu nhiên nghe vậy thì quay đầu nhìn về phía sân diễn lúc này hà gia yến đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay và một cái quần xanh đen như bao học sinh cấp hai khác cô ấy cúi thấp đầu lưng hơi gù đôi mắt bình thường luôn lấp lánh linh hoạt lại đang nửa nhắm nửa mở mí mắt hơi nhăn hệt như một con cá chết cả người đều tản ra vẻ uể oải âm trầm có phải nhân vật này bị trầm cảm không chu nhiên ngạc nhiên hỏi hứa chăn mỉm cười tầng bốc y cậu hay thật đó vừa nhìn đã nhận ra đúng vậy cô ấy bị bệnh trầm cảm hứa chan chỉ hà gia yến đang đứng trong sân diễn giới thiệu với chu nhiên tên của cô ấy là trần vận như sống ở 20 năm trước giống tôi gia đình bất hạnh ở trường bị cô lập tính cách cô độc tự tin khát vọng tình yêu nhưng lại không có ai yêu thật ra thì cô ấy mới chính là trung tâm của câu chuyện muốn gặp anh này tất cả hành động của nam nữ chính đều vì muốn cứu cô ấy chu nhiên không khỏi ngạc nhiên khi nghe hứa chăn giải thích trung tâm của chuyện xuyên không lại là người bị người khác xuyên không vào chuyện này thật sự ngoài dự đoán của mọi người đột nhiên hứa chan bắt đầu kể cho chú nhiên nghe về câu chuyện xuyên không này dưới góc nhìn của cô gái bị bệnh trầm cảm trần vận như trần vận như vốn dĩ là một cô gái u sầu ủ rũ một ngày nọ bỗng có một linh hồn đến từ 20 năm sau tới tiếp nhận cuộc đời cô ấy vị khách xuyên không này rất lạc quan sáng sủa cực kỳ tươi sáng hoàn toàn trái ngược với tính cách ban đầu của trần vận như cô gái ấy như một người đánh thuê chuyên nghiệp dùng gương mặt của Trần Vận Như thay cô ấy làm hòa với người nhà, kết bạn với bạn học, trở thành nhân vật có tiếng trong trường nhờ việc chơi bóng rổ, thậm chí còn giành được sự yêu thích của nam sinh mà Trần Vận Như thích. Bạn đang xem bần tăng không ngán ai bao giờ được thuyết minh tại kênh YouTube Di Cáp Phim. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi, vị khách duyên không này đã dễ dàng có được tất cả những thứ mà Trần Vận Như đau khổ khát khao. Linh hồn của Trần Vận Như trốn trong trái tim, yên lặng đứng nhìn tất cả mọi việc, không ngừng hâm mộ. Cho đến một ngày nọ, cô ấy bỗng nhiên đoạt lại được quyền kiểm soát cơ thể. Trần vẫn như mừng như điên, bắt đầu đóng giả vị khách xuyên không kia, muốn giữ lại tất cả những người cô ấy yêu quý. Nhưng đến cuối cùng, giả vẫn là giả, tính cách của hai người quá khác nhau, cô ấy không thể nào đóng vai người khác cả đời. Cuối cùng, lớp vỏ ngụy trang của cô ấy cũng bị nhìn thấu, người nhà, bạn bè, người yêu lại một lần nữa xa cách cô ấy, cô ấy lại trở thành kẻ cô đơn bị mọi người ghét bỏ như trước. Chu Nhiên nghe xong, cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Việc đứng dưới góc nhìn của người bị người khác xuyên không vào để kể lại một câu chuyện xuyên không thật sự khiến người khác mở rộng tầm mắt. Hơn nữa, cốt truyện của bộ phim muốn gặp anh thật sự không hề giống với những câu chuyện tình yêu thanh xuân vườn trường mà y từng đọc. Nếu nói bộ phim này tham khảo đời người thì có chút quá mức nhưng chắc chắn nó rất nghiêm túc tham khảo một số vấn đề xã hội. Bộ phim này thật sự khá thú vị. Chu Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sân diễn, thấy Hà Gia Yến đang diễn cảnh Trần Vận Như trên hành lang trường, cúi đầu, lặng lẽ rơi nước mắt. Cô ấy vừa khóc vừa nghe tiếng nhạc phát ra từ radio, mất tự nhiên cử động cơ thể. Hình ảnh nhìn có vẻ vừa yêu thương lại vừa âm u. Gia Yến giỏi thật, nói khóc là khóc. Chu Nhiên cảm khái, nghiêng đầu sang bên cạnh hỏi Hứa Chăn, xin hỏi quay cảnh khóc có kỹ xảo gì không? Sao lúc tôi xem phim thì khóc được mà khi đóng phim lại không thể khóc chứ? Hứa Chăn do dự một lát, cảm thấy câu hỏi này rất khó trả lời. Cậu khóc khi xem phim là do đạo diễn đã đưa điểm khóc tới trước mặt, còn không khóc được lúc đóng phim là do kỹ năng diễn xuất của cậu không tốt. Nhưng hắn không thể trả lời như vậy được. Dựa vào quan điểm phải đối xử chân thành với người khác, Hứa Chăn nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi đáp, tôi ví dụ nhé. Cậu có hiểu vì sao bây giờ Trần Vận Như lại khóc không? chu nhiên nói hiểu chứ trần vẫn như khóc vì đã nếm trải được hương vị của tình yêu nhưng cuối cùng lại đánh mất nó cảm giác có rồi lại mất khiến người ta rất khó chịu tôi có thể hiểu được vì sao cô ấy khóc nhưng tôi không có nhiều nước mắt tới vậy hứa chăn tôi cảm thấy cậu đang đổ oan cho tuyến lệ của mình đấy chu nhiên không nhịn được thở dài giống lúc tôi quay cảnh cuối của tự thủy lưu niên vậy khi vô tình gặp được bạn gái cũ ở tây hồ tôi thật sự rất đau lòng lúc xem phim thì tôi thật sự đã khóc nhưng lúc quay thì không hề không nổi như vậy phải làm sao Hứa chăn lặng lặng nhìn Chu Nhiên một hồi, không hiện y vì phim có cắt cảnh, có lời dẫn, có vai phụ, có nhạc nền, chỉ hướng dẫn từng bước. Thật ra thì tôi cảm thấy cậu nên tìm hiểu sâu hơn tâm trạng của nhân vật. Ví dụ như nếu cậu là Trần Vận Như, hắn giơ tay chỉ cô gái đang lặng lẽ rơi nước mắt giữa sân, nói: trước đây cậu vẫn cho rằng cuộc sống tồi tệ của mình là do gia đình bất hạnh, bạn học kỳ thị, tất cả mọi người đều là người xấu, ai cũng ức hiếp mình. Nhưng sau khi vị khách duyên không kia đến, tất cả mọi thứ lại trở nên tốt hơn, vẫn là gia đình cũ, trường học cũ nhưng tất cả mọi người đều thích cô gái ấy. Hứa Trang bình tĩnh nói, cho nên, vấn đề không phải do người khác mà là do chính bản thân cậu. Cậu là một kẻ tồi tệ nên đáng bị người khác ghét. Chu Nhiên nghe vậy thì ngần người, vẻ mặt cũng ngẩn ra. Hứa Trang tiếp tục nói, ở trường, cậu không nói chuyện với bất cứ ai, không tham gia bất kỳ hoạt động nào, dựa ở đâu mà muốn người khác chủ động lấy lòng chứ, cậu đáng bị cô lập. Cậu biết rõ người lý tử duy thích không phải mình nhưng vẫn giả làm người mà hắn yêu, biết rõ bản thân là người thứ ba nhưng vẫn đâm đầu vào, thật sự không biết xấu hổ mặc dù mẹ cậu là một người hầu rượu nghề nghiệp chả có gì đáng tự hào nhưng bà ấy làm vậy chỉ vì nuôi sống gia đình kiếm tiền để anh và em trai anh đi học một người mẹ đơn thân sao có thể dễ dàng chống đỡ một gia đình vậy mà cậu còn lấy chuyện này ra đâm vào tim bà ấy gặp nhau trên đường cũng giả vờ không quen bà ấy bà ấy khó chịu hơn anh gấp trăm ngàn lần cậu hứa chan vốn định nói tiếp nhưng lại chợt phát hiện ra chu nhiên sắp khóc khi nghe hắn nói hụ hắn hắng giọng qua loa kết thúc đề tài này nói tóm lại cậu không chỉ cần nghĩ đến việc khóc mà còn cần phải đi phân tích tâm trạng của nhân vật như vậy thì mới có thể muốn khóc là khóc chu nhiên ngơ ngác nhìn hứa chăn cảm thấy trái tim đau đớn như bị kim đâm có điều những lời đối phương vừa nói rất tinh túy khiến y dường như tìm được phương hướng chợt có cảm giác như đã ngộ đạo chu nhiên theo bản năng ngồi thẳng người lại nói hình như tôi hơi hiểu rồi cậu mau giúp tôi phân tích thử xem cảnh cuối trong tự thủy lưu niên lúc tôi thấy bạn gái cũ thì có tâm trạng gì hứa chăn nhìn dáng vẻ hiếu học của y giờ khóc giờ cười hỏi cậu thật sự muốn nghe à? Chu Nhiên gật đầu, muốn nghe, cậu mau nói đi. Hứa chăn mỉm cười, cũng không giấu giếm, được, vậy để tôi nói cho cậu nghe cái nhìn của tôi. Hắn vừa nói vừa ngồi nghiêm chỉnh lại, nghiêm túc nói, thật ra, cá nhân tôi cảm thấy khi nhìn thấy bạn gái cũ, cậu không chỉ tiếc nuối mà còn cảm thấy anh ấy. Bạn gái cũ của cậu là một cô gái rất tốt, tính tình hướng nội, dịu dàng nho nhã, từ trước tới giờ chưa quen bạn trai. Nếu không có cậu, cô ấy vốn dĩ sẽ học một trường đại học tốt, sau đó tìm một công việc ổn định, sống một cuộc sống an nhàn, Thư Thái cả đời cũng không chịu chút đau khổ nào, nhưng bởi vì sự xuất hiện của cậu, vì cảm xúc nhất thời của cậu, cậu muốn theo đuổi thì theo đuổi, sau khi có được thì lập tức muốn chia tay, thật sự là một kẻ khốn nạn. Tất cả thói hư tật xấu của cô ấy đều là do cậu dạy, những kẻ du thủ du thực mà cô ấy tiếp xúc đều là do cậu giới thiệu, cậu chính là người đã kéo cô ấy vào vũng bùn đó. Cô ấy phá thai, bị người đời chỉ trỏ, không thể tiếp tục học nữa, đều do cậu ban tặng. Cuối cùng, lúc vô tình chạm mặt cô ấy, cậu đã thấy gì? cậu chẳng qua chỉ thấy bạn gái cũ vẫn xinh đẹp như trước ư hứa chân nhìn thẳng vào ánh mắt chu nhiên trầm giọng nói không cái cậu thấy là một cô gái đã từng sạch sẽ không vướng bụi trần nay lại trang điểm sắc sảo ăn mặc mát mẻ đi cùng một đám người chẳng ra gì hoàn toàn hư hỏng cậu đã hủy hoại cả đời cô ấy anh không thấy ánh náy sao chu nhiên nghe vậy cả người chấn động nước mắt lập tức rơi xuống nam chính trong tự thủy lưu niên không hề giống trần vận như đó chính là nhân vật mà y đã nghiêm túc diễn hơn 4 tháng lúc này nghe hứa chăn phân tích xong Chu Nhiên đột nhiên nghĩ tới những cảnh lúc trước, cảm thấy những lời đó như một cây đao đâm vào tim y. Đúng vậy, không sai, quả thật là y đã hủy hoại cả đời của cô ấy. Tôi quả là đồ khốn, quả là một thằng xấu xa. Y không nhịn được ôm ngực, trái tim đau đớn đến mức không thở nổi. Đúng lúc này, đạo diễn Hoàng Thiên Tứ đứng trong sân nhìn về phía hứa chăn, không nhịn được rụi mắt. Chuyện gì vậy? Sao ông lại cảm thấy giống như A chăn chơi hư Chu Nhiên vậy? Lúc chưa đã thương lượng rõ ràng là sẽ cố gắng hết sức để làm Chu Nhiên cảm động chứ đâu phải chọc y phát điên trợ lý đạo diễn lén liếc nhìn về phía hứa chăn nhỏ giọng nói với đạo diễn đạo diễn hoàng liều thuốc chiều này của chúng ta có mạnh quá không có cần điều chỉnh chút không ờ đạo diễn hoàng có vẻ hơi lúng túng đã leo lên lưng cọp thì khó mà leo xuống chu nhiên là người đứng đầu về mảng nhạc phim điện ảnh và truyền hình ở đào đài buổi sáng lúc nghe tin im muốn tới thăm phim trường đạo diễn hoàng vì muốn lay động đối phương nên đã cố ý điều chỉnh kế hoạch quay phim sắp xếp quay những cảnh khóc trước cảnh trần vận như khóc thút thít ban nãy mới chỉ là món khai vị Tiếp theo còn có cảnh vận như nhảy lầu, Tuấn Kiệt bị bắt và cảnh Lý Tử Duy do hứa chăn diễn ngồi trong phòng học piano nhớ về người yêu, thề phải khiến Chu Nhiên rớt nước mắt. Ai ngờ mấy cảnh cai còn chưa bắt đầu quay thì y đã khóc rồi. Y như vậy khiến ông không hề có chút cảm giác thành tựu nào cả. Cả buổi chiều hôm đó, lúc không quay phim, hứa chăn vẫn tiếp tục giảng giải tình tiết phim cho Chu Nhiên. Hai người vừa xem vừa phân tích, học tập thực tế, chọc vào nỗi đau gấp bội. Chu Nhiên vừa mù quáng sùng bái kỹ năng diễn xuất của Hứa Chan vừa cảm thấy hắn phân tích rất có lý. Vì vậy, mặc dù bị chọc vào nỗi đau nhưng y vẫn yêu cầu hứa tranh tiếp tục nói, tâm trạng phải nói là vừa chua xót vừa sảng khoái. Người mà Mạc Tuấn Kiệt có lỗi nhất cuộc đời này là bà nội của y, hứa chăn ngồi cạnh nhỏ giọng nói, bà nội một mình nuôi lớn y, hai bà cháu sống nương tựa lẫn nhau y khó khăn lắm mới trở đến ngày ra tù, vốn dĩ định liều mạng cố gắng, quay đầu là bờ nhưng lại phát hiện bà nội mắc bệnh nan y, không còn sống được bao lâu. Y rất hối hận, hối hận vì việc bản thân ngồi tù, không thể ở bên bà nội hai năm trời. Cảm giác đau khổ khi muốn chăm sóc người bên cạnh lại không thể chăm sóc được chính là cọng rơm cuối cùng ép chết y. Lúc vận như tự sát, mẹ cô ấy là người tự trách nhất, bà ấy biết rõ tâm lý của con gái có vấn đề nhưng trước giờ vẫn luôn không nghĩ tới việc giải quyết chuyện đó. Bà ấy chỉ cảm thấy con gái còn nhỏ không hiểu chuyện, không nghe lời, không biết người lớn khổ thế nào, nhưng bà ấy có bao giờ thông cảm cho con gái mình chưa? Nếu bà ấy có thể sớm ngồi xuống tâm sự với con gái, để cô ấy biết người nhà vẫn cần mình thì có lẽ cô ấy đã không nghĩ quẩn như vậy rồi. Hứa Trân cảm thấy bản thân rất giống hướng dẫn viên du lịch, dẫn Chu Nhiên chạy theo tổ quay phim, vừa xem biểu diễn vừa giải thích cho y. Mà Chu Nhiên vừa nghe hắn nói vừa khóc, dù khó chịu nhưng vẫn muốn nghe, tâm trạng cực kỳ rối bời. Đây chính là những phân tích của nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất đó. Sao y có thể bỏ qua cơ hội hiếm có như vậy? Chu Nhiên nghe Hứa Trân nói cả buổi chiều, cảm thấy bản thân càng nghe càng hiểu hơn, dần dần đã có thể từ một suy ba cùng phân tích với Hứa Trân. Mới sáng nay, Chu Nhiên còn cảm thấy bản thân không phù hợp với việc đóng phim, Tuyệt vọng muốn nghỉ hưu nhưng lúc này lại cảm thấy bản thân có thể đóng phim quả nhiên diễn xuất giống như một cánh cửa sổ giấy chỉ cần đâm là rách lúc trước y vẫn luôn diễn không tốt không phải vì y không có thực lực mà là vì đạo diễn không có thực lực không thể dẫn dắt y đi theo con đường chính đạo nếu đạo diễn của tự thủy lưu niên sớm mắng y là đồ khốn nạn hủy hoại cả đời của nhân vật chính thì y đã sớm khóc rồi vậy mà ông ta nói cái gì mà y khóc là khóc cho thanh xuân đã mất của mình mất cái đầu ông ấy sau khi nghe xong bốn năm đoạn chu nhiên lại dấy lên ý chí chiến đấu thậm chí còn rất nóng lòng muốn ra sân diễn thử một đoạn. Chốc lát sau, Hứa Chan phải đi quay cảnh diễn của hắn, mà Chu Nhiên thì nhân lúc nghỉ ngơi chạy tới chỗ đạo diễn Hoàng, mỉm cười dò hỏi, "Đạo diễn Hoàng, tôi thương lượng với ông chuyện này được không?" Hoàng Thiên Tứ hỏi, "Chuyện gì?" Chu Nhiên xoa tay, nói, "Trong phim có nhân vật phụ nào còn trống không, để tôi đóng thử đi." Hoàng Thiên Tứ nghe vậy thì ngần người, cảm thấy hơi khó xử nhưng đột nhiên nghĩ tới, "Cậu nói tôi mới nhớ, thật sự là còn một vai phụ chưa có người diễn đó." Chu Nhiên vội vàng hỏi, "Vai gì vậy?" Hoàng Thiên Tứ vẫy tay gọi trợ lý đạo diễn tới, lấy mấy tờ kịch bản đưa cho Chu Nhiên, cười nói, ai ra, tôi đang giàu không biết tìm đâu ra diễn viên thích hợp đâu, cậu đúng là giúp tôi một việc lớn. Vai này cậu diễn rất hợp đó, lời thoại đủ nhiều, thực lực cũng ổn. Chu Nhiên lập tức sáng mắt, y không ngờ đạo diễn lại xem trọng năng lực diễn xuất của mình đến vậy. Y vội vàng mở kịch bản ra xem, nhưng lại lập tức sửng sốt sau khi thấy giới thiệu nhân vật. Trong kịch bản viết, ca sĩ chính trong buổi nhạc hội mà nam nữ chính cùng đi xem. Đạo diễn Hoàng Thiên Tứ cười nói, cậu Chu à, Cậu xem, nhân vật trong phim lấy tên của cậu luôn có được không? Chu Nhiên thẩn thờ ngẩng đầu, ý ông là để cho tôi đóng vai Chu Nhiên trong phim. Đề nghị của đạo diễn Hoàng Thiên Tứ lập tức dập tắt sự nhiệt tình của Chu Nhiên. Nhân vật phù hợp với cậu thì ra là phù hợp như vậy, vậy thì thật sự rất hợp đó. Chu Nhiên lặng lẽ nhìn kịch bản của vai phụ này, lời thoại không nhiều lắm, chỉ có vài câu giao tiếp với nam chính thôi, rất dễ. Đúng lúc tháng sau Chu Nhiên cũng đến Đài Bắc mở nhạc hội, chi bằng trực tiếp dẫn hứa Chan tới đó quay luôn ánh mắt chu nhiên sáng lên nhưng y lại mau chóng dập tắt ý tưởng này không được không được bản thân mình diễn chính mình nhưng hứa chăn không giống vậy đến tông chủ mai xuất hiện những người yêu nhạc không lẽ không nhận ra à vừa xuất hiện đã bị nhận ra rồi bạn đang xem bần tăng không ngán ai bao giờ được thuyết minh tại kênh youtube di cáp phim cuối cùng y dối dám hồi lâu vẫn đồng ý đóng vai này giúp họ chu nhiên đóng vai này một phần vì nề mặt hứa chăn một phần vì với dàn diễn viên này thì bộ phim này chắc chắn sẽ nổi tiếng y có thể tiện thể quảng bá cho ca khúc mới của mình tôi thật đúng là một ca sĩ chuyên nghiệp tích cực mà, Chu Nhiên yên lặng né nước mắt đau khổ khi bị làm nhục trong giới nghệ thuật. Hơn 4 giờ chiều, cảnh quay đầu tiên trong ngày của Hứa Trăn mới bắt đầu quay. Chu Nhiên đứng một mình trong sân nhìn mấy chiếc máy quay mới xuất hiện, hạ giọng hỏi đạo diễn đứng cảnh, sao cảnh này lại có nhiều máy quay vậy? Đạo diễn Hoàng Thiên Tứ quay đầu nhìn xung quanh, nói, họ không phải người trong đoàn làm phim. Ông chỉ vào mấy chiếc máy quay mới xuất hiện, hạ giọng giải thích với Chu Nhiên, bên tay trái là người của đài truyền hình tới phỏng vấn, thuận tiện quay một vài cảnh bên lề. Bên tay phải là người cùng một trường đại học nghệ thuật nghe bảo là muốn quay vài cảnh hứa chan diễn để làm video giảng dạy cho trường hoàng thiên tứ cười nói không phải dạo này lang nha bảng rất nổi sao những trường học này hao tổn tâm huyết như vậy cũng chỉ vì đề cao số lượng nghe giảng thôi chu nhiên nghe vậy không khỏi cảm thấy có chút kính nể làm video giảng dạy cho trường đây không phải là biểu diễn cấp độ sách giáo khoa nữa mà là sách giáo khoa thật sự lúc này đạo diễn hoàng thiên tứ lại kiêu ngạo chỉ xung quanh nhỏ giọng nói đương nhiên cũng có không ít học sinh học đạo diễn tới đây vì tôi đâu ầy cậu nói xem đám trẻ này sao không chịu ngoan ngoãn học kiến thức lý thuyết đi suốt ngày chỉ nghĩ tới chuyện quan sát dạy học gì đó chật chật hiện tại chu nhiên vẫn đang bận tiêu hóa nổi khiếp sợ khi biết hứa chan được xem như tài liệu giảng dạy sống nên tự động xem mấy lời đạo diễn hoàng nói như đất đá mà lọc rớt hết y liếc nhìn kế hoạch quay chụp trong tay viết sơ qua về cảnh quay mà hứa chan sắp quay đây là cảnh trước cảnh trần vận như khóc thút thít sau khi vị khách duyên không biến mất trần vận như lại tiếp tục giả làm vị khách duyên không đó để giữ lại những người yêu quý nhưng chỉ sau một thời gian ngắn tất cả lời nói dối đều bị vạch trần Hứa Chan diễn cảnh Lý Tử Duy hỏi Trần Vận Như vị khách xuyên không kia biến mất khi nào, linh hồn trong cơ thể của ấy hiện tại rốt cuộc là ai? Trần Vận Như xấu hổ, tức giận, nói dối rằng trước giờ không hề có việc xuyên không gì cả, tất cả đều do cô ấy bịa ra. Chu Nhiên xem xong tình tiết, hỏi đạo diễn, vai diễn của Hứa Trăn trong cảnh này phải khóc à? Hoàng Thiên Tứ gật đầu, nói, nhất định phải khóc. Chu Nhiên, tại sao lại khóc? Hoàng Thiên Tứ giải thích, cậu nghĩ thử xem, Hoàng Vũ Huyên là mối tình đầu của Lý Tử Duy cậu ta thích cô ấy đến vậy nhưng đột nhiên lại phát hiện cô ấy không hề tồn tại tất cả mọi thứ đều là giả cô ấy chỉ là một nhân vật được bịa ra mà thôi như vậy cậu ta sẽ đau khổ đến nhường nào chu nhiên trần chờ hồi lâu nhưng cuối cùng cũng không thể không biết xấu hổ hỏi tiếp tại sao lại khó chịu vì là giả sao chu nhiên suy nghĩ một hồi thử dùng phương pháp chọc vào nỗi đau để phân tích mà hứa chan vừa dạy y để cộng tình với nhân vật nhưng nghĩ mãi vẫn không ra không thể nào tìm được cảm giác lòng đau như cắt như vừa nãy tại sao lý tử duy lại khóc là do bị chơi đùa nên tức giận ư hay là khóc do cảm thấy bản thân quá ngu ngốc khi tin vào chuyện hoang đường như xuyên không chật vấn đề này khó quá đi lúc nãy được người giỏi cầm tay chỉ việc thì cảm thấy bản thân rất hăng hái cái gì cũng hiểu nhưng tới lúc không có ai hướng dẫn thì lại không hiểu gì cả chu nhiên đau khổ nắm đầu tóc xoăn của mình tâm trạng như đờ đám lúc này tất cả diễn viên trong sân đã vào vị trí tiếng đánh bản vừa vang lên cảnh quay lập tức chính thức bắt đầu cảnh quay đầu tiên là một cảnh kỷ niệm trong phòng học nhạc trống rỗng chỉ có hà giai yến và hứa chăn Hà Gia Yến vẫn mặc bộ đồng phục học sinh cấp 2 như vừa nãy, ngay cả kiểu tóc và cách trang điểm cũng không có gì khác. Nhưng lúc này, cô ấy đang đóng vai vị khách xuyên không kia, trang phục giống nhau nhưng lối diễn xuất lại khác hoàn toàn khi diễn vai thiếu nữ bị bệnh trầm cảm Trần Vận Như, dáng người cô cao gầy, đi lại như gió, cả người toát lên vẻ rực rỡ, phóng khoáng. Hà Gia Yến bước tới trước đàn piano, ngồi xuống, hứng thú mở nắp đàn. Hứa Chân đứng cạnh thấy vậy thì thả cây chổi trong tay xuống, bước tới ngồi cạnh cô ấy, hỏi: "Cậu biết chơi piano à?" Hà Gia Yến trột dạ, ngượng ngùng cười, tớ biết chút ít, chỉ biết chút thôi. Cô ấy nói xong lập tức đặt tay lên phím đàn. Hứa chan lộ vẻ ngạc nhiên, ngồi chờ cô ấy đánh đàn. Không ngờ, cái hắn chờ được lại không phải một màn trình diễn piano điêu luyện mà là cảnh đánh bằng hai ngón trỏ. Đương đương đương. Chiếc đàn piano ba góc phát ra âm thanh hoạt bát khiến hứa chan bật cười thành tiếng. Hà Gia Yến lại không cảm thấy xấu hổ, còn cười tươi với hắn, tiếp tục vui vẻ dùng một ngón tay nhấn từng phím đàn. Hứa chan nghiêng đầu, lặng lặng nhìn cô ấy chơi đàn, cứ nhìn mãi như thế, tia nắng hoàng hôn xuyên qua cửa kính chiếu rọi trên chiếc đàn gương mặt tràn đầy thanh xuân giao nhau với phím đàn đen trắng tạo nên một cảnh tượng yên tĩnh mà ấm áp lạ thường một lát sau đạo diễn đổi máy theo dõi từ chỗ máy quay thứ nhất đến máy quay thứ hai đang quay trực diện hứa chăn rồi ra dấu với trợ lý đạo diễn bên cạnh đương 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 tiếng đàn piano vẫn vang vọng mãi nhưng người đánh đàn lại trở thành hứa chăn cùng lúc đó hà gia yến ngồi trên ghế đàn cúi đầu lặng lẽ bước ra khỏi phạm vi máy quay mấy giây sau sau khi máy theo dõi được đổi trở về chỗ máy quay thứ nhất hứa chan vẫn duy trì vẻ mặt như lúc nãy mỉm cười nhìn người bên cạnh trong mắt tràn đầy vẻ rung động khó giấu nhưng lúc này bên cạnh hắn hoàn toàn không có một bóng người chu nhiên đứng cạnh sân nhìn cảnh này trong lòng không khỏi chấn động y đã hiểu vì sao cảnh quay kỷ niệm này lại được gọi là biểu diễn không đạo cụ khi hai người kết hợp bằng hình thức này lại không khỏi tạo nên hiệu ứng vô cùng đau lòng rung động không người hôm nay chu nhiên mới lần đầu tiên nhìn thấy kịch bản muốn gặp em kỳ thật y cũng không biết giữa nam nữ chính của bộ phim này rốt cuộc đã trải qua chuyện gì nhưng y vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra nam chủ rốt cuộc đã thích cô gái này đến mức như thế nào hứa chăn một mình ngồi trên ghế cầm ngây ngốc nhìn sang bên cạnh loại cảm giác lo lắng trống rỗng này làm cho người ta cảm thấy khó chịu lạ thường lục độp lộp độp đúng lúc này một trận tiếng bước chân vang lên nam thứ thi vũ kiệt từ cửa sau đi vào phòng học âm nhạc sao cậu lại trốn ở chỗ này thì vũ kiệt nhìn hứa chăn ngồi trước cây đàn dương cầm như mày nói cậu và trần vận như rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cậu định chiến tranh lạnh với cô ấy đến khi nào Hứa chăn nghe được lời này, vẻ mặt rung động vừa rồi ở trên mặt dần dần rút xuống. Một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu nhìn Thi Vũ Kiệt ở trước mặt, thấp giọng nói, tôi không có chiến tranh lạnh với cô ấy, tôi chỉ là, tôi không biết phải đối mặt với cô ấy như thế nào. Thi Vũ Kiệt hỏi, ý cậu là sao? Hứa chăn rũ con người xuống, vẻ mặt nhìn qua có chút cô đơn, lại có chút mở mịt, lẩm bẩm nói, Trần Vận như đêm qua đã ngả bài với tôi rồi. Cô ấy nói, không có cái gì mà xuyên không thời gian, không có Hoàng Vũ Huyên, tất cả những chuyện này, đều là do cô ấy tự mình biên soạn ra nghe nói như vậy thì vũ kiệt ở một bên chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nói chứ còn gì nữa không phải cậu thật sự tin tưởng những lời quỷ quái mà cô ấy nói đó chứ vẻ mặt hứa chăn cứng đờ một lúc lâu sau hắn bỗng nhiên cười khổ nói đúng vậy làm sao có thể chứ làm sao có thể thật sự có cái gì mà xuyên không thời gian trong lúc nói chuyện hắn cúi thấp đầu xuống giọng nói dần dần trở nên có chút khàn khàn nói người ta cũng đã thừa nhận với tôi rồi tất cả đều là giả đều là cô ấy đang lừa gạt tôi trên đời này từ trước tới nay đều không có hoàng vũ huyên đây chẳng qua chỉ là một nhân vật được viện ra mà thôi nhưng là nói đến đây hắn nghẹn ngào một lát Nước nở nói tôi rất nhớ cô ấy tôi rất muốn gặp cô ấy tôi chỉ cần nhắm mắt lại trong đầu óc toàn bộ đều là cô ấy hứa chăn ngồi ở trên ghế cầm đón ánh nắng hoàng hôn chậm rãi ngẩng đầu lên cô gái tôi thích cô ấy đã biến mất trong lúc nói chuyện hắn nhìn thi vũ kiệt ở trước mắt môi hắn hơi run rẩy hai hàng nước mắt yên tĩnh lướt qua gò và hắn. Cắt, ước chừng nửa phút sau, đạo diễn kêu dừng lại. Hứa chăn từ trên ghế cầm đứng lên, giơ tay lau nước mắt trên mặt, cười và nói cảm ơn với các nhân viên công tác xung cu. Ngay lập tức phía bên kia vang lên những lời âm thanh khen ngợi. Mấy người quay video giảng dạy ở một bên lập tức xuống lại với nhau, như lấy được bảo vật và phát lại đoạn phim vừa rồi. Vừa rồi đoạn này diễn thật sự là quá lợi hại, quả nhiên là đi bất hư truyền, hôm nay đúng là không ổn công đến. Một người đàn ông trung niên đeo kính chỉ vào hình ảnh trước ống kính, vẻ mặt tán thưởng nói, toàn bộ cảnh đó, hứa chăn vẫn luôn nhẫn nhịn, các cậu có nhìn ra không? Từ khi một mình ngồi trên ghế cầm, hắn vẫn luôn khống chế, tâm tình Thủy chung không lộ ra ngoài. Cho đến khi nói đến tôi rất nhớ cô ấy, hốc mắt đỏ lên, cuối cùng ngẩng đầu lên, nước mắt đã rơi xuống. Thời điểm hoàn toàn chính xác, người trung niên để kính trên sống mũi, lúc trước các người hỏi tôi tại sao cảnh khóc lại bị kẹt đó là lý do khiến nó bị kẹt, đã hiểu chưa? Đắm chìm vào cảm xúc một chút, để nước mắt chảy theo cảm xúc. Khi cảm xúc đạt đến đỉnh điểm, rơi lệ, đây mới là cảnh khóc hiệu quả. Học sinh ở một bên nghe vậy đã bừng tỉnh, cả đám gật đầu liên tục như gà con mổ thóc. Người trung niên nghiêm mặt nói, trước đây có người hỏi tôi, lúc biểu diễn đi thì, thì hắn đều khóc thành cảnh ngốc, vì sao cái cảm xúc lúc đó tôi còn cho không điểm. Tất cả đều động não đi. Nước mắt dùng để làm gì, là dùng để lay động cảm xúc người xem, không phải để chút giận. Mỗi ngày chỉ biết khóc, dễ dàng rơi nước mắt thế này thì chỉ có vô ích. Mấy đứa trẻ bên cạnh nhà các cậu không được uống sữa, khóc như muốn ngất đi, cậu cũng sẽ không cảm thấy cảm động, đạo lý này sao lại không hiểu chứ? Người trung niên này hướng về phía video của hứa chăn, lôi ra, giảng bài kỹ hết sức, giải thích loại cảm xúc nào nên được thể hiện vào thời điểm nào, khiến cho chu nhiên ở bên cạnh nghe được mà sửng sốt một lúc. Lúc trước rõ ràng có nhớ hứa chăn nói mình không am hiểu về diễn cảnh khóc. Ha ha, đây là cái gọi là không am hiểu, trình độ sách giáo khoa mà lại không am hiểu. Hắn nghe cái ông thầy trung niên kia vừa phân tích, chỉ cảm thấy rất có thu hoạch. Quả thật, người ta nói rất có đạo lý, diễn cảnh khóc cũng giống như phố nhạc, đều là dùng để lay động cảm xúc phải chú ý điểm kẹt. Mà điểm kẹt chính là sở trường của tôi, lại còn học được một chiêu. Có điều, tôi có một câu hỏi, vào đúng thời điểm đó, nếu như không có nước mắt thì làm sao? Chu Nhiên ở lại phim trường muốn gặp em bên này vẫn luôn ngồi ngây ngốc đến hơn 6 giờ tối. Liên tiếp xem mấy vở kịch lớn, làm cho y cảm giác vừa cảm khái vừa chua xót. lúc đi, cả người đều là choáng váng, cần viết gấp mấy bài hát để phát tiết một chút. Hứa chăn nhìn bóng dáng ta rời đi, thoáng có chút trột dạ, cảm giác mình giống như đã lừa gạt một đứa trẻ. Có điều, bản thân cũng không nói linh tinh gì với y phân tích sâu sắc tâm lý nhân vật tự phủ nhận chấn thương thực sự là một phương tiện quan trọng để điều chỉnh cảm xúc nhưng mà thủ đoạn này sở dĩ có hiệu quả là bởi vì mấy năm nay mình viết mấy chục lần tiểu truyện nhân vật đối với các loại nhân vật đặc biệt là nhân vật sân khấu điện hình đều có phân tích sâu sắc với trình độ trước mắt của chu nhiên chỉ sợ là chơi không được tất nhiên nếu sau này y muốn tiếp tục phát triển trong giới showbiz nếu có cơ hội hắn cũng có thể tiếp tục dạy y có một trái tim muốn tiến lên là quan trọng hơn bất cứ điều gì Cuối tháng 2, Đoàn làm phim muốn gặp em tiếp tục khẩn trương quay phim từng bước, mà lúc này, bộ phim Tú Xuân Đào cuối cùng cũng chào đón buổi công chiếu đầu tiên. Sau khi Hứa Chân và Chu Nhiên liên kết tuyên truyền, độ nổi tiếng và kỳ vọng của bộ phim đều tăng lên rõ rệt, tình hình bán vé trước so với dự đoán ban đầu tốt hơn rất nhiều. Điều này làm cho nhà sản xuất Tú Xuân Đào, Hoa Ảnh lão tổng hồ vệ quốc cực kỳ vui mừng, bạn đang xem bẩn tăng không ngán ai bao giờ được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Tiểu Hứa quả nhiên chưa từng làm mình thất vọng, giá trị của một cái hot search này tương đương hơn trăm vạn kinh phí tương truyền trong khi đó một tuần triển lãm phim chung gai đã kết thúc trên mạng bắt đầu xuất hiện rất nhiều đánh giá về bộ phim hứa chăn đã xem sơ qua đa phần đều là khen ngợi thỉnh thoảng có một số ý kiến khiêu khích cũng nói tương đối khách quan hiếm khi thấy loại bình luận một mực chê bai cho rằng bộ phim rất xấu hướng gió của bình luận này cũng đã khiến cho hứa chăn phải uống một viên thuốc an thần diễn viên màn ảnh nhỏ muốn chuyển sang chiến tranh tường màn ảnh rộng chỉ có thể lợi dụng độ nổi tiếng cao của mình mà đánh cược nhận diễn nếu thành công là có thể tiếp tục đi còn không được thì sẽ rơi vào vòng tuần hoàn chết chóc nhào ra đường cuối cùng bị đá ra khỏi vòng bảng danh tiếng và do thu phòng vé của mỗi bộ phim trong giai đoạn đầu là rất quan trọng có thể nói là như đi trên băng mỏng ngày 28, ngày công chiếu hứa chan tiếc nuối không thể trở về bắc kinh tham gia buổi công chiếu chỉ có thể chỉ có thể bày tỏ lời chúc phúc cho bộ phim qua sóng truyền hình rất nhiều nghệ sĩ từng hợp tác với hứa Trăn cũng giúp đỡ chuyển tiếp tuyên truyền cổ vũ cho bộ phim này bao gồm cả đoàn làm phim thất cô chưa phát sóng đoàn làm phim cánh diều cùng với đoàn làm phim trí thủ uy hồ sơn vừa mới lập dự án chưa bắt đầu khai máy đều giúp chuyển tiếp động thái liên quan ban ngày hứa chăn vẫn quay phim không có thời gian để theo dõi tình hình phim tú xuân đao đến buổi tối sau khi đóng phim hắn lấy điện thoại di động ra vừa định lướt qua bình luận phim mới nhất kết quả lại phát hiện một vị phó đạo diễn của trí thủ uy hồ sơn gửi cho mình một tin nhắn hỏi tình trạng sức khỏe gần đây của mình như thế nào hứa Trăn cho rằng có tin tức bắt đầu thực hiện liền trả lời nói sức khỏe tốt tiện thể đơn giản kể một chút tình huống thời gian gần đây của mình tuy nhiên vị phó đạo diễn kia lại nói, không không không, gần đây không có ý định bắt đầu khai máy. Nhưng sáng nay nhà sản xuất của chúng tôi đi xem Tú Xuân Đào, sau khi trở về luôn nói cảm giác cậu ho quá chân thật, hoài nghi có phải phổi của cậu không tốt lắm hay không, muốn hỏi xem gần đây trạng thái thân thể của cậu thế nào. Dù sao vào mùa đông chúng ta cũng phải đến rừng sâu núi thẳm quay cảnh tuyết, nếu thân thể yếu thì không chịu nổi, thân thể mới là vốn liếng của cách mạng. Đây cũng không phải là trò đùa. Hứa chăn. Cảm ơn, phổi đang rất tốt, không có bệnh tôi sẽ xem như đang khen tôi diễn tốt cúp điện thoại của phó đạo diễn hứa chan rất là có chút bất đắc dĩ bản thân hắn đương nhiên là không bị bệnh phổi chẳng qua lúc trước vì quay lang nha bảng cho tốt hứa chan từng làm tình nguyện viên trong bệnh viện một thời gian mỗi ngày đều đeo khẩu trang thăm dò đầu óc ở trong phòng bệnh quét dọn vệ sinh khảo sát thực địa bệnh nhân chân chính rốt cuộc ho khan như thế nào thế cho nên có một đoạn thời gian hắn ho quá nhập vai thậm chí thật sự sinh ra ảo giác mình có bệnh nhưng hóa ra căn bệnh này được gọi là rối loạn nhân cách diễn xuất Hứa chan luôn là người tôn trọng vai diễn, cho dù đó là bệnh lao của cận nhất xuyên hay sửa xe máy của Tăng Soái, khi điều kiện cho phép, đều rất sẵn sàng dành thời gian để trải nghiệm cuộc sống thực của những nhân vật này. Ví dụ như nam chính Lý Tử Duy trong Muốn gặp em, nhân vật này sau này do tai nạn giao thông dẫn đến gãy xương nghiêm trọng một chân, để diễn tốt trạng thái này, Hứa chan cố ý đi hỏi biên kịch Muốn gặp em Cao Kỳ Phong, tai nạn xe hơi của Lý Tử Duy đã gây ra thương tổn gì, phục hồi chức năng sau phẫu thuật có cái thép tấm hay không, sau đó có lấy ra hay không vân vân mà cao kỳ phong quả thật đã lấy ra một phần phân tích bệnh lý cho hắn hai người rối loạn nhân cách diễn xuất ăn nhịp với nhau trò chuyện rất hợp ý hứa chăn cảm thấy sau này mình tiếp xúc nhiều hơn với các bộ phim truyền hình đề tài hiện thực hắn có thể dần dần tập hợp đủ các loại bệnh về tim mạch và mạch máu não bệnh hô hấp bệnh đường tiêu hóa thiếu tay thiếu chân và các loại bệnh khác đến lúc đó đại khái có thể viết một bài luận phân biệt trạng thái này nên biểu diễn như thế nào hứa chăn một bên suy nghĩ vô bờ bến thuận tay một bên cầm lấy một cái thước cứng rắn đã sớm chuẩn bị dùng dây thừng trói ở phía sau đầu gối khập khiễng ở trong phòng luyện thành tư thế đi bộ của người khuyết tật nói về diễn xuất tôi nghiêm túc ngày một tháng ba hứa chăn một giấc ngủ dậy mở điện thoại di động ra liền nhìn thấy tin nhắn đêm qua chu hiểu mạn gửi cho mình thành tích phòng vé ngày đầu tiên của tú xuân đào đã được công bố với tỷ lệ phim trung bình dưới hai mươi phần trăm tú xuân đào đã thu về hai mươi bảy triệu lượt xem cơ bản đạt được mục tiêu mong muốn bởi vì tỷ lệ chỗ ngồi trên đạt được yêu cầu của viện tuyến ngày hôm sau tỷ lệ xếp hạng không giảm vẫn duy trì ở mức khoảng mười tám phần trăm thành tích này đối với tác phẩm của đạo diễn mới này mà nói đã xem như là tương đối tốt rồi nhà sản xuất hồ vệ quốc cố ý gửi tin nhắn cho hứa chăn khen ngợi diễn xuất của trong phim đồng thời truyền đạt cho những lời khen ngợi của những người xung quanh dành cho nhưng trong từng dòng chữ hứa chăn rõ ràng có thể cảm thụ được hồ vệ quốc đối với thành tích phòng vé này không quá hài lòng dù sao với xu hướng hiện tại phòng vé cuối cùng có thể chỉ có thể thu hồi chi phí không có nhiều lợi nhuận nhưng hứa chăn lại không có nhu cầu xa vời cao như ông ta chỉ thu hồi phí tổn thì sao mặc dù nhà sản xuất đã không kiếm được tiền nhưng tất cả chúng ta đều nhận được tiền lương sao lại có thể nói là phí không quay chứ người làm công họ hứa không đầu tư thì tâm tính chính là bình thản như vậy tất nhiên là một trong những diễn viên chính ông cũng hy vọng tú xuân đao sẽ đạt được kết quả tốt hơn nhưng thành thật mà nói bộ phim thực sự không có nhiều để bán hàng đạo diễn là đạo diễn mới ip là ip gốc đội hình diễn viên mặc dù thực lực không tầm thường nhưng một siêu sao cũng không có nói tóm lại bộ phim này từ đầu đến chân không có yếu tố nào có thể kéo được thành tích phòng vé hứa chan không phải cố ý nhận loại hợp đồng này mà là lúc ấy hắn là người mới trong giới điện ảnh quả thật không có lựa chọn nào tốt hơn hắn nhận phim tú xuân đào là hơn một năm trước khi đó dương gia tướng còn chưa phát hành lăng nha bảng cũng chưa phát sóng vương miện ngọc lan thị Đế ngay cả ảnh cũng không có khi đó hứa chăn có thể tiếp xúc với phim ảnh hoặc là kịch bản quá nát hoặc là nhân vật thái long bao tú xuân đào là lựa chọn tốt nhất của hắn sau khi nghiêm túc cân nhắc không bằng nói hoa ảnh chịu đem đầu tư của bộ phim này từ 30 triệu lên 80 triệu đã vượt quá mong đợi ban đầu của hắn Tuy nhiên, điều đáng mừng là so với thành tích phòng vé không hot, Tú Xuân Đào được đánh giá khá tốt, team Mainnet còn đưa ra đánh giá cực cao là 9.3 điểm, điểm số trực tuyến của đậu phụ cũng cao lên đến 8.1, xếp hạng cao nhất trong tất cả các bộ phim trong cùng thời kỳ. Ví dụ như Như Thủy Lưu Niên cùng ngày phát hành, cũng chỉ có 5.5 điểm đáng thương, người nghe thì buồn, kẻ xem thì khóc. Hứa Chan biết, điểm số này sau này còn có thể giảm xuống một chút, bởi vì ngay đầu tiên đi xem phim có rất nhiều fan của các diễn viên chính, đám người này sẽ đeo bộ lọc thần tượng, đánh giá khó tránh khỏi sẽ có sự thiên vị. Nhưng mà, phim điện ảnh không giống phim truyền hình, đều một hơi xem xong toàn bộ bộ phim, trừ phi người đánh giá là tám thủy quân thực hiện, nếu không, tình huống chuyện miệng vách đã sụp đổ căn bản sẽ không xuất hiện. Mà hứa chăn là nhân viên liên quan, biết rõ rằng hoa ảnh sẽ không tiêu tiền ở phương diện này. Về phần mình, nhiều nhất cũng chỉ là thủ công gõ một lời khen ngợi. Ngày 1 tháng 3 là chủ nhật, đoàn làm phim muốn gặp em được nghỉ. Buổi sáng sau khi hứa chăn tập thể dục buổi sáng trở về, nhàn rỗi không có việc gì, ý định là sẽ vừa ăn điểm tâm, một bên lướt một chút bình luận phim Tú Xuân Đao. Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp lướt tới chỗ bình luận, đã bất ngờ phát hiện ra một chủ đề thảo luận nóng trên mạng, Hứa chăn có phải thật sự bị bệnh phổi hay không? Hứa chăn! Hắn vội vàng nhấn vào đề tài vừa nhìn, kết quả lại thấy được đủ thể loại thảo luận ly kỳ, vừa mới vừa xem xong Tú Xuân Đao trở về, toàn bộ hành trình không có đi tiểu, năm sao khen ngợi, nhưng mà sau khi xem xong vô cùng lo lắng a à chân nhà ta, nghe ho vô cùng chân thật, hoàn toàn không giống với kiểu ho của diễn viên bình thường ấy sẽ không thật sự bị bệnh phổi chứ thủ công tác lang gia các công ty các người mỗi năm đều tổ chức kiểm tra sức khỏe sao làm phiền đưa hứa chan đi kiểm tra sức khỏe báo cáo một chút tôi cực kỳ không yên tâm rồi thủ công tác lang gia các môi trường văn phòng của công ty các cậu sao lại như thế nào công ty mới thành lập chắc chắn là đang sửa chữa trang trí các chỉ số không khí có đủ điều kiện không phóc man đê hít sẽ tổn thương đến phổi mau gửi báo cáo xét nghiệm lên cho mọi người xem đi thủ công tác lang gia các công ty các người có căng tin không làm phiền các người mỗi buổi sáng đều hầm cho a chăn nhà chúng tôi một quả lê tuyết tứ xuyên bổ phế chị ho buổi tối mới vừa xem xong ỷ thiên lại đi xem tú xuân đào sau đó lại nhớ lại lang nha bảng, lâm vào trạng thái lo âu mặc kệ nói như thế nào trước tiên cũng phải đóng gói một ít thuốc đông y gửi đến lang gia cát nhờ chị trợ lý hầm giúp cho a chăn nhà chúng ta ăn hắn nhìn khu bình luận lặp đi lặp lại từng người đều nhắc tới phổi của mình chỉ cảm thấy có chút mông lung chỉ là vì tú xuân đào sao bộ phim này vừa được phát hành có ảnh hưởng lớn đến như vậy không hứa trăn đã theo dõi các bình luận trước đó một lượt sau đó liền nhanh chóng giải quyết vụ việc bộ phim ỷ thiên của truyền thông hoa ảnh đã được công chiếu hứa trăn đương nhiên còn nhớ rõ năm ngoái khi hắn ở núi thanh nguyên sửa xe máy đã từng tình cờ gặp đoàn làm phim ỷ thiên ở bên trong khách mời đóng vai chồng của kim hoa và bà hàn thiên diệp nhưng bởi vì chỉ là một chương trình phụ hứa trăn căn bản cũng không quan tâm bộ phim này khi nào phát hành bây giờ vừa nhìn mới phát hiện hoa ảnh vừa vặn đem số tập trong ỷ thiên hàn thiên diệp xuất hiện vào cùng ngày Tú xuân đao phát hành mà hàn thiên diệp bởi vì ở trong bích thủy hàn đàm đông lạnh đến hỏng phổi chỉ có mấy cảnh cơ bản cũng là ho từ đầu đến cuối hứa chăn hoa ảnh chết tiệt thực sự đã mua hot search tôi bị bệnh phổi hồ tổng ngài thật tàn nhẫn ngài quá tàn nhẫn rồi hình tượng công chúng này rốt cuộc đến khi nào tôi mới có thể quay trở lại không có thật sự không có phổi của con rất tốt cả người con đều rất tốt đúng 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 chỉ là vì tuyên truyền cho bộ phim mà thôi sáng sớm sau khi hứa chăn nhìn thấy hot search vội vàng gọi điện thoại video cho sư phụ nói rõ về chuyện hòa thượng vẻ mặt bất đắc dĩ thanh minh những lời nói không đúng sự thật của hắn trên mạng về mình nhưng mà sư phụ rõ ràng đã nhìn thấy qua cái hot search này không ngừng hỏi hớ chăn chỉ có thể giải thích nhiều lần con đang ở đài nam thưa sư phụ bên này so với cam châu ấm áp hơn mặc áo mỏng là được rồi con không lạnh đúng có tranh lệch nhiệt độ nhưng không có tranh lệch thời gian bây giờ bên này cũng là bảy giờ ba mươi con đã tập xong thể dục buổi sáng rồi sư phụ ngài yên tâm công phu luyện tập mỗi ngày chưa từng bỏ qua con sẽ không bởi vì công việc bận rộn mà bỏ qua rèn luyện thân thể. Lúc này hắn đang đi trong hoa viên nhỏ phía sau khách sạn, thấy xung quanh không có ai, dứt khoát giờ điện thoại di động lên, từ trên bồn hoa nhẹ nhàng khéo léo nhảy xuống một chỗ trống, nói, sư phụ, ngài xem, mỗi ngày con đều có cố gắng luyện công. Nói xong, hắn để điện thoại di động đứng ở trên bệ cửa sổ một bên, liên tiếp xoay người, quay người trên không, một loạt động tác võ thuật có độ khó cao, cố gắng chứng minh mình rất khỏe mạnh với sư phụ. Lúc này, trong nhà hàng trên tầng 3 của khách sạn, Hà Gia Yến ngồi ở bàn ăn gần cửa sổ, nhìn hứa chăn đang nhảy cạnh bồn hoa dưới lầu, im lặng một lúc lâu, mới nói, hắn đang muốn làm gì vậy. Mà Thi Vũ Kiệt ở một bên yên lặng nhìn thoáng qua dưới lầu, không dám tiếp lời, chỉ ngượng ngùng cười nói, ha ha, thân thủ này nhìn thật đẹp trai. Hơn 8 giờ sáng hôm đó, lão Tổng Hoa ảnh Hồ Vệ Quốc không biết là đối lý hay là thật sự ủy khuất, thái độ cực kỳ thành khẩn gọi điện thoại cho hứa chăn tới, thể cái hot search phổi không tốt này tuyệt đối không phải là mình mua. Đối với việc này, hứa chăn chỉ có thể tỏ vẻ ha ha, không quan tâm đến sự thật là gì. Nói tóm lại, cảm ơn cư dân mạng đã quan tâm đến chính mình. Để tránh lãng phí sức nóng hiện tại, ekip của Hứa Trăn rất khoát dựa theo yêu cầu của người hâm mộ, phơi ra báo cáo kiểm tra sức khỏe gần đây của hắn, cùng với ảnh chụp văn phòng. Trong phòng không có nhiều đồ nội thất, chỉ có một bộ bàn ghế, một ghế sofa và một tủ trưng bày kính. Trong tủ trưng bày có giải người mới xuất sắc nhất, giải Ngọc Lan nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, cùng với các loại giải thưởng như Ngọc Lan thị đế dưới ánh đèn của tủ trưng bày, nhìn qua lớp lánh ánh sao. Tuy nhiên, có một số chỗ hài hước, mặt đất văn phòng có màu x lá cây cỏ trần nhà có màu x xa trời các bức tường được vẽ như một ngôi nhà gỗ bên cạnh góc tường bên cạnh tủ trưng bày còn vẽ rõ ràng bài chú lùn mà nữ chính của câu chuyện thì bị tủ chặn lại chỉ xấu hổ lộ ra góc váy màu xanh trắng bài năng động này viết như mọi người có thể thấy trước đây là trường mầm non sau đó được chúng tôi làm văn phòng trên nguyên tắc sức khỏe bảo vệ môi trường tiết kiệm tiền không trang trí lại vì vậy trông hơi mơ mộng chê cười chê cười tuy nhiên chất lượng không khí chắc chắn được đảm bảo mọi người hãy yên tâm, nghiêm túc. Ngay sau khi động thái này được đưa ra, người hâm mộ còn chưa kịp nghiên cứu kỹ báo cáo kiểm tra sức khỏe của hắn, đã bị phong cách bạch tuyết này thu hút sự chú ý. Bạn đang xem bẩn tăng không ngán ai bao giờ được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Chỉ trong một thời gian, đủ loại lời chửi với nổ tung khu vực bình luận. Mẹ kiếp, bên trong làng tú các lại là thím ha ha như vậy, văn phòng trẻ em gây cười đau hông. Phòng trẻ em cũng chia ra phòng nữ sinh và phòng nam sinh sao? Tốt xấu gì cũng cho tôi thấy toàn bộ chuột Mickey hoặc là lam mập mạp gì đó chẳng lẽ hồ lô a của tôi không xứng có được tên tuổi sao ôi chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế này của tôi thật muốn mang tủ trưng bày này rời đi vì sao phải ngăn trở bạch tuyết nhà tôi không biết vì sao cảm giác cúc ngọc lan thị đế cùng bạch tuyết nhìn qua vô cùng hài hòa ha 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 hứa chăn bình thường là một người vô cùng khiêm tốn lúc này vì tuyên truyền cho bộ phim cũng không khiêm tốn trực tiếp mượn độ nóng này làm một đợt chuyện hứa chăn làm việc trong phòng trẻ em hứa chăn và bạch tuyết và các từ ngữ kỳ lạ khác bắt đầu nhanh chóng nổi lên sức nóng trong mảng giải trí thậm chí còn ép album mới mà Chu Nhiên vừa phát hành. Về phần những nhiệt độ này có thể tăng thêm bao nhiêu cho Tú Xuân Đao, Hứa Trân không quản được. Những hoạt động này hắn cũng không nhúng tay vào. Hôm nay đoàn làm phim muốn gặp người được nghỉ, hắn rảnh rỗi không có việc gì làm, rất khoát trở về phòng mình, muốn xem Ỷ Thiên đang phát sóng. Lại nói tiếp, bộ phim này cùng Hứa chăn tương đối có duyên phận. Hắn không chỉ đóng vai khách mời trong phim là Hàn Thiên Diệp, hơn nữa lúc bộ phim này còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, Hoa Ảnh đã từng mời Hứa Chan đến đóng vai nam chính chẳng qua hắn không nhận. Có nhiều lý do. Thời gian quay phim ỷ Thiên kéo dài đến 6 tháng, không thể mở rộng con đường diễn xuất, nhân vật của hắn cũng không khiêu chiến, hơn nữa xem đội hình diễn viên, đây rõ ràng là phim dùng để nâng đỡ người mới, đối với Hứa Trăn mà nói rõ ràng đây không phải là một lựa chọn tốt. Tuy nhiên, là một khán giả, hắn rất thích ỷ Thiên. Hứa Trăn mở TV trong phòng khách sạn, dùng hộp set tóc tìm tài nguyên của ỷ Thiên, ấn vào xem vài đoạn, bất ngờ phát hiện tương đối không tệ. Tuy rằng nội dung phim đã không còn bất ngờ gì nữa, nhưng khả năng khống chế cảnh quay của đạo diễn đặng đại diễn vô cùng xuất sắc biểu hiện của mấy nhân vật chính cũng rất đáng khen ngợi vị võ hiệp rất chính trực trường vô kỵ vào vai cao nhược thần trước đây là một võ sĩ suy tàn đặc cấp văn hí của hắn diễn như thế nào thì không nói trước võ kịch thật sự xinh đẹp đoạn quyết chiến quang minh đình phiên bản Ý thiên này gần như dùng cả cốt truyện của nguyên tác nhất là vợ chồng hà thái xung cùng cao thấp nhị lão phái hoa sơn liên thủ sử dụng kiếm pháp chính phản lưỡng nghi đao có thể nói là phức tạp mà không loạn tinh xảo tuyệt luân cuối cùng cao nhược thần bốn lạng ngàn cân nâng nặng như nhẹ, vận đại cổ như tiểu trùng, dưới sự điều phối xảo diệu của ống kính, quả thực làm cho người ta sinh ra ảo giác trên đời này thật sự có loại công pháp càn khôn đại na gì. Hứa chăn nhìn, không biết từ khi nào, đã đứng trước tivi, cầm điều khiển từ xa trong tay làm kiếm, bắt chước động tác trước ống kính. Ai, quả nhiên, võ hiệp mới là lãng mạn của nam nhân. Đã lâu không quay phim võ hiệp, có hơi thèm. Nhưng mà gần đây Thủy Trung không nhìn thấy bản thảo võ hiệp khiến người ta vừa ý, không khỏi có hơi tức nuối. Sau khi xem xong một đoạn phim, Hứa Chan theo bản năng lấy điện thoại di động ra, lục soát thành tích rating của Ý Thiên, nhưng lại bất ngờ phát hiện, thành tích của bộ phim này không nóng. Nền tảng phát sóng là vệ tinh cà chua, rating đầu tiên 0,52%, cho đến nay, cốt truyện đã được hơn một nửa, với rating trung bình 0,61% của phân khúc thứ 9. Thành tích này, quả thực là vụn vặt. Hứa Chan nhìn số liệu này, lại không khỏi sinh ra một chút cảm giác bi thương, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Thời đại võ hiệp dần đi xuống dốc rồi. Cho dù Ý Thiên là một đại chế đỉnh cấp, trong bối cảnh hiện tại cũng không cách nào thu được sự chú ý, võ hiệp đến cuối cùng nên đi đâu. Mà cùng lúc đó, trong một văn phòng ở Kinh Thành, nhà phê bình phim nổi tiếng Trần Vi đang nằm trên ghế sofa, vẻ mặt thổn thức nhìn tập mới nhất của Ý Thiên trên màn hình máy tính. Chỉ thấy, phút thứ 6,23 giây, hình ảnh cắt vào hồi ức của Kim Mao Sư Vương. Hứa chan vào vai Hàn Thiên Diệp mặc một bộ áo trắng thắng tuyết, sách trường kiếm từng bước đi lên đỉnh Quang Minh, trên màn hình vốn vắng vẻ, đại quân màn đạn vô thiên cái địa cơ hồ giống như lũ lụt vỡ đê mà đến. Cho dù là nhan sắc của Trương Vô Kỵ có thể bằng một nửa Hàn Thiên Diệp, bộ phim này cũng không đến mức nháo nhào thành như vậy. Một nửa quá nhiều, một phần ba là đủ rồi, yêu cầu của tôi thật sự không cao. Tôi vẫn cho rằng bộ phim này là do khán giả bây giờ không thích phim võ hiệp nữa, cho đến khi tôi thấy Hàn Thiên Diệp, tôi lại nhanh nhóm niềm đam mê võ hiệp một lần nữa. Võ hiệp làm sao vậy? Tuyệt đại song kiêu và bích quyết kiếm mỗi năm tôi chắc chắn phải xem một lần, quay tốt vẫn có khán giả, chủ yếu là hai năm nay chất lượng bản thân phim võ hiệp rất đáng lo ngại. Không nhất định nếu là kim cổ, IP gốc cũng đẹp, tối hôm qua vừa mới đi dạp chiếu phim xem Tú Xuân Đao, đề nghị tiến cử. Nhà phê bình phim Trần Vi lặng lẽ cãi nhau với đám yêu ma quỷ quái trên màn hình. Không, mấy người có yêu võ hiệp không? Những gì mấy người yêu thích là? Một bầy chó. Khán giả của phim truyền hình và phim điện ảnh chắc chắn sẽ cùng xuất hiện, nhưng không hoàn toàn trùng khớp. Mặc dù hứa chăn chỉ là một người mới trong giới điện ảnh, nhưng trong giới phim truyền hình, đặc biệt là trong giới phim truyền hình cổ trang, chắc chắn xứng đáng là một đại gia hàng đầu hơn nữa bởi vì sau lang nha bằng hứa chan đã gần một năm không có phim truyền hình nào phát sóng người hâm mộ đã sớm chờ mong đến chán rồi ngày 28 tháng 2, công chiếu tú xuân đào không tạo ra sóng gió gì ngược lại hứa chan đóng vai khách mời trong ỷ thiên thu hút rất nhiều sự chú ý trên mạng chỉ trong một đêm bộ phim truyền hình vốn không nóng này bỗng nhiên hạ nhiệt bảng xếp hạng chỉ số phát sóng tăng vọt rất nhiều trang web video thậm chí còn trực tiếp đưa ỷ thiên lên trang chủ trang web ngay cả ảnh bìa cũng đổi thành ảnh của hàn thiên diệp có lẽ hàn thiên diệp cũng không nghĩ tới vô nhân vật nhỏ vô đi như hắn lại có một ngày có thể nổi tiếng như vậy một số cư dân mạng bị thu hút bởi sức nóng này cào mò xem ỷ thiên cũng có cư dân mạng sau khi xem xong đoạn phim ỷ thiên quay đầu đến dạp chiếu phim xem tú xuân đao ví dụ như phó hội trưởng hội hậu viện toàn quốc của hứa trăn cao văn hình ngày 1 tháng 3, cao văn hình theo mấy người bạn cùng phòng đại học của mình đến dạp chiếu phim xếp hàng trước máy bán vé cô len lén liếc mắt nhìn tình hình sắp xếp bộ phim hôm nay thử thăm dò với bạn cùng phòng nói 15 phút sau vừa vạn chiếu tú xuân đao xem xong cái này đi ra vừa vạn 8 giờ, còn có thể xem lại một bộ vào 8 giờ 10 phút như Thủy Lưu Niên. Thế nào? Một người bạn cùng phòng tóc ngắn xếp hàng trước mặt cô quay đầu lại, khinh bỉ liếc cô một cái, nói, không phải hôm qua cô đã xem qua Tú Xuân Đao sao? Ánh mắt Cao Văn Hinh sáng rực, nói, nhưng chúng ta có thể xem hai bộ nha. Ngày hôm qua lúc xem, có rất nhiều chi tiết trước đây tôi cũng chưa từng đọc qua, vừa vạn lần này có thể tìm hiểu thêm một chút. Nói xong, cô thể son sắt nói, tớ nói với các cậu, thật sự, bộ phim này tuyệt đối đáng để xem hai lần cốt truyện thì tớ thấy không kịch tính nhưng toàn bộ quá trình không có chuyện diễn xuất kém xem xong không hối hận ba cô gái lần lượt quay đầu nhìn cô một cái không ai coi trọng những gì cô nói bạn cùng phòng đều biết cao văn hinh là fan cứng của hứa chăn những điều cô nói ít nhất phải giảm gấp ba lần để nghe không thể coi là thật cô gái tóc ngắn trước đó đề nghị đặc khu gạch đỏ lúc bảy hai mươi này thì sao tớ thấy đánh giá trực tuyến rất tốt hai nữ sinh khác vừa muốn đồng ý ngay lập tức cao văn hinh bày tỏ ý kiến khác nhau hét lên ai nha xem tú xuân đao Tú Xuân Đào có điểm đậu phụ cao hơn đặc khu gạch đỏ. Nữ sinh tóc ngắn trợn trắng mắt, nói, chị gái, Tú Xuân Đào là 2D, chờ trên mạng có tài nguyên rồi xem cũng được. Cô thấy Cao Văn Hinh còn muốn tranh cãi, đưa tay ngắt lời, như vậy, tối nay chúng ta xem đặc khu gạch đỏ, mua vé xong còn 50 phút nữa, tớ và cậu xem một tập phim ý thiên được không? Cao Văn Hinh nghe vậy, trông mong nhìn ba người bạn cùng phòng bên cạnh, thấy tất cả mọi người đều không có ý định thỏa hiệp, đành bất đắc dĩ nói, vậy, được rồi. Dứt lời, cô cúi đầu ủ rũ nói, quên đi, khi nào rảnh rỗi tớ tự xem thêm hai lần nữa. Vài phút sau, một nhóm bốn người mua vé xem phim đặc khu gạch đỏ lúc 7, 20, sau đó mỗi người mua đồ uống, tìm một bàn tròn nhỏ trong khu vực nghỉ ngơi để ngồi. Cao Văn Hinh nhìn không có tinh thần phấn chấn, động tác lại rất nhanh nhẹn, sau khi ngồi xuống, nhanh chóng lấy máy tính bảng từ trong ba lô sách tay ra, nâng góc độ thích hợp, mở tập 36 của Ỷ Thiên đã được lưu trữ từ lâu. Nhìn những thao tác lưu loát này của cô, mấy người bạn cùng phòng lướt nhau một cái, trong lòng đều không nói ra, cô gái nhỏ này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến mặc kệ các cô mua vé xem phim gì đều phải chờ thời gian mở màn chỉ sợ đều sẽ lấy ra máy tính bảng bảo mọi người cùng xem ý thiên nhìn thấu không nói mấy người bạn cùng phòng chỉ coi là cái gì cũng không biết thờ ơ với cô xem phim truyền hình nữ sinh tóc ngắn có quan hệ tốt nhất với cao văn hình tên là quách san san bình thường cô rất ít theo đuổi phim truyền hình chỉ xem qua mấy tập lang tú bảng và sông quan đông theo cô tính chất của phim võ thuật quá thô bạo luôn thấy giống một đứa em trai chưa trưởng thành mai tông chủ quá gầy lại bị bệnh, nhìn qua cốt truyện của bộ phim, không đủ hấp dẫn. Quách San San thừa nhận giá trị nhan sắc của Hứa Chan quả thật không tệ, nhưng rất đáng tiếc, chỉ là không phát triển theo quan điểm thẩm mỹ của cô. Lúc này, phim truyền hình trên máy tính bảng đã bắt đầu phát sóng, Cao Văn Hình nhảy qua 6 phút đầu tiên, bắt đầu phát từ khi Hàn Thiên Diệp xuất hiện. Chỉ thấy, dưới cung điện nguy nga trên đỉnh Quang Minh, một người áo trắng tay cầm trường kiếm, cùng một đám giáo chúng minh giáo quấn quyết dưới đỉnh đá trắng. Hình ảnh lúc này không cho người áo trắng chính diện ống kính, chỉ cắt mấy màn bộ pháp, kiếm pháp, thần pháp cận cảnh phối hợp với hình ảnh toàn cảnh biểu hiện ra kiếm pháp độc đáo của người này quỳ dị đa biến giống như linh xà mà lúc này chu kiêu một trong ngũ tán nhân của minh giáo nghênh ngang đi xuống chống thắt lưng hét với người áo trắng này tên nhóc hoàng này ở nơi nào mà dám lên đỉnh quang minh dương oai các giáo chủ minh giáo nhìn thấy chu su ngay lập tức tiến công chậm lại chỉ huy mỗi người cầm binh khí vây cu người mặc áo trắng kia mãi đến lúc này ông kính mới cắt được một cận cảnh hứa chăn vào vai hàn thiên diệp cả người trắng từ đầu tới chân tay cầm trường kiếm, đứng thẳng trong lưới đao. Nghe được tiếng la hét này, hắn chậm rãi quay đầu lại, ngửa đầu nhìn về phía Chu Quyên trên bậc thang. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, không có cảm xúc dao động, giống như hổ băng, trên gương mặt trắng nõn bắn tung tóe vài giọt máu, làm tăng thêm vài phần khí phách trên khuôn mặt thanh tuấn của hắn. Đúng lúc này, một trận gió lạnh thổi qua, thổi lên góc áo và mái tóc vụn dài rác trước chắn hắn. Trường kiếm trong tay Hàn Thiên Diệp run lên, ầm ầm ném ra một chuỗi huyết hoa đỏ thẫm. Hắn đứng dưới bậc thang, nhìn Chu Mụ trên đài, lấy mu bàn tay lau vết máu trên mặt khóe miệng hơi nhếch lên trong mắt là tiêu sái cùng tùy tiện không sợ hãi này rõ ràng đây đã là lần thứ En cao văn hinh xem đoạn video này nhưng lúc này vẫn không nhịn được phát ra một tiếng cảm khái thấp kém quá đẹp trai rồi thiếu hiệp áo trắng nhiễm máu tươi cười quả thực quá đỉnh cô vừa định hứng chí bừng bừng khoe khoang với bạn cùng phòng bên cạnh một đợt nhưng mà ngẩng đầu nhìn lại phát hiện không biết từ lúc nào vậy mà bên cạnh có mấy người qua đường vây quanh nhìn máy tính bảng của cô thậm chí hai chị gái nhỏ trên sofa bên cạnh cũng đang thò đầu nhìn. Mấy người này nhìn thấy ánh mắt của cô, ánh mắt sáng lấp lánh nói, xin lỗi hỏi một chút, đây là phim truyền hình gì vậy? Cao Văn Hinh thấy vậy ngần người, vội vàng hào hứng nói, đây là ỷ Thiên, ỷ Thiên tập 36. Thực sự, cái kia, đó là hứa chăn vào vai Hàn Thiên Diệp. Nghe điều đáp án này, hai người qua đường bên cạnh không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhỏ giọng nghị luận, Hàn Thiên Diệp là ai, sao tôi cảm thấy chưa từng nghe qua vậy? Không biết, nhưng thật đẹp trai, hóa trang này thật tuyệt nghe hai người qua đường khen ngợi hứa chan trong ỷ thiên thân là phan cuồng cao văn hình tức khắc thẳng lưng kiêu ngạo đến không được xem đi xem đi đây là nam thần nhà ta a à chan nhà ta chính là ưu tú như vậy nhan trị cao đến bị người qua đường nghỉ chân vây xem thân là một phan hứa chan đáng tin cao văn hình cảm thấy có trung vinh dự vênh vào tự đắc kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh gì các phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người